Lời đầu tiên thì thay mặt ban tổ chức thì mình xin giới thiệu mình là Đinh Ngọc Thạnh, hiện đang công tác tại trường Đại học Sung Sin, Hàn Quốc. Lời đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các speaker đã nhận lời tham gia chương trình và toàn thể anh chị em đã có mặt để lắng nghe cũng như thảo luận ngày hôm nay. Thì cũng là một cái tri thức trẻ, một cái thanh niên trẻ của Việt Nam thì không chỉ mình mà mình nghĩ tất cả mọi người đều mong muốn là Việt Nam mình phát triển, đúng không ạ? Thì rất là vui khi mà chúng ta có những tri thức trẻ đã có cái kinh nghiệm và có những cái kiến thức rất là chuyên sâu về những cái công nghệ mà có thể nói là những cái công nghệ then chốt trong hội tụ công nghệ thông tin và truyền thông. Thì những cái công nghệ này thì rất là quan trọng cho sự phát triển của hiện tại và tương lai, bởi vì như chúng ta đã biết là nền công nghiệp của cả thế giới đang hướng tới 4.0, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ sẽ là tự động hóa. Chính vì thế là công nghệ là một cái then chốt trong nền kinh tế. Và ai cũng muốn Việt Nam phát triển hết, bản thân mình cũng vậy. Đó là lý do tại sao mà mình, Hoàng và Vân cùng với ban tổ chức của Diễn đàn Tri thức trẻ toàn cầu là mình muốn tổ chức những cái hội thảo trực tuyến như vậy để chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm của các cái học giả, của các nhà founder của các startup để chia sẻ tới tất cả chúng ta. Và khi mà chúng ta ngồi cùng discuss mở với nhau, đây giống như là chúng ta thảo luận mở thôi, thì nhiều khi chúng ta sẽ ra được nhiều thứ với nhau, đúng không? Rồi chúng ta có thể là kết nối với nhau, bởi vì chúng ta cũng là tri thức trẻ và tương lai của đất nước là phụ thuộc vào chúng ta. Vì thế mình hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một buổi thảo luận và là một buổi lắng nghe những cái bài diễn thuyết của các học giả thật là vui và thật là bổ ích, và hy vọng rằng sẽ có nhiều kết nối từ hội thảo này và để chúng ta có thể có những cái giá trị sau đó nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và sau đây thì MC của chúng ta sẽ giới thiệu sơ về chương trình và về các bài diễn thuyết của mọi người. Xin nhường lời cho MC Ngọc Vân. Em xin cảm ơn anh Thạnh ạ. Và một lần nữa thì xin được chào mừng tất cả các anh chị và tất cả các bạn đã đến với hội thảo trực tuyến Hội tụ công nghệ thông tin và truyền thông cho sự phát triển của đất nước. Thưa anh chị và các bạn, thì mini talk này của chúng ta sẽ nằm trong chuỗi hội thảo trực tuyến hướng tới Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3 sẽ được tổ chức từ ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 11 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh tới đây. Và giống như anh Thạnh đã chia sẻ thì ngày nay công nghệ thông tin và truyền thông hiện diện trong mọi mặt của cuộc sống của con người, ICT là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế, góp phần hiện đại hóa đất nước và đất nước ta phát triển giàu mạnh. Tại hội thảo này thì các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân khởi nghiệp và các bạn trẻ cùng chia sẻ, thảo luận và về các vấn đề công nghệ then chốt trong hội tụ ICT như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, mạng kết nối vạn vật, qua đó đóng góp ý kiến và hiến kế các giải pháp ICT đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam với tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo được quy tụ các bài trình bày của những nhân vật người Việt trẻ 8X, 9X trên toàn cầu, nổi bật trong các lĩnh vực học thuật, startup và công nghiệp, đưa tới những góc nhìn và kinh nghiệm và kiến thức đa dạng. Hội thảo của chúng ta sẽ bao gồm hai phiên. Phiên thứ nhất là ngày hôm nay, bắt đầu từ 12 giờ cho đến 14 giờ 10. Và hội thảo ngày mai thì sẽ được tiếp tục từ 12 giờ cho đến 14 giờ 10 ạ. Trong phiên hội thảo ngày hôm nay thì em cũng xin được thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến các diễn giả đã đồng ý tham gia chương trình. Và bây giờ em cũng xin được giới thiệu với các speaker của chúng ta. Đầu tiên thì xin trân trọng giới thiệu anh Lê Anh Tiến, founder của Bốt Bán Hàng Việt Nam. Anh Tiến sẽ trình bày nội dung về chuyển đổi số và chatbot. Và tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu anh Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc Kaspersky khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu anh Chí Phạm, CEO and co-founder của Cardia Trend UK. Tiếp theo là anh Lê Yên Thanh, founder Birdsmart and Eleforce Việt Nam. Và cuối cùng, speaker trong ngày hôm nay của chúng ta sẽ có anh Đào Như Ngọc, Assistant Professor Đại học Sejong, Hàn Quốc. Và phần đầu tiên trong ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu anh Lê Anh Tiến. Không biết là anh Tiến đã ở đây chưa ạ? Ừ, anh có ở đây rồi. Dạ, em chào anh Tiến. Chào bạn. Dạ, anh Tiến là
một diễn giả đến từ thành phố Đà Nẵng và là nhà sáng lập và giám đốc điều hành CEO của Bốt Bán Hàng, cũng là trong top 10 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cũng là trong top 30 người dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Anh Tiến đã được nhận giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2015, giải thưởng nhân tài đất Việt 2011-2015 và tiếp tục là 2016. Ngoài ra anh còn nhận được giải thưởng của Vivotech các năm từ năm 2007 đến năm 2012. Lê Anh Tiến là một trong 20 thanh niên tiêu biểu của Đông Nam Á tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN 2020, là đại diện của Việt Nam tham gia Startup World Cup 2020 tại San Francisco, Mỹ. Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019 TechFest. Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Như em vừa giới thiệu thì anh Tiến là quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019 và giải nhất cuộc thi nhà khởi nghiệp của năm 2018-2019 do Total Challenge tổ chức, và một giải thưởng nữa là huy chương bạc cuộc thi Business Model Đông Nam Á năm 2015. Là một người rất là rất nhiều những giải thưởng và là một người rất là xuất sắc. Và anh có thể xin mọi người cùng hướng về phía màn hình của anh Tiến. Anh Tiến có thể giúp em share màn hình được không ạ? Ok. Cảm ơn anh Tiến. Em mời anh Tiến ạ. Thì hôm nay thì mình mở đầu cái phiên giới thiệu về cái mini talk. Thì mình sẽ có một cái giới thiệu về chatbot cũng như là cái chuyển đổi số ở trong chatbot. Thì hầu như là mọi người đã biết là chatbot đã có rất nhiều ứng dụng rất là hay. Và hôm nay vì đây là cái buổi mini talk khá là ngắn nên thành ra là mình sẽ giới thiệu một góc nhìn khác trong cái việc ứng dụng chatbot, chứ không phải là chatbot ứng dụng đa lĩnh vực như mọi người đang tìm hiểu trên mạng xã hội. Thì mình chỉ focus tập trung vào cái mảng là làm sao để áp dụng được chatbot trong cái lĩnh vực là bán hàng, tức là lĩnh vực bán hàng nói chung thôi. Thì mình sẽ chuyên sâu về cái góc nhìn đó hơn. Thì trước hết thì mình cũng nói về cái lịch sử ra đời của cái nền tảng chatbot. Thì bản chất ấy thì bản chất thì mình và các cộng sự thì đã tạo ra một cái nền tảng, mình đặt tay cái nền tảng là Bốt Bán Hàng. Thì mục đích của nền tảng là gì, là mình muốn giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh, giúp số hóa được các doanh nghiệp từ dữ liệu tới hành vi của người dùng, làm sao để giúp cho doanh nghiệp họ tăng trưởng một cách tốt nhất và giúp cho cái lượng khách hàng của họ là có thể tiếp cận được sản phẩm họ một cách dễ dàng. Thì đó là cái mục tiêu của Bốt Bán Hàng ra đời. Thì mình đặt tên đúng cái tiêu chí của sản phẩm. Thì mình xin giới thiệu sơ lược về công ty chatbot có trên thế giới là năm 2016 là mới có khái niệm về chatbot, và đặc biệt là chatbot trên mạng xã hội. Sau đó năm 2017 thì mới nhâm nha là ở thị trường Việt Nam, thì lúc đó là Facebook là cái đơn vị đầu tiên cho ra cái mảng chatbot. Thì lúc đó là mình cũng học hỏi và cũng sử dụng các API và các công cụ do Facebook cung cấp ấy để tạo nên cái nền tảng Bốt Bán Hàng. Sau này thì tới thời điểm hiện tại thì chatbot ngoài hoạt động trên nền tảng Messenger thì còn có thể hoạt động trên nền tảng WhatsApp, Zalo hay là Viber. Thì đó là một số nền tảng phổ biến mà người Việt đang sử dụng. Thì khi mà thời gian là công ty ấy, thì lúc đó thì cái việc để cho nhiều người cũng như là nhiều bạn hiểu về chatbot và công dụng chatbot rất là khó, vì lúc đó mọi người cũng chưa tin tưởng hoàn toàn vào chatbot và khả năng thấu hiểu và của chatbot cũng chưa được tối ưu, cũng chưa được tốt, dẫn đến là cái việc mà gọi là educate thị trường rất là khó khăn. Thì thời gian đầu ấy, thì số lượng khách hàng sử dụng chatbot của mình ấy hầu như không nhiều, nhưng mà tính đến thời điểm bây giờ ấy, thì số lượng doanh nghiệp đã dùng là khoảng hơn 138.000 doanh nghiệp đã sử dụng Bốt Bán Hàng, và số lượng tương tác hàng tháng vào hệ thống là khoảng 8 đến 10 triệu user. Thì thông qua cái việc thành lập công ty thì công ty cũng trải qua những thăng trầm cũng như là những thành công nhất định, cũng có một số cái giải thưởng trong nước và quốc tế, và cũng được truyền thông nói đến rất là nhiều, và cũng có được tin dùng bởi các khách hàng lớn. Có một số khách hàng vẫn đang sử dụng chatbot của bên mình, ví dụ như là có Vin, có Viettel hay là có Grab, có một số hoặc là có biết mới nhất là Pepsi cũng đang sử dụng.
Thì vậy thì chatbot, mục đích của chatbot là để làm gì, giúp cho doanh nghiệp chuyển đổi số. Thì bản chất ấy, cái nền tảng chatbot ấy, mọi người cứ luôn luôn nghĩ là nó phải hiểu được ý nghĩa của người, hay là phải tạo ra được các conversation. Thì chatbot nó sẽ có hai mảng, một hạng mục hướng này, hướng gọi là tư vấn hỏi đáp, tức là khi mà người A hỏi người B và người B trả lời lại người A, thì người B sẽ đóng vai trò là chatbot, cùng người A sẽ đóng vai trò khách hàng, và hỏi qua hỏi lại như vậy thì sẽ rất là khó kết thúc cái conversation và sẽ không tạo được cái hiệu quả đối với trải nghiệm của khách hàng. Thì cái việc như vậy nó sẽ không giúp ích cho cái việc là chuyển đổi số nhanh và gọn. Thì mục đích của cái nền tảng chatbot mà mình tạo ra ấy, thì giúp cho doanh nghiệp chuyển đổi số một cách dễ dàng, đặc biệt thông qua 5 tính năng chính thôi. Thứ nhất ấy, là mình có một cái gọi là CRM, gọi là hệ quản trị quan hệ khách hàng social, sẽ giúp cho cái việc là chuyển đổi hoặc là phân loại khách hàng tiềm năng một cách thông minh. Thì vì cái việc phân loại khách hàng dễ dàng ấy, thì sẽ dẫn đến là mình đưa sản phẩm đúng đối với khách hàng mục tiêu hơn. Thứ hai là mình sẽ tự động chăm sóc khách hàng, tức là mình sẽ có những cái lịch chăm sóc khách hàng, mình nên chăm sóc thời gian nào, hay là mình nên chăm sóc thời điểm nào. Và thứ ba là cái quan trọng nhất là gọi là cái bán hàng tự động, tức là bản thân chatbot nó phải tự động đề xuất được cái sản phẩm dịch vụ mà khách hàng đang mong muốn. Ví dụ như khi mà mình vào, mình lướt một trang web, thì mình sẽ để ý là khi mình vừa ra khỏi trang web đó là mình sẽ gặp ngay quảng cáo trên Facebook hay là quảng cáo trên Google. Đó là những tính năng là do Facebook hay là do Google nó đã thu thập data của chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng tất cả các thiết bị device trong nhà, từ cái việc mà chúng ta dùng internet hay chúng ta dùng điện thoại. Đó là cách mà chatbot nó đã thu thập thông tin rồi, và từ cái việc thu thập nó sẽ recommend system, nó sẽ cho ra một hệ thống để nó gợi ý cho mình mua sản phẩm đó. Và cái quan trọng nhất là cái chatbot thì bản chất là gì, nó là giúp cho cái việc là tối ưu hóa quy trình của nhân viên sale và khách hàng. Ví dụ như một ngày chúng ta có khoảng 1.000 nhân viên tương tác vào doanh nghiệp, thì cái chatbot thì nó sẽ giúp cho tối ưu một quy trình bằng cách nào, nó sẽ biết được khách hàng đó đến từ kênh nào. Thì thật ra khách hàng nó không phải đến mẫu từ kênh Facebook, có thể nó đến từ kênh Instagram, đến từ kênh Zalo, hay là thậm chí là họ đến từ kênh offline cửa hàng. Thì mình phải định danh được, quan trọng là mình phải định danh được khách hàng đến từ đâu, thì từ đó mình sẽ đưa ra các chiến dịch nó phù hợp với khách hàng đó. Thì đó cũng là một cái phương hướng là chuyển đổi số. Vì trước đây theo cái phương pháp truyền thống ấy, thì mọi người không hiểu, ví dụ như mọi người chỉ biết khách hàng tới mua hàng của chúng ta thôi, còn không biết là khách hàng đó đến từ đâu. Thì từ đó là chúng ta sẽ tối ưu được cái kênh bán, ví dụ như khách hàng đến từ nguồn offline nó nhiều hơn, thì từ đó chúng ta sẽ tối ưu được kênh offline nhiều hơn. Vậy thì cái chatbot nó sẽ chuyển đổi số như thế nào? Tức là giả sử như trong cái trường hợp này thì một ngày là khách hàng họ chạy ra, ví dụ như quảng cáo ấy, đa số những người mà bán hàng ấy, bắt buộc họ phải chạy quảng cáo, đó là điều bắt buộc rồi, quảng cáo hoặc là truyền thông. Thì khi mà chúng ta chạy đúng một cái chiến dịch quảng cáo đấy, thì có thể là một ngày chúng ta phải mất thời gian xử lý 1,5 nghìn khách hàng tới 2 nghìn khách hàng mỗi ngày đấy. Vì cái lượng khách hàng nó quá là lớn thì không có bộ máy nhân sự nào nó có thể xử lý thủ công được, chắc chắn việc đó. Và khi mà chúng ta làm thủ công ấy, chúng ta sẽ bị mất đi cảm giác, còn gọi là khách hàng sẽ bị mất đi cảm giác là mua hàng. Vì trong thời điểm họ rất là muốn mua sản phẩm đó, nhưng mà họ đợi cái nhân viên đó tư vấn và sau đó là đưa ra sản phẩm phù hợp, thì họ đã trải qua cái cảm giác mua hàng rồi, thì họ dẫn đến họ không thích mua hàng nữa. Mà họ không thích mua hàng nữa thì chúng ta sẽ bị mất được cái nguồn lợi nhuận từ khách hàng đó. Thì trước đây đối với cái doanh nghiệp truyền thống ấy, thì họ hay áp dụng cái mô hình bán hàng gọi là mô hình AOV. AOV là viết tắt bởi Average Order Value, tức là họ làm sao họ bán được nhiều đơn hàng nhất cho một khách hàng đấy, dẫn đến là họ không cần khai thác khách hàng đó lần thứ hai và lần thứ ba, họ chỉ cần bán một lần thôi. Còn đối với khi mà chúng ta sử dụng chatbot ấy, thì chúng ta sẽ áp dụng một mô hình mới gọi là mô hình LVC, tức là Lifetime Value Customer. Nó sẽ giống như cái mô hình của tập đoàn Vin ấy, tức là từ lúc chúng ta sinh ra, tức là chúng ta mất đi đấy, chúng ta sẽ có một hệ sinh thái để chúng ta cung cấp được cái value cho khách hàng đấy. Thì cái mô hình LVC này nó sẽ phân loại khách hàng một cách tự động, từ khách hàng chưa mua, đã mua, mua rồi, thì chúng ta sẽ làm những cái hành vi gì tiếp theo để chúng ta sẽ chăm sóc tiếp khách hàng đó, và chúng ta sẽ upsell, bán thêm được sản phẩm khác. Thì bản chất thì cái vấn đề chung của tất cả các doanh nghiệp hiện nay đấy, thì họ đang gặp khá là nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, là 100% phụ thuộc vào con người đấy. Hầu như là các doanh nghiệp truyền thống là họ đều phụ thuộc vào con người, họ luôn luôn mở rộng theo chiều ngang. Tức là ví dụ như mình có một nhân sự thì mình sẽ quản lý 10 khách hàng, thì sẽ ra 100 nhân sự là quản lý ý xì khách hàng đấy. Tức là họ cứ mở rộng theo chiều ngang chứ họ không có chiều sâu. Thứ hai là cái hệ thống nhân sự bán hàng rất là lớn, như các tập đoàn bây giờ ấy, thì họ cũng chưa triển khai rất nhiều công nghệ mới, họ cũng dùng quy mô là mở rộng hệ thống nhân sự bán hàng lớn để chiếm lĩnh thị trường.
Cái thứ ba là cái quy trình, vì cái mở rộng nhân sự lớn như vậy là cái quy trình bán hàng rất là phức tạp, đặc biệt là ở các như trước đây là mình có làm việc với lại bên Unilever ấy, thì cái quy trình bán hàng của Unilever cực kỳ phức tạp, và cuối cùng họ không quản lý được cái đầu ra, tức là họ không biết được là cái khách hàng cuối cùng của họ là ai và họ đã phản hồi về nhãn hàng của họ như thế nào thì họ không nắm được. Vì đa số là các tập đoàn lớn như U hay là Coca-Cola hay Pepsi ấy, họ chỉ đưa được sản phẩm tới khách hàng là nhà phân phối thôi, còn từ nhà phân phối trở đi thì không nắm được cái quy trình đó. Và đặc biệt là rất là khó đào tạo nhân viên bán hàng, vì khi nhân viên bán hàng 1-2 người thì đào tạo rất là dễ, nhưng mà khi lên tới 100 người ấy thì bắt buộc ấy là mình phải có một cái quy chuẩn chung để mình đào tạo, mà cái đào tạo như vậy rất là tốn kém thời gian cũng như là cái công sức, và đặc biệt là sẽ không giữ chân được những người tài, tức là họ cảm thấy họ làm việc lặp đi lặp lại rất là nhiều lần với cái việc đó, họ cảm thấy chán, và chi phí nhân sự thì ngày càng tăng cao, chi phí quảng cáo lớn, doanh thu giảm và lợi nhuận giảm, dẫn đến là rất là nhiều đối thủ cạnh tranh cái mảng này. Thì từ những cái vấn đề chung của doanh nghiệp đó thì bản chất là cái việc áp dụng chatbot và chuyển đổi số vào ấy, nó sẽ giúp gọi là giải quyết một phần nào đó, có thể là không giải quyết hết 100%, nhưng mà cái giải pháp này nó sẽ giải quyết được khoảng tầm 60-70%. Tức là gì? Tức là bản chất ấy là cái việc áp dụng chatbot mục đích là để phân loại khách hàng. Thì từ cái việc mình phân loại chuẩn khách hàng ấy thì mình bắt đầu mình chăm sóc khách hàng, chăm sóc đối tượng phù hợp. Ví dụ như là đối với hệ thống của chatbot mà trước đây hiện tại mình làm ấy, thì mình sẽ phân loại khách hàng theo khách hàng lạnh và khách hàng nóng. Ví dụ như khách hàng lạnh ấy, mình sẽ có những cái hành vi tương tác như thế nào đối với khách hàng lạnh, là khách hàng chưa bao giờ mua hàng hoặc là khách hàng đã mua hàng lâu rồi nhưng mà 1-2 năm trở lại họ vẫn chưa tương tác lại với hệ thống, vì do chúng ta nguồn nhân sự chúng ta không biết khách hàng đó là ai và cũng không có thông tin để tương tác lại, dẫn đến là chúng ta bị miss cái khách hàng lạnh đó. Còn khách hàng nóng là khách hàng đã vừa mới mua sản phẩm rồi, thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản hoặc là những cái chiến dịch để chúng ta chăm sóc tiếp, để họ mua tiếp, vì đó là những khách hàng tiềm năng. Đối với những khách hàng khi mà chúng ta đã phân loại được cái tài khách hàng đó ấy, thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế rất là lớn, đó là chúng ta khi mà chúng ta chạy quảng cáo hay chúng ta làm ra những cái chiến dịch mới ấy, thì chúng ta sẽ có được một cái tệp để chúng ta tối ưu. Thì bản chất thì cái việc chatbot ấy nó sẽ kết hợp với cái việc chạy quảng cáo rất là hiệu quả. Như thế nào? Tức là khi mà chúng ta chạy quảng cáo của Facebook, nếu mà trong này mọi người có nghiên cứu về các thuật toán của Facebook ấy, mình sẽ để ý Facebook nó có một cái thuật toán là nó sẽ tìm những người gọi là lookalike, tức là những người tương tự, gần giống những cái hành vi mà mua hàng nhé, để hiển thị quảng cáo. Thì khi mà chúng ta đang chuẩn bị một cái tệp quảng cáo mà họ đã có hành vi mua hàng hay là có những hành vi tương tự ấy, thì Facebook nó sẽ hiển thị ra những cái người mà có gần hành vi giống nhất để hiển thị quảng cáo. Cũng tương tự là nếu mà những khách hàng nào mà chúng ta chăm sóc lâu ngày hoặc là lâu năm mà họ vẫn không có hành vi mua hàng, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tệp gọi là tệp lộ trừ. Tệp lộ trừ nó mục đích là gì? Để giúp chúng ta tối ưu được cái chi phí quảng cáo hay là chi phí nhân sự làm sao. Tức là lúc khi chúng ta chạy quảng cáo từ Google hay từ Facebook ấy, thì Facebook nó sẽ không hiển thị đối với những người mà không có nhu cầu nữa, thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Đó là cái giải pháp mà giúp chúng ta là tăng trưởng được khách hàng thông qua cái chatbot. Thì bản chất chatbot nó còn nhiều, rất là nhiều tính năng khác, ví dụ như là tính năng như là tự động trả lời comment và inbox. Khi mà chúng ta lên một cái chiến dịch nào đó thì chắc chắn là thì cái việc mà khách hàng họ inbox hay là cái nào họ comment một cái bài post rất là nhiều, thì số lượng nhân viên họ bị miss bài post là chuyện bình thường và không thể nào xử lý được hết tất cả các comment nó trong một thời điểm ngắn được. Thì cái việc mà tự động trả lời comment và inbox ấy, nó sẽ giúp cho khách hàng ấy là nó giảm rất là nhiều, thứ nhất là về mặt thời gian, thứ hai là về mặt chi phí nhân sự, thứ ba là về mặt hiệu quả sẽ tăng lên rất là nhiều. Và tới đây thì mọi người sẽ rất là thắc mắc ấy, vậy thì cái việc mình sử dụng cái hệ thống này nó có khó khăn không? Thực ra ấy, thì cái bốn bán hàng tại sao tới bây giờ vẫn là nhiều khách hàng sử dụng nhất? Có hai lý do đầu tiên ấy là về mặt công nghệ ấy, thì bốn bán hàng sử dụng theo xu hướng đó, nó phải là low tech, tức là những người không am hiểu về công nghệ, hay là những người ví dụ như trường hợp khách hàng của bốn bán hàng chỉ là những bạn học sinh cấp 3 hay là những bà mẹ bỉm sữa, thì cái hàm lượng về khoa học hay là hàm lượng về công nghệ của họ sẽ không cao, thì làm sao mà những đối tượng đó họ sử dụng được sản phẩm một cách dễ dàng và qua những thao tác rất là ngắn gọn mà họ đã tạo được một cái chatbot rất là thông minh. Thì đó là cái sự thành công của sản phẩm. Thì cái của bốn bán hàng hướng đến là giải quyết các đối tượng đó, tức là làm sao mình tạo ra một nền tảng nó phải đơn giản nhất nhưng mà nó phục vụ được cho đại đa số thị trường đấy. Nên những cái việc mà thiết lập như thế này ấy, thì nó rất là đơn giản. Và cái thứ hai mà dẫn đến sự thành công của bốn bán hàng đấy, chính là bốn bán hàng đi theo một cái hướng hoàn toàn khác đối với các
công ty khác trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tức là bốn ngân hàng sẽ không focus vào vấn đề là hỏi đáp hay là hai trị nhân tạo mang tính là conversation, mà thay vì đó thì những cái vấn đề liên quan tới AI thì bốn ngân hàng sẽ cho chạy ngầm trong hệ thống để mục đích là phục vụ cho các vấn đề phân tích dữ liệu sau này, chứ không phải là phục vụ cho vấn đề là trả lời ra cho khách hàng đầu cuối. Đây, ví dụ như một, đây là một cái kênh chạy quảng cáo, thì khi mà khách hàng lên một cái kênh quảng cáo ấy, thì hệ thống nó sẽ tự động trả lời khách hàng từ cái kênh quảng cáo. Thì từ cái việc mà hệ thống trả lời này ấy, thì chúng ta sẽ biết khá là nhiều thông tin. Ví dụ như ấy, đối với những người mà chuyên gia về marketing hay là những người bán hàng ấy, thì họ trong một chiến dịch ấy, thì họ lên rất là nhiều kênh quảng cáo. Ví dụ như họ lên là khoảng 100 tới 1000 kênh quảng cáo, thì mỗi cái campaign của họ ấy, nó khoảng tầm 100 triệu tới 200 triệu, thì suy ra có số lượng campaign của họ cực kỳ lớn. Mà số lượng campaign của họ cực kỳ lớn ấy, thì dẫn đến ấy, họ cần phải biết được khách hàng đó đến từ nguồn quảng cáo nào và có cần tối ưu thêm cái chi phí quảng cáo không. Thì đây là một cái vấn đề gọi là vấn đề chung của tất cả những người marketer hiện tại luôn. Thì không ai biết được, vì bản thân Facebook nó cũng không cho mình những số liệu để mình thống kê. Thì bắt buộc ấy, mình phải có một cái công nghệ hay là một cái mô hình. Thì bản thân bốn ngân hàng đang có một cái công nghệ và một cái mô hình UTM để giúp biết được khách hàng đó đến từ nguồn nào và cái chi phí mà bỏ vào cái kênh nó có hiệu quả hay không. Đấy, thì mình sẽ đo lường được số liệu của cái việc quảng cáo. Mình sẽ đo được là lead là bao nhiêu, qualify là bao nhiêu và cái deal mà tạo từ cái kênh đó là bao nhiêu. Thì dẫn đến là mình sẽ biết được cái quảng cáo mình đang chạy là có tối ưu không và mình đang tắt quảng cáo hay không. Ví dụ như một trường hợp, đây là một cái trường hợp, mình sẽ mở một cái clip demo cho mọi người coi. Đấy, chúng ta là sẽ biết được, tức là chatbot nó sẽ tự động nó chăm sóc khách hàng rất là nhanh. Sau 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta không có sự tương tác, khách hàng không có sự tương tác lại, thì chatbot nó cũng sẽ gửi tiếp sản phẩm, gửi tiếp những cái chương trình promotion để khách hàng nó tương tác được nhiều hơn. Và cái điểm hai của cái nền tảng chatbot này đấy là khách hàng không cần phải tạo ra một cái gian hàng. Bản thân là chatbot nó có một cái nền tảng là gian hàng trên hệ thống rồi, khách hàng chỉ cần đưa hình ảnh sản phẩm lên thì nó sẽ sinh ra được cái gian hàng này và mọi người sẽ thanh toán giao bằng ngay trên nền tảng của Messenger luôn. Thì cái việc mà bốn bán hàng đang làm ấy, thì không chỉ là chatbot, thì chatbot thật ra đấy nó chỉ chiếm khoảng tầm 30% của một cái mô hình gọi là mô hình kinh doanh thôi, hoặc là mô hình chuyển đổi số thôi. Vì chatbot nó chỉ hoạt động chỉ có một kênh là kênh social để có thể quản lý rộng hơn, nền tảng của bên mình ấy là tạo ra một cái gọi là chợ ứng dụng. Thì trong cái chợ ứng dụng này thì chúng ta có thể kết nối rất là nhiều kênh, và lúc đó chatbot sẽ đóng vai trò là gọi là data driven, tức là điều hướng dữ liệu, tức là mình sẽ điều hướng dữ liệu từ kênh này qua kênh khác. Ví dụ chúng ta có thể kết nối được với là Lazada, Shopee hay là Amazon. Thì từ cái việc mình kết nối đó, mình sẽ biết được khách hàng của mình, sẽ định danh được khách hàng của mình là khách hàng của mình. Ví dụ như họ đã mua hàng qua ở trên Lazada rồi, họ mua hàng ở trên Shopee rồi, thì mình sẽ merge được hai khách hàng lại với nhau. Đấy, tức là mình sẽ biết được khách hàng ông này đã từng mua hàng từ những kênh này. Chứ chúng ta không tạo ra được, chúng ta sẽ không tạo profile cho nhiều kênh. Hiện tại các hệ thống hiện tại bây giờ ấy, giả sử như mình mua hàng ở Lazada xong mình mua hàng ở Shopee ấy, thì suy ra là mình sẽ có hai profile trên một hệ thống. Đấy, thì thông qua cái hệ thống này chúng ta sẽ merge được. Thì ngoài cái việc chatbot ấy, thì bản thân cái nền tảng ấy, nền tảng là có một cái ứng dụng là giúp cho khách hàng có thể là tạo ra các mini game nhanh. Ví dụ như có một số mini game đã triển khai rất thành công,
thì lúc đó thì chatbot sẽ đóng vai trò là sẽ đưa được cái mini game này đến khách hàng để khách hàng có thể chơi. Thì từ cái việc chơi thì giúp cho chúng ta sẽ gia tăng được, thì đó là những cái mà phạm vi bên ngoài mà ít người họ biết những cái tác dụng của chatbot. Họ chỉ quan tâm à chatbot chỉ là hỏi và đáp, chứ không phải là chatbot có thể là tạo ra các trò chơi để giúp khách hàng có thể là chơi và tương tác nhiều hơn. Ví dụ như hiện tại thì đối với cái game gamification hay gọi là cá nhân hóa người dùng thì Bố Bán Hàng lại triển khai khá là thành công, rất nhiều case study, đặc biệt ấy là cái việc đồng bộ dữ liệu real time, có thể tích hợp với lại Sabo hay là mình có thể tích hợp với lại Kiosk Việt để mình đồng bộ dữ liệu real time, từ đó mình trả lại kết quả cho khách hàng. Một số cái mini game mà bên mình đã triển khai, ví dụ như mình triển khai cho rất là nhiều đơn vị. Mini game thì rất là đơn giản, thì bản chất cái việc kết hợp giữa mini game và chatbot ấy là một cái hình thức rất là mới. Ví dụ như khi mà chúng ta triển khai một cái mini game nào đó thì cái số lượng người chơi cực kỳ đông, và cái số lượng người chơi cực kỳ đông thì bắt buộc phải có một cái công cụ hay là một cái chatbot để nó giải quyết được cái lượng người chơi đông đó và trả được kết quả như người chơi mong muốn. Và từ đó là chúng ta sẽ tối ưu được, thứ nhất là tối ưu được cái chi phí quảng cáo, thứ hai là chúng ta đã thu được một lượng data rất là lớn, thì từ cái lượng data chúng ta sẽ khai thác sau này sau. Thì lúc đó là chatbot sẽ đóng vai trò như là một cái trạm, gọi là trạm trung chuyển dữ liệu và lưu giữ data khách hàng. Thì từ cái việc lưu giữ này thì chúng ta sẽ tái sử dụng lại, tức là chúng ta sẽ định danh khách hàng đó và chúng ta sẽ dùng cho những lần tiếp theo. Đặc biệt đấy, chatbot ấy, nó còn ứng dụng trong vấn đề gọi là gamification trong livestream. Thì bản chất mọi người sẽ thấy cái xu hướng mà livestream hiện tại rất là phổ biến, livestream để bán hàng hay livestream để mừng tổ chức một cái chương trình nào đó. Thì trong quá trình mình livestream ấy, nếu mà chúng ta gặp những cái KOL mà nổi tiếng ấy, thì họ sẽ có rất nhiều lượng fan rất là đông đấy, mà cái lượng fan rất là đông ấy thì họ sẽ tương tác vào cái game đó rất là nhiều, và họ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi cũng như là họ muốn mua hàng rất là nhiều. Thì nếu mà chúng ta không áp dụng cái chatbot này vào cái mảng gamification trong livestream ấy, thì chúng ta sẽ rất là bị miss rất là nhiều khách. Giả sử như một chiến dịch mà mình đã triển khai cho bên store Phạm Tiên ấy, thì có khoảng là 1.000 mắt, 6.000 data là thu được, và tới 14.000 comment và 55.000 view trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tức là trong vòng 1 tiếng đồng hồ là thu thập được khoảng 14.000 comment rồi. Thì làm sao để mình giải quyết 14.000 comment đó để mình trả lời lại cho khách hàng ấy? Nếu mà chúng ta không áp dụng cái việc mà chatbot này vào ấy, thì chắc chắn là số lượng của người cũng không thể giải quyết được, hay là một cái đầu livestream cũng không thể giải quyết hết những cái comment này rất là lâu. Mà đặc biệt là Facebook nó rất là tùy thuộc vào cấu hình của mẫu máy, thì chúng ta load cái comment nó rất là chặt máy. Hoặc đây là một cái case study mà mình đã làm cho Cao Cao, thì cũng tạo ra một cái lượng reach khá là cao, reach là khoảng tầm 50.000, và số order, tức là số order thành công ấy trong một ngày ấy, là khoảng 500 order, từ 287 tới 500 order. Tức là khi mà họ triển khai những cái ứng dụng của chatbot, tức là ngoài cái việc mà hỏi đáp ra thì chatbot sẽ giúp cho việc tạo ra rất là nhiều chiến dịch mới. Thì những chiến dịch này nó sẽ tạo ra được cái doanh thu, tạo ra được một nguồn doanh thu cũng như là lợi nhuận trực tiếp cho khách hàng. Thì đó là cái sự thành công của cái việc chuyển đổi số, chứ không phải là chúng ta chuyển đổi số là chúng ta sẽ áp dụng những công nghệ rất là vi mô, những công nghệ rất là hiện đại, nhưng mà chúng ta không đem lại được cái giá trị cho khách hàng. Vì thật ra khách hàng họ rất là thực tế. Họ chỉ quan tâm là chúng tôi sử dụng cái công nghệ của anh chị thì chúng tôi có tạo được cái doanh thu nào đột biến hay không. Đó là cái mà chatbot của mình nó tạo được cái sự khác biệt đối với khách hàng. Đây. Hay là một số trường hợp như là mô hình gọi là O2O. Ví dụ như đối với các doanh nghiệp truyền thống ấy, thì trước đây họ bán hàng là giả sử như khách hàng họ đi vào cửa hàng của một cái shop nào đó, và họ đi ra lại, thì hầu như họ đi vào và họ đi ra, họ không để lại thông tin gì, thì rất là khó mà để chúng ta có thể acquire được cái user đó vào lại. Thì nếu mà chúng ta tổ chức những cái hình thức là kết hợp giữa chatbot và mini game ngay tại cửa hàng, thì chúng ta sẽ biết được khi mà khách hàng họ vào họ chơi, chúng ta sẽ biết được khách hàng này đang ở cửa hàng A, hay khách hàng này đang ở cửa hàng B tại một cái chủ cửa hàng nào đó. Giả sử như trường hợp Arisno, họ có khoảng vài chục cửa hàng trên toàn quốc, thì họ sẽ nắm được hiện tại là cửa hàng nào đang triển khai cái mini game này hiệu quả nhất, hay họ sẽ biết được tùy theo cái lượng data nó đủ về, họ sẽ biết được cái khách hàng tại nơi nào đang chuộng cái sản phẩm Aristello nhiều nhất, để từ đó là họ sẽ gia tăng được cái lượng nhân viên của họ đối với cửa hàng đó, hai là họ sẽ mở thêm nhiều cửa hàng tại khu vực đó
để giúp cho việc gọi là thu hút được khách hàng nhiều hơn. Thì đó là cũng là một cách để mình dựa vào cái tất cả các dữ liệu của chatbot mang về để mình có thể mình đưa ra quyết định kinh doanh hoặc là đưa ra các mô hình kinh doanh nó đúng đắn hơn. Đây là một số case study thì em thì em chỉ khai khá là nhiều case study liên quan về chatbot và đặc biệt là nó phải mang lại cái sự hiệu quả. Ví dụ như một số trường hợp như là tại các siêu thị hay tại các hội thảo thì vẫn có thể ứng dụng được chatbot trong cái vấn đề là mình sẽ biết được khách hàng họ sẽ mua, thứ nhất là họ sẽ tham gia trò chơi và họ sẽ mua tại thời điểm, tại cái thời điểm đó rất là nhanh, vì khi mà họ tham gia trò chơi họ sẽ tặng được một cái voucher và từ cái voucher đó họ sẽ mua hàng ngay tại thời điểm đó, tức là tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao hơn là các phương pháp truyền thống khác. Như trường hợp này là bên mình triển khai trong vòng khoảng 2 ngày là ra được khoảng 284 data và khoảng 60 order. Thì bản chất thì chatbot nó áp dụng rất là nhiều mảng. Thứ nhất là mảng marketing, thì cái mà mình đang giới thiệu ở các slide trước ấy, đa số là gọi là mảng bán hàng, mảng marketing. Thứ hai là chatbot ấy, sẽ ứng dụng trong cái vấn đề là chứng quyền điện tử. Thì chứng quyền điện tử thì nó cũng có thể là giúp con người có thể số hóa, như trường hợp là mình triển khai cho tỉnh Bình Dương. Thứ ba là có thể giúp cho việc đặt lịch khám sức khỏe hay là tra cứu thông tin cho sinh viên. Thì đa số hầu hết là chatbot có thể ứng dụng trên mọi lĩnh vực và mọi lĩnh vực đều có thể chuyển đổi số được. Nhưng về phía mình ấy, thì mình chỉ focus mạnh vào cái mảng là mảng marketing và mảng bán hàng tự động, làm sao để giúp cho các doanh nghiệp họ có thể là bán hàng hay là chúng ta có thể đơn cử là như cái mùa dịch Covid vừa rồi đây, các doanh nghiệp họ không đưa được khách hàng của họ lên social hay là đưa họ khách hàng của họ lên cloud đó. Thì dẫn đến là khi mà chính phủ có cái lệnh cách ly xã hội ấy, thì họ không có một cái thông tin gì để họ liên hệ với khách hàng. Đấy, đó là một cái trở ngại. Dẫn đến là gì? Dẫn đến là rất nhiều doanh nghiệp họ bị phải đóng cửa và bị phá sản rất là nhiều, đặc biệt là các mảng F&B và mảng fashion. Đấy, và các mảng thời trang, cái mảng cực kỳ rất là khó khăn trong cái thời gian này. Trước đây ấy, thì các doanh nghiệp truyền thống họ cứ nghĩ là họ chỉ cần làm theo cái mô hình truyền thống thôi, là không cần áp dụng công nghệ vào. Vì khách hàng của họ là quá quen mặt rồi, nhưng mà sau này họ không lường trước được cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho, ví dụ như một số doanh nghiệp họ triển khai họ đã mở ra trong vòng 5-10 năm, nhưng mà cái cuối cùng họ động lại trong một cái doanh nghiệp ấy là data khách hàng, nhưng mà họ vẫn không có, thì có rất là tiếc. Thì cái việc áp dụng chatbot và chúng ta sẽ giúp cho họ chuyển đổi số được cái lượng khách hàng đó lên online, và từ đó là chúng ta sẽ giúp cho họ có thể là khai thác được cái lượng khách hàng đó một cách dễ dàng. Thì cái phần trình bày của em đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn anh Tiến với phần trình bày rất là xúc tích và cũng như là nhiều thông tin trong phần vừa rồi. Và hiện tại thì em đã nhận được một số câu hỏi từ phía khán giả như sau, em cũng xin phép được gửi đến anh ạ. Câu hỏi đầu tiên là anh có dự tính phát triển thêm các thành phần khác để tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho chatbot hay không? Ok, thì câu hỏi khá là hay. Thì bản chất chatbot của mình ấy, thì mình đang tạo ra một hệ sinh thái, như ban đầu slide mình chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ một cái mô hình hệ sinh thái. Đây mọi người sẽ thấy thật ra bản chất thì mình không chỉ là làm mẫu chatbot chỉ chiếm 30% thôi. Bản chất là cuối cùng là chatbot mục đích là làm gì? Thứ nhất ấy là để gọi là customer data, để collect data. Thì mình đang phát triển rất là nhiều nền tảng khác, ví dụ như đó là chatbot phục vụ cho Messenger, chatbot phục vụ cho Zalo hay là WhatsApp hay Instagram hay là TikTok. Đấy, tất rất là nhiều kênh. Thì đầu tiên là phải có cái phễu đầu vào chứ. Sau khi mình có được thông tin của tất cả các phễu đầu vào này thì khách hàng họ đến từ nguồn nào ấy, thì mình sẽ đưa qua cái chatbot automation này, nó sẽ xử lý. Thì sau khi nó xử lý xong ấy thì cái quan trọng nhất của nó là gì? Tức là nó sẽ gọi là định danh được khách hàng nó đến từ nguồn nào trong những cái kênh này, trong hàng đống kênh này. Đấy. Thứ hai là mình sẽ dùng nó để mình làm giàu cái dữ liệu mình lên, và từ cái việc làm giàu nó mình sẽ biết được cái behavior của khách hàng hay là các transaction, là tức là khách hàng họ đã giao dịch bao nhiêu lần qua kênh này, hoặc là bao nhiêu lần qua kênh wifi hay kênh website, hoặc là location là họ đang ở đâu. Đấy, thì từ cái việc mình xác định được cái customer data unification của họ ấy, thì tiếp đó là mình sẽ là gọi là make accessible những khách hàng này qua các kênh khác. Ví dụ như là khi mà thanh toán thì mình sẽ gọi những cái đơn vị thanh toán nào về, hay là đơn vị vận chuyển nào, hay là mình có thể đẩy lên các kênh thương mại điện tử khác. Đó là cái bức tranh tổng thể của cái chatbot, tức là chatbot nó chỉ chiếm khoảng tầm 30% trong một cái bức tranh mà hệ thống mình đang xây thôi.
hệ thống của mình hiện tại là mình đang xây trong hệ sinh thái này. Thì mình rất là may mắn là mình đang chatbot là đang có một cái quỹ đầu tư là của lấy 100 của Sắc Bình, tập đoàn Nestlé. Thì bản thân tập đoàn Nestlé thì đã có sẵn tất cả các hệ sinh thái rồi. Hiện tại là chatbot đang gọi là kết hợp với các hệ sinh thái là để build ra một cái nền tảng lớn hơn. Và như cái chợ ứng dụng mà mình vừa thấy đấy, thì mình là sẽ tạo ra một cái chợ, sau đó các bên sẽ vào cái chợ đó để các bên phát triển các ứng dụng thứ ba tích hợp vào cái chợ của mình, từ đó để phục vụ cho cái việc tăng trưởng của khách hàng là chính. Ok rồi bạn. Dạ, không biết là tất cả khán giả đặt câu hỏi này còn nội dung nào muốn trao đổi thêm với anh Tiến không ạ? Nếu không có nội dung nào muốn trao đổi thêm thì em cũng muốn xin cảm ơn anh Tiến về phần trình bày của mình cũng như là phần chia sẻ cho câu hỏi Q&A vừa rồi. Bên cạnh đó thì anh Tiến có nhận được một số câu hỏi khác, nhưng mà vì thời gian chương trình cũng có hạn thì nên em sẽ xin phép được gửi đến email của anh Tiến, và sau đó thì em cũng xin nhờ anh Tiến là anh Tiến có thể comment email trong phần chat ạ, để mọi khán giả có thể gửi trực tiếp câu hỏi đến anh. Và sau đó thì anh Tiến sẽ hỗ trợ giải đáp cho các khán giả. Và bây giờ, okay, tiếp theo chương trình thì em sẽ xin phép được giới thiệu diễn giả Ngô Tuấn Vũ Khanh, giám đốc của Casper Sky tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, viện trưởng Viện Fintech Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ ngành hệ thống thông tin quản lý trường Đại học Songsil Hàn Quốc, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công nghệ thông tin, phát triển kinh doanh, quản lý tổ chức, nguyên quản lý khu vực tại Oracle Việt Nam và Singapore và nguyên quản lý phát triển tại Microsoft Việt Nam. Anh Ngô Tuấn Vũ Khanh ngày hôm nay đến với chương trình chúng ta sẽ có bài chia sẻ về công nghệ fintech và bảo mật. Hello mọi người, để mình share cái màn hình mình. Vâng, mọi người có thấy cái màn hình của mình chưa ạ? Mọi người nghe rõ hay thấy không? Đã thấy rồi nhà anh Khanh. Hello. Đã thấy rồi. Ok, thấy bạn vẫn nghe ha. Ok, thì hôm nay Khanh muốn tới để mà trình bày với mọi người hai cái chủ đề. Một chủ đề là fintech và chủ đề thứ hai là về security. Thì thực ra là có một cái tín hiệu rất là lạc quan ở Việt Nam chúng ta ở trong cái vấn đề fintech trong năm 2019. Thì các bạn cũng biết rồi, do cái dịch Covid vừa rồi á, thành ra là tất cả các chỉ số về thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam chúng ta hiện tại rất là tốt ở Việt Nam. Là vì Covid mọi người không có ra đường và mọi người đẩy mạnh vấn đề thanh toán tiền mặt. Thì tất cả những cái chỉ số mà về thanh toán trong năm 2019 chúng ta đặt ra thì đều đạt được vào, theo mình thấy thì đều đạt được vào cuối năm 2020. Thì tháng 10 thì đã được rồi. Ví dụ như mình thấy là 6 tháng đầu năm trong 2020 đi, thì Ngân hàng Nhà nước vừa báo cáo là chúng ta có 200 triệu giao dịch thanh toán qua Internet, 200 triệu giao dịch thanh toán thông qua Internet. Nó trị giá đâu đó khoảng chừng cỡ 13 triệu tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019. Thì cái số lượng giao dịch qua điện thoại di động nó khoảng đâu đó là gần 500 triệu dịch, thì nó trị giá gần 5 triệu tỷ đồng, nó gần gấp đôi so với năm 2019. Thì chúng ta thấy toàn bộ cái số liệu đó nó đưa lên câu chuyện là fintech, thị trường fintech nói chung và cái thị trường thanh toán không tiền mặt nó riêng hiện nay thì Việt Nam đang rất là phát triển. Thì đó cũng là cái khởi đầu của mình muốn nói. Sau đây mình muốn overview lại vấn đề fintech tại Việt Nam. Thì chúng ta biết rồi đó, thì fintech thì nó bắt đầu từ fin và cái đó là chữ tech. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta, một đất nước chúng ta cũng hơi sinh sau đáy muộn về internet, về cái ngành tài chính công nghệ này. Thì do đó thì cái vai trò rất là lớn của chính phủ, đặc biệt là của nhà nước và cái bộ công thương, thương mại tử rất là quan trọng, cục thanh toán, cục là fintech quốc gia, ban chỉ đạo fintech quốc gia cũng là một trong những đơn vị mà tôi nghĩ là rất là quan trọng. Thì fintech nó được cấu thành bởi ba vấn đề: một là finance, hai là IT, và ba là policy. Như chúng ta nói về một trong những vấn đề rất là hot, rất là nóng hổi dạo gần đây, đó là làm thế nào để xây dựng một cái hệ sinh thái fintech đổi mới sáng tạo và xây dựng cái cơ chế thử nghiệm sandbox được rất là nhiều bộ trưởng, ví dụ như bộ trưởng Hùng hay là thống đốc ngân hàng nước Việt Nam, phó thống đốc ngân hàng nước tham gia và đưa ra những cái chỉ thị mới rất mới. Thì đối với ngành fintech á, mọi người cứ nghĩ fintech nó loay hoay bởi blockchain, loay hoay bởi tiền ảo, loay hoay bởi một số thứ. Tuy nhiên bữa nay Khanh cũng muốn nói luôn là ngành fintech chúng ta rất là rộng. Ví dụ chúng ta có investment banking, chúng ta có international finance, chúng ta có social
interpretership, chúng ta có retail finance service, chúng ta có venture capital, chúng ta có sales trading, chúng ta có information technology, chúng ta có product management, chúng ta có portfolio management, chúng ta có rất là nhiều thứ trong cái ngành fintech. Thì các major của fintech, chúng ta có financial analyst nè. Thì chúng ta thấy trong cái chữ fintech á, mặc dù chữ fin nó đứng trên tech, tuy nhiên technology nó đứng vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển của ngành fintech. Thì một trong những cái vấn đề lớn cốt lõi nhất của fintech đó là cái phân tích tài chính. Thì do đó thì một trong những major đầu tiên mà được fintech nhắc đến đó là cái financial analyst technology. Thì trong cái này á, thì một số công nghệ nó được biểu diễn, nó được sử dụng, ví dụ như big data analyst, ví dụ AI, ví dụ như machine learning, ví dụ như sau đó chúng ta mới tới cái phần quản lý cái danh mục đầu tư, portfolio management technology. Ở đây chúng tôi nói là technology trong portfolio management nhé. Ví dụ chúng ta có robot advisor thì tất nhiên nó cũng sử dụng AI, cũng sử dụng machine learning cho cái việc mà mình tự động cái chuyện mà phân tích đánh giá các nhu cầu đầu tư hay là các dự báo đầu tư. Sau đó chúng ta có những cái thứ ví dụ như là P2P lending, ví dụ có shadow banking, raw funding. Cuối cùng là chúng ta có cái mà Việt Nam chúng ta hay nhắc nhiều nhất, đó là cái market infrastructure. Ví dụ chúng ta có cryptocurrency, chúng ta có blockchain, chúng ta có high frequencies trading. Chúng ta có rất là nhiều thứ. Cuối cùng là chúng ta có những cái thứ liên quan tới luật pháp, liên quan tới những cái vấn đề chấp nhận về luật pháp trong vấn đề fintech. Thì đây là một cả bức tranh rất là lớn trong ngành fintech, chứ không đơn giản chỉ là một số thứ. Nó rất là lớn. Một số topic fintech tại Việt Nam thì nếu mà một số topic thấy có ví dụ như một số vấn đề cơ sở nhất về fintech, ví dụ như mình hay nói vấn đề thanh toán không tiền mặt, ví hay là internet banking các kiểu như vậy, thì hiện tại đang là một trong những cái trend lớn nhất của fintech. Tuy nhiên thì fintech không đơn giản như vậy, fintech có những thứ như quản lý danh mục đầu tư, ví dụ chúng ta phân tích dữ liệu trong fintech, ví dụ chúng ta có cái financial information system, hoặc là chúng ta có những cái quản lý rủi ro trong fintech. Một trong những cái ví dụ như quản lý rủi ro fintech thì chúng ta có thể kể đến ví dụ như là eKYC, electric know your customer, hay là chúng ta ở Việt Nam chúng ta có một cái startup rất là nổi tiếng, đó là Trusting Social, cung cấp cái eKYC mà vừa rồi được thế giới gọi là một trong những cái startup rất là lớn, sử dụng big data và AI cho cái việc mà phân tích cái risk scoring ở Việt Nam, mà được rất là nhiều công ty tại Việt Nam sử dụng. Ngoài ra thì về technical thì rất là nhiều thứ trong đó có data mining, trong đó có business analyst, chúng ta có data scientist, trong đó chúng ta có data driven risk modeling, chúng ta có digital strategy, chúng ta có rất là nhiều thứ. Một trong những cái special topic mà mọi người ở Việt Nam hay nhắc đến khi mà chúng ta có những cái buổi nói chuyện, đó là cái digital currency hay là blockchain. Thì đó cũng chỉ là một cái đại diện thôi, chứ nó không phải là toàn bộ cái bức tranh của ngành fintech. Đấy là một số cái thứ mà slide tiếp tới cũng là một số cái thứ mà liên quan tới fintech. Ví dụ như là chúng ta thấy là chúng ta tiếp tục nói với cái công nghệ, chúng ta tiếp tục nói với các vấn đề lĩnh vực liên quan trực tiếp với lại fintech. Tôi cũng xin qua slide này tại vì nó tương đối chi tiết. Và một trong những vấn đề mà chúng tôi ở Việt Nam, các công ty liên quan trực tiếp tới fintech quan tâm, đó chính là cái vấn đề sandbox fintech. Thì hiện nay thì vừa rồi năm 2019, năm cuối năm 2019 và đầu nguyên năm 2020, hầu hết các đơn vị tổ chức, đơn vị và các gọi là chủ quản của câu chuyện fintech thì đều xoáy tới vấn đề về sandbox fintech. Các sở thông tin thông ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là các bộ thông tin thông cũng đều tổ chức những cái hội thảo rất là lớn về sandbox fintech, tạo ra một cái cơ chế thử nghiệm, một sân chơi đủ sáng tạo cho các công ty fintech. Lý do tại làm sao thì tất nhiên đứng sau lưng đó rất là nhiều lý do, nhưng một trong những cái lý do mà chúng tôi đều biết đến đó là do doanh nghiệp chúng ta thì tồn tại phát triển thì luôn luôn có cái khiên và cái giáo ha. Thì nếu mà cái cơ chế chính sách nhà nước chúng ta không có rõ ràng thì rõ ràng là chúng ta sẽ thua thiệt ngay từ đầu, ngay từ lúc mà chúng ta bắt đầu vào cuộc chiến fintech. Vì bạn biết rồi, fintech thì nó là sự kết hợp giữa finance, một cái lĩnh vực không hề dễ, kế đến là một cái lĩnh vực khó hơn nữa, đó là technology, trong đó có những thứ rất là bay bổng, ví dụ như AI, big data, không phải là
không phải bạn bất cứ một cái bạn về tài chính nào cũng có biết được gì đó, hoặc là những cái bạn rất là giỏi đam mê công nghệ nhưng cũng không dễ dàng biết nhiều về đầu tư chứng khoán hay là đầu tư tiền ảo các hạn vậy, thì đó là một cái lớp nó tương đối mới tại Việt Nam. Do đó các công ty liên quan trực tiếp tới fintech á, hiện tại đang muốn tập trung, đang muốn gọi là lắng nghe từ cái cơ chế chính sách nhà nước về cái sản phẩm fintech. Thì đây là một trong những cái hình mà chúng tôi vẽ ra tổng quan về sản phẩm fintech tại Việt Nam. Thì bạn biết rồi, thì đối với fintech thì cái điều lớn nhất của nó là nhanh, tiện lợi, phù hợp, cá nhân hóa, an toàn, chi phí thấp. Ngoài ra đối với chính quyền á, thì nó sẽ làm được những chuyện như chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, an toàn thông tin, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Thì để làm được chuyện đó, đó thì nhà nước buộc phải xây dựng một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để giúp cho sandbox fintech hoạt động trong cuối năm 2020 này. Thì rất là nhiều chính sách vừa rồi cũng dự thảo tháng 6 năm 2020 ra và đang có một dự thảo rất là lớn và được rất là nhiều chuyên gia tham gia góp ý kiến. Thì tôi cũng là một trong những người mà góp ý kiến cho cái dự thảo đó. Thì chúng ta phải biết rằng fintech đổi mới, nhưng mà đổi mới nó sẽ đi rủi ro, bắt buộc phải có sandbox để mà thử nghiệm tất cả những đổi mới. Một trong ví dụ như là có một cái công ty startup về fintech ra đời, thì nếu không có một cái cơ chế chính sách rõ ràng cho cái công ty đó thì chúng ta sẽ không biết được là cái nguyên tắc hoạt động hay là cái nguyên lý hoạt động của công ty đó, không biết là cái công ty đó họ là công ty đã được nhà nước cấp phép hay không. Tại vì hiện tại bây giờ tất cả công ty mà đăng ký ngành là tài chính công nghệ á, thì đều sử dụng cái luật pháp là luật doanh nghiệp, chứ không hề có cái luật nào khác ngoài luật doanh nghiệp. Và do không có một luật chính thức nào đó trong các công ty fintech, do đó cạnh tranh đầu tiên là không minh bạch. Thứ hai á, là thậm chí bản thân chúng ta những công ty về fintech cũng không thể nào cạnh tranh với công ty đối thủ, vì chúng ta cũng không có một cái khiên, một cái siêu từ cái bộ máy quản lý nhà nước để mà chúng ta có một cái cơ chế rõ ràng để mà cạnh tranh với các công ty nước ngoài khi mà họ đã đi trước chúng ta rất là xa. Về cái thị trường fintech tại Việt Nam thì có 7 cái lĩnh vực mà vừa rồi tôi vẫn hay nói chúng ta được thông qua cái sandbox trong năm 2020. 7 lĩnh vực đó là thanh toán tín dụng cho vay hàng ngang, P2P lending, hỗ trợ định danh khách hàng KYC, lập trình ứng dụng Open AI, IBA, các giải pháp ứng dụng công nghệ đổi mới blockchain và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động ngân hàng như là risk scoring, crowdfunding, digital banking. Thì 7 cái lĩnh vực này, đây là 7 lĩnh vực mà được ngân hàng nhà nước cho thử nghiệm cái cơ chế sandbox trong 2020. Tất nhiên chúng ta vẫn đang còn trong dự thảo cái sandbox fintech, nhưng mà nếu một ngày nào đó chúng ta xong dự thảo này thì rất là mong muốn 7 lĩnh vực này là những cái lĩnh vực đầu tiên tiên phong để mà được bỏ vào cái cơ chế sandbox. Thì trong các lĩnh vực này thì tôi muốn nhấn mạnh cái lĩnh vực mà xảy ra rất là nhiều sự cố trong suốt năm 2019, năm 2020, đó là cái lĩnh vực cho vay hàng ngang. Như anh biết thì fintech họ rất là nhiều thứ để nói về fintech, không thể nào nói hết tất cả về fintech trong cái buổi nói ngắn hạn hôm nay. Thành ra là tôi chọn một cái chủ đề nó tương đối là nóng hổi trong năm 2020, đó là cho vay hàng ngang, P2P lending, để mà nói về vấn đề này. Thì một cái thống kê sử dụng kỹ thuật số một số nước Đông Nam Á, chúng ta thấy là tiềm năng của Việt Nam là rất lớn. Chúng ta có 92 triệu người, chúng ta có 64 triệu người sử dụng Internet, chúng ta có 56 triệu người sử dụng điện thoại và chúng ta có 143 triệu thuê bao. Trong đó các thuê bao này là 50 triệu người thường xuyên online. Thì tính tới năm 2019, tính tới cuối năm 2019 á, thì số lượng người sử dụng Internet chúng ta tăng 28 so với năm 2017, con số rất là lớn. Đấy. Thì thống kê sử dụng nhu cầu trực tuyến thì chúng ta bỏ qua cái trang này. Rồi, thì cái sơ lược về cái sản phẩm cho vay fintech với các sản phẩm khác trên thị trường, thì các bạn biết đây là cái một trong những cái phần P2P lending á, là một trong những cái phần là nhức nhối nhất hiện nay tại Việt Nam. Hầu hết báo chí, báo đài, VTV, HTV, tất cả các kênh đều đưa lên các thông tin, đặc biệt là thông tin về lừa đảo, lừa gạt, rồi các dịch vụ thu tiền hộ, rồi các giang hồ thu tiền nợ hộ, tất cả các thứ. Thì rất là nhiều báo chí, báo đài nói về vấn đề này. Hôm nay thì tôi cũng muốn nhân cơ hội này để mà giải thích rõ một phần đâu là cái thị trường này,
ha, thì chúng ta sẽ thấy là thực tế mà nói, cái phần cho vay hàng ngang á thì nó nằm ở cái khoảng từ 0.5 triệu tới 10 triệu các bạn ạ. À. Còn cái phần mà finance company á thì giống như chúng ta thấy các công ty ví dụ như FE Credit, Home Credit nè, thì họ cho vay từ 10 tới 100 triệu. Trong khi đó ngân hàng thì luôn luôn cho vay trên 100 triệu. Đó là một cái phân khúc thị trường. Thì hầu hết cái sự rối loạn tại P2P lending chỉ cho vay bằng điện thoại di động, cho vay bằng cái trang web. Chỉ cần thời gian vay, chỉ cần trong vòng thời gian xử lý hồ sơ chỉ trong vòng có 15 phút thôi. Chẳng biết là ví dụ như sinh viên cho vay muốn vay 3 triệu đồng thì chỉ cần cài một cái app và nhập tên thông tin vô thì hiển nhiên là được vay liền 3 triệu đồng ngay trong vòng 15 phút là cái thời gian giải ngân. Thì các bạn biết là cái phần cho vay phức tạp khủng khiếp nhất và có nhiều cái dấu hiệu lừa đảo nhất tại Việt Nam đó chính là cái phần payday loan. Thì còn cái phần mà các công ty lớn hơn một chút xíu đang tham gia trong vấn đề P2P là online entertainment loan, thì các công ty lớn ví dụ như ATM online, ví dụ như Cast 24h.vn, thì các công ty này thì họ có một cái nền tảng rất là lớn. Cái lý do khách hàng chọn sản phẩm vay fintech á, thì thứ nhất á, là bạn nhìn thấy hai cái phân khúc thị trường mà chúng tôi đang làm á, đó là hai phân khúc từ 0.5 triệu tới 10 triệu. Tại vì hầu hết các giao dịch tại Việt Nam á, thì nó rơi vào cái giao dịch mà cho vay hàng ngang, tức là P2P. Mà hình dung thật sự mà nói, nếu mà chúng ta nói tới câu chuyện vay hàng ngang P2P á, là gần như là sẽ không có sự tham gia bởi ngân hàng nha. Và vay là dựa trên cái sự tin tưởng và dựa trên, hầu hết là dựa trên cái credit scoring và cái EKYC khách hàng. Thành ra là cái market share ngay cái chỗ mà 0.5 triệu tới 10 triệu hiện tại tại Việt Nam á, là cái lượng giao dịch nhiều nhất. Tại vì nó ít tiền, thành ra là giao dịch rất là nhiều. Thì lý do mà cái người ta chọn cái sản phẩm vay fintech á, mà cho vay P2P mà trong cái phân khúc từ 0.5 triệu tới 10 triệu á, mà cho dùng thì thành ra là giải ngân cực kỳ nhanh. Ví dụ như bạn chỉ cần giải ngân trong vòng 2 giờ là bạn vay được một khoản tiền 10 triệu rồi. Đó, thì hoàn toàn trực tuyến 100%. Ví dụ như bạn chỉ cần, ví dụ sinh viên muốn vay 5 triệu đi, họ chỉ cần tải app về hay là họ lên một cái trang web online thì họ hoàn toàn có thể vay liền được 5 triệu chỉ với một số cái là câu hỏi từ cái nhà cho vay. Đây là điều rất là thuận tiện trong cái việc cho vay hàng ngang. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. 21% cái khoản vay đáp ứng nhu cầu từ 1 tới 10 triệu, cái khoản vay nó sẽ tới từ 1 tới 6 tháng ha. Và có rất là nhiều lý do khác tiện lợi trong cái việc vay hàng ngang. Thì thành ra là hiện tại Việt Nam chúng ta thì chúng tôi đánh giá là cái phân khúc từ 0.5 triệu tới 10 triệu là cái phân khúc đang sôi động nhất và có rất là nhiều công ty tài chính tham gia. Các bạn hình dung là năm 2019 chúng ta có tất cả là tổng cộng gần 200 cái tổ chức doanh nghiệp fintech cho vay hàng ngang. Chúng ta đang nói vay hàng ngang nhưng chúng ta không nói ví hay là chúng ta đang nói về các loại hình thanh toán không tiền mặt, nhưng chúng ta nói vay thì cái mô hình vay này tôi nghĩ là tôi nói mới với các bạn. Thì trong năm 2019 chúng ta có tổng cộng là 200 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ cho vay P2P, cho vay hàng ngang bằng web, bằng mobile app. Tuy nhiên thì cái sự càn quét của ngân hàng nhà nước trong cái việc mà làm sạch cái thị trường này, thì đầu năm 2019 á, trong đầu năm 2020 á, thì chúng ta còn lại đâu đó khoảng chừng 50 doanh nghiệp, và cái số lượng doanh nghiệp thực sự còn hoạt động thực sự và có số lượng giao dịch đủ lớn để mà chúng ta tính toán á, thì tính tới tháng 6 năm 2020 á, thì chúng ta đâu đó còn khoảng chừng 11 tới 12 doanh nghiệp thôi. Thì cái số lượng doanh nghiệp nó bị rút lại gần như là 1/20, từ 200 doanh nghiệp rút còn lại 10 doanh nghiệp. Tuy nhiên thì nhờ như vậy thì cái chất lượng giao dịch cũng như là cái sự bắt nháo của cái thị trường này nó đỡ hơn rất là nhiều. Thì cũng là nhờ cái sự chung tay của cái sự siết chặt các chính sách của nhà nước cũng như là báo chí lên án rất là nhiều cái giao dịch mà nó cho vay giao dịch và đòi tiền dùng sổ đen đầu tiên, ví dụ như vậy, mà được chúng ta thấy lên các kênh truyền thông ví dụ như VTV, HTV thường xuyên trong cả năm nay. Ok, thì lợi ích của các sản phẩm fintech cho cái lĩnh vực P2P lending đối với khách hàng thì hỗ trợ khách hàng có những nhu cầu khoản vay nhỏ, thời gian ngắn, không phù hợp với cái điều kiện tới cái tổ chức uy tín, không? Cái quy trình cho vay rất là nhanh gọn lẹ, trong 15 phút, 20 phút chúng ta có thể có một khoản vay đâu đó là từ 5 tới 10 triệu liền,
ha. Cái sản phẩm phục vụ khách hàng thì nó đa dạng, không giới hạn về mặt địa lý, thì các bạn hoàn toàn có thể online thì bạn vay, bạn cái công ty cho vay ở Mỹ, ở Hà Nội, bạn có thể ở Cà Mau vay cũng không có vấn đề gì cả. Các kênh thanh toán đa dạng, tiện lợi. Thì đối với cơ quan nhận khoán nhà nước thì chúng ta suggest rất là nhiều cái cách để mà nâng cao, đẩy mạnh tín dụng đen, đẩy mạnh phát triển cái kỷ nguyên số, cái phát triển bền vững. Thì khi mà chúng ta thanh toán không tiền mặt mà cho vay không tiền mặt như vậy á, thì cái sự phát triển về kinh tế số, về kỷ nguyên số mới là nó gần như là cái bền vững. Tại vì nếu mà một quốc gia mà vẫn còn sử dụng tiền mặt, vẫn còn sử dụng các kênh thanh toán, vẫn còn sử dụng các kênh cho vay mà bằng tiền mặt hết, thì quốc gia đó sẽ không phát triển bền vững theo cái vấn đề thanh toán. Về khung pháp lý, chúng ta thấy ngân hàng nhà nước, thứ nhất là kiểm tra ngân hàng, thứ hai là kiểm tra cái ngành tài chính. Tuy nhiên thì ngân hàng nhà nước hiện tại đang bỏ ngỏ cái công ty fintech. Hai cái mảng ngân hàng và công ty tài chính thì phụ thuộc sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên fintech hiện nay thì theo cái bộ luật tổ chức tín dụng 47/2010 nó khá cũ rồi, bổ sung thêm 2017 nữa, thêm một vài cái tiêu chí tiếp. Tuy nhiên thì gần như các công ty tài chính fintech hiện tại thì đều áp dụng là luật doanh nghiệp, nhắc lại là luật doanh nghiệp. Chúng ta chưa có một cái luật chính thức nào mà dành riêng cho fintech. Đó là lý do tại sao mà fintech smoke ra đời. Đấy, thì trong cái đây cũng là một trong những cái dự thảo, trong cái đề xuất mà tôi đề xuất cho cái cơ chế thí nghiệm fintech vừa rồi. Lái qua câu chuyện fintech thì chúng ta có một câu chuyện là thanh toán không tiền mặt, thanh toán online, thanh toán trên internet thì luôn luôn nó gặp cái tiềm ẩn trong câu chuyện là bảo mật. Chúng ta thấy là hai tech thì hai unsecure ha. Thành ra là đối với công ty Kaspersky thì chúng tôi cũng cung cấp rất là nhiều cái sản phẩm bảo vệ full quy trình cho câu chuyện fintech. Đây là một số cái nhóm cái sản phẩm, một số nhóm sản phẩm mà công ty Kaspersky cung cấp cho các giải pháp đặc biệt về blockchain nói chung, nói riêng và fintech nói riêng, nói chung. Ví dụ như chúng tôi cung cấp cái sản phẩm về Kaspersky Smart Contract Review, chúng ta sẽ review toàn bộ smart contract, cho dù bạn xài smart contract của Atrium hay là smart contract của thằng nào đó thì Kaspersky cũng sẽ hỗ trợ cái câu chuyện review cái smart contract đó. Hay là chúng ta xử lý những cái incident response khi mà các máy chủ gọi là máy chủ tham gia cái câu chuyện blockchain gặp sự cố về bảo mật. Chúng ta có những cái pen test, chúng ta có những cái assessment, chúng ta có những cái chống DoS. Thì các bạn biết rồi, thật ra ví dụ như chúng ta nói câu chuyện smart contract, chúng ta nói câu chuyện về blockchain á, thì nói thì dễ, nói thì tất cả mọi người đều nói là blockchain là bảo mật 100%. Tuy nhiên tôi khẳng định 100% luôn, blockchain không hề bảo mật 100%. Đầu tiên là nó từ cơ chế là nếu ai đã từng phát triển blockchain, nó sẽ thấy là nếu trên 50% các máy chủ tham gia, các người tham gia trong câu chuyện blockchain á, mà bị kiểm soát bởi một đơn vị hay một tổ chức á, thì toàn bộ cái block đó sẽ bị kiểm soát. Thứ đó là thứ nhất. Từ cái thứ nhất đó, chúng ta sẽ thấy được là thực ra mà nói đối với người dùng bình thường á, thì đối với những người bình thường á, thì kiểm soát hơn 50% một cái block á, thì khó. Nhưng mà đối với những cái tổ chức hacker nổi tiếng á, thì kiểm soát trên 50% toàn bộ hệ thống giao dịch đó thì cũng không phải là một vấn đề khó lắm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cũng không phải lúc nào chúng ta cũng xài trực tiếp một phát sinh một cái smart contract hay là build một cái smart contract riêng, mà chúng ta sẽ sử dụng một smart contract gọi là public smart contract, ví dụ chúng ta xài Ethereum chẳng hạn vậy. Và hoàn toàn có câu chuyện là trong quá trình giao dịch giữa cái smart contract chúng ta và một cái hệ thống thứ ba, cái hệ thống nó gọi là semi centralized á, thì hoàn toàn hacker thể insert vô chỗ đó để mà kiểm soát toàn bộ các block chúng ta. Điều đó rất là dễ dàng và hầu hết các công ty bảo mật hiện nay đều có những cái giải pháp blockchain security chứ không riêng gì Kaspersky. Cái đến tôi vừa hoàn thành xong cái chia sẻ về fintech. Cái đến tôi nói một số phần về bảo đảm an ninh mạng trong cái vấn đề các mạng thông tin 4.0. Thì thống kê tình hình an ninh mạng năm 2019 thì chúng ta tại Việt Nam chúng ta thì hiện tại các bạn không biết nhưng mà 30% máy tính người dùng nhiễm ít nhất một lỗi mã độc do các website.
Kaspersky ngăn chặn hơn 1 tỷ, gần 2 tỷ lượt tấn công từ các nguồn online cho tới Việt Nam. Tất cả những con số này là Việt Nam nha bạn. Chúng ta có gần nửa tỷ cái đường dẫn URL được xem là nguy hại. Các web trust protection của Kaspersky phát hiện 21 triệu các đối tượng nguy hại, là tức là tại tấn công vào Việt Nam. Chúng ta có gần có 700.000 máy tính là mục tiêu của ransomware. Chúng ta có hơn 5 triệu máy tính của người bị mã độc đầu tiền ảo tấn công. Đó là một số cái, và đặc biệt là đánh cắp tiền ảo qua online banking hiện tại từ Việt Nam chúng ta rất là cao, lên tới 830.000 thiết bị. Một số thống kê tại tình hình Việt Nam năm 2019, top 10 quốc gia tấn công bởi crypto encrypto thì chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta đứng thứ 5 nha. Đấy, thì có hai loại ransomware tấn công người dùng cao nhất, đó là WannaCry và GangRap. Thì WannaCry chiếm 28%. Chúng ta thấy rất là nhiều ngân hàng từ Việt Nam, mặc dù không có báo cáo nào ghi rõ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta phải biết là rất là nhiều ngân hàng tại Việt Nam chúng ta dính WannaCry, dính một loại hoặc là một cái loại nào đó của ransomware. Đây, thì đây là bức tranh lớn hơn nữa tại Việt Nam. Thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta cũng là một trong những quốc gia mà đáng báo động đỏ về tình hình an ninh mạng. Về cái tỷ lệ tấn công, tỷ lệ người dùng tấn công trust local tức là tấn công hàng ngang, tức là tấn công trong nội bộ công ty, ví dụ như dùng email hay là dùng USB hay là chia sẻ qua internet đó, thì Việt Nam chúng ta đứng thứ nhất. Rõ ràng từ cái con số thống kê này chúng ta thấy là rõ ràng là người dùng Việt Nam chúng ta cũng là còn có thói quen sử dụng USB hay là sử dụng thói quen là chia sẻ những dữ liệu thông qua những cái server FTP trong nội bộ công ty, hay là dùng mạng LAN để chia sẻ các file và các ứng dụng. Thành ra là trong cái trust local á, thì Việt Nam chúng ta thậm chí là đứng thứ nhất trong toàn bộ khu vực châu Á luôn, chứ không phải là Đông Nam Á nữa. Thì cái trust local là tấn công phổ biến nhất, lây nhiễm mã độc qua file và USB ha. Trong năm 2018 thì chúng ta có một cuộc tấn công rất là lớn, Shadowhammer, thì họ tấn công vào Asus, và vì cái máy chủ Asus bị tấn công, thành ra là tất cả các hệ thống máy tính, các máy tính mà kết nối mạng mà sử dụng cái thiết bị liên quan tới Asus đó, đều bị nhiễm mã độc hết. Thì ước tính trong năm 2019 có khoảng hơn 1 triệu máy tính nhiễm mã độc. Rồi chúng ta thấy trong cuộc cách mạng 4.0, thử thách an ninh mới, thì chúng ta thấy robot, rồi hệ thống sản xuất, tích hợp đối tác, kết nối vạn vật, kết nối vạn vật, điện toán đám mây, big data, thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái vấn đề về mà chúng ta hay nói cái mạng 4.0. Thì thực ra là tất cả những cái hệ thống như robot, tích hợp hệ thống đối tác, kết nối vạn vật, IoT, điện toán đám mây và big data thì đều là có cái nguy cơ rất là cao trong câu chuyện security. Thì bạn thấy là ví dụ như hiện tại Kaspersky cũng phát triển những cái thiết bị bảo mật cho máy lạnh, tủ lạnh, cho điện thoại thì không nói, cho TV, smart TV, hay là chúng ta thậm chí là smart home, tất cả thiết bị trong smart home hay là smart city, thì các IoT, thiết bị IoT thì là đều có cái phần security của Kaspersky hết. Vậy thì bảo mật tổng thể bao gồm hạ tầng công nghiệp thì nó phải xuất phát từ thế nào? Đầu tiên là phát từ cái CEO, cái đó là đội ngũ bảo mật, cái đó là kỹ sư sản xuất và nhân viên. Đấy, thì bốn bên này đã phải hợp tác phối hợp lẫn nhau, chứ không phải một bên nào là cái đơn vị chịu trách nhiệm. Ví dụ như chúng ta thấy là không phải chỉ đơn giản cái ông là ông làm security, ông phải chịu trách nhiệm về security, còn ông CEO là ông chỉ không có chịu trách nhiệm về chuyện này. Đối với một cái hạ tầng công nghiệp phức tạp và hiện đại như hiện nay thì còn có cái sự hợp tác giữa bốn bên, là những người lãnh đạo cao nhất, đội ngũ bảo mật là cái đội ngũ, và đội ngũ sản xuất hay là nhân viên, tất cả phải chung tay để mà bảo vệ hệ thống trong cơ quan của chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái thế giới kết nối và mở rộng, chúng ta có các xây dựng, năng lượng, công nghệ thông tin, chính phủ, viễn thông, tài chính, khoa công nghệ, dịch vụ, giao thông, tất cả mọi thứ đều kết nối và mở rộng, thì cái nguy cơ rủi ro nó càng nhiều. Này, thì đây là một trong những cái ví dụ minh họa cơ bản nhất của Kaspersky, tức là năm 1994 á, một ngày chúng tôi chỉ phát hiện ra được có một mã độc thôi. Tới năm 2006 thì một ngày chúng tôi phát hiện ra 4 mã độc. Tới năm 2011 thì một ngày tôi phát hiện ra tổng cộng là chỉ có đâu đó là vài chục con mã độc một ngày, vài chục mẫu mã độc một ngày. Tuy nhiên thì tới năm 2017 thì phát hiện ra tổng cộng là hơn 300.000
mã độc mỗi ngày, một cái số rất là lớn. Đấy. Mối đe dọa có tỷ lệ nhỏ nhưng mà gây ra cái rủi ro lớn. Ví dụ chúng ta thấy là trong 90% cái rủi ro thì đến từ signature, nhưng mà 0.9% thì từ phân tích hành vi và heuristics nó may. Tuy nhiên thì 0.1% hiện nay á, đó là các cuộc tấn công lớn nhất mà tại xảy ra tại Việt Nam hay là các khu vực Đông Nam Á thì lại đến từ các tấn công có chủ đích và hacker sử dụng các công nghệ máy học và các công nghệ sandbox, thậm chí là hacker họ cũng sử dụng những công bộ sandbox, những cái công nghệ sandbox để mà họ dò quét những cái lỗ hổng trong hệ thống chúng ta và sử dụng những cái thủ thuật tấn công là có chủ đích và có nghiên cứu đối tượng khách hàng. Thì 0.1% rất nhỏ nhưng mà nó lại là tấn công là độc hại và rủi ro lớn nhất. Thì hiện tại một số thống kê mà không có được phép công nhận của Kaspersky là chúng ta có rất là nhiều cái cơ quan đơn vị tài chính lớn tại Việt Nam, thậm chí là một số cơ quan chính phủ tại Việt Nam là chúng ta bị tấn công rất mạnh mẽ từ các thế lực bên ngoài. Đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái cuộc tấn công rất là lớn dành cho những cái đơn vị, những cái tỉnh ví dụ như giáp ranh biển, ví dụ như Đà Nẵng, Quảng Nam, Vũng Tàu, là những cái đơn vị chúng ta giáp với biển thường xuyên gặp những cái đợt tấn công rất là mạnh mẽ từ các đối tượng hacker Trung Quốc ha. Và tất cả đều là tấn công có chủ đích APT. Đây là bốn cái quy trình tấn công không liên tiếp. Thì thứ nhất là hacker họ sẽ chuẩn bị nghiên cứu mục đích, xây dựng chiến lược cụ thể, chuẩn bị công cụ. Thứ hai là lây nhiễm, thứ ba là mở rộng truy cập, thứ tư là khai thác. Trong quá trình họ khai thác thì luôn luôn họ để lại cửa hậu để mà xâm nhập lần sau. Thì toàn bộ cái tấn công mạng hiện tại tại Việt Nam là không ngừng. Năm 2020, đầu năm 2019 và đầu năm 2020 thì Bộ Thông tin Thông và Cục An toàn Thông tin có ra rất là nhiều chỉ thị, ví dụ chỉ thị 256, chỉ thị 14 cũng hạn chế tương đối các rủi ro an ninh mạng trong không gian mạng chúng ta. Bộ Công an thì cũng ra luật an ninh mạng vào năm 2018. Tuy nhiên thì cần hơn nữa cái sự quan tâm và cần hơn nữa cái sự là hiểu biết, am hiểu về bảo mật của tất cả các công ty. Đấy. Một trong những vấn đề rất lớn, đây cũng là slide gần như cuối của tôi luôn rồi, một trong những vấn đề rất lớn về bảo mật đó là tất cả các công ty, doanh nghiệp, nhà nước chúng ta có rất là nhiều giải pháp bảo vệ. Chúng ta có tường lửa, chúng ta có IPS, ADS, chúng ta có firewall, chúng ta có endpoint protection, chúng ta có rất là nhiều cái giải pháp bảo vệ. Tuy nhiên thì không có giao diện chính thức. Thế giờ là một trong những lý do, và đây là thời điểm mà chúng ta nên xây dựng một cái trung tâm an ninh mạng và một bằng một cái giao diện duy nhất để quản trị tất cả các hệ thống bảo mật chúng ta. Đó là cái câu cuối cùng mà tôi muốn đem tới mọi người, tức là thời điểm này là thời điểm mà chúng ta nên xây dựng một cái trung tâm an ninh mạng SOC, tức là Security Operations Center, để mà quản trị tất cả hệ thống an ninh mạng của chúng ta, từ các thiết bị tới các software, để chúng ta thấy được toàn bộ tình hình sức khỏe doanh nghiệp, sức khỏe tổ chức chúng ta thông qua một màn hình duy nhất. Và khi mà chúng ta sáng sớm mở ra, chúng ta thấy cái màn hình đó thì cũng biết được là hiện tại tình hình về an ninh mạng, về an toàn thông tin của doanh nghiệp chúng ta như thế này. Và nếu mà chúng ta có những cái đợt tấn công hay là những cái đợt mà rủi ro gì đó, thì chúng ta sẽ ngay tức khắc xử lý và kiểm soát nó một cách an toàn hơn. Ok, tôi cũng đã hoàn thành cái buổi nói chuyện của tôi rồi. Có câu hỏi gì không ạ? Dạ, em cảm ơn anh Khanh ạ. Em xin phép được gửi đến anh hai câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, một điều là người sử dụng khá là lo lắng về vấn đề bảo mật ở Việt Nam còn chưa tốt. Nhiều hacker đột nhập hệ thống như vụ ở sân bay Tân Sơn Nhất khá là nghiêm trọng. Theo anh thì infrastructure bảo mật ở Việt Nam có đáng tin cậy để triển khai cho fintech hay không? Một câu hỏi rất là hay. Ok, trả lời từng câu hỏi nha em ơi. Một câu hỏi rất là hay, liên quan trực tiếp tới hai cho tôi biết luôn. Thì mình cũng biết luôn là cái hạ tầng công nghệ thông tin chúng ta thì được xây dựng bởi những cái đơn vị rất là lớn, ví dụ như là Viettel, ví dụ như VNPT. Thì mình cũng biết luôn là Viettel và VNPT cũng là hai cái đơn vị cung cấp các giải pháp cũng như cung cấp các trung tâm giám sát an ninh mạng, cũng là những đơn vị số 1, số 2 tại Việt Nam chúng ta luôn. Thì điều đó cũng nói lên là chúng ta cũng tương đối an tâm bởi câu chuyện là các đơn vị cung cấp hạ tầng cũng chính là các đơn vị cung cấp về bảo mật. Nó cũng là một cái sự khởi đầu rất là tốt ở Việt Nam chúng ta là quan tâm tới vấn đề security. Tuy nhiên hiện nay nếu mà nói về fintech mà security á, thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất phát từ người dùng cuối, nó xuất phát từ cái thói quen sử dụng của người dùng cuối, nó xuất phát từ cái thói quen sử dụng các dịch vụ thanh toán, và
Ví dụ như chúng ta hoàn toàn không hề cài bất cứ một cái phần mềm nào về bảo mật trong điện thoại chúng ta, mà chúng ta vẫn sử dụng internet banking ầm ầm, chúng ta vẫn sử dụng gọi là online banking ầm ầm, chúng ta vẫn sử dụng mobile banking ầm ầm, trong khi đó điện thoại chúng ta không hề có một phần mềm bảo mật, không hề có phần mềm chống gian lận thanh toán, chống gọi là rủi ro thanh toán, không hề có. Thì đó là một trong những vấn đề mình đang nhức nhối hiện nay. Và vì như vậy thành ra là cái rủi ro nó đến không phải nhất thiết từ hạ tầng, mà nó thiết từ, mà nó đến từ thậm chí chính người dùng chúng ta. Đó là cái vấn đề lớn quan trọng nhất. Rồi câu số 2 mời. Dạ, câu hỏi thứ 2 là fintech hiện tại khá là phức tạp trong các yếu tố công nghệ, hệ sinh thái và chính sách của nhà nước, thì theo anh điều gì đang là nút thắt ở Việt Nam hiện tại cho việc phát triển fintech? Như tôi nghĩ á, thì như cái hình này tôi đưa ra, thì tôi thì cái nút thắt lớn nhất của chúng ta đó chính là về mặt chính sách nhà nước. Rõ ràng là thị trường chúng ta rất tốt cho cái chuyện phát triển fintech. Thứ hai là người Việt Nam chúng ta cũng không có, rất là siêng năng chăm chỉ và cũng rất là đam mê công nghệ. Thành ra là tất cả những thứ về big data, về financial analyst, về AI, machine learning gì đó thì người Việt chúng ta rất là tốt. Chúng ta có những du học sinh ở nước ngoài tham gia gọi là tham gia cộng đồng rất là nhiều, giống như buổi trực tiếp hôm nay. Thì về vấn đề công nghệ hay là vấn đề con người hay là vấn đề về thị trường, tôi nghĩ bây giờ đang là rất là khởi điểm, rất là tốt. Tuy nhiên thì rõ ràng là về chính sách nhà nước chúng ta tương đối chậm. Nói gì nói thì ngân hàng nhà nước cũng chậm chạp trong câu chuyện xây dựng cái cơ chế, đặc biệt là cái cơ chế thử nghiệm fintech. Chúng ta nói tới câu chuyện sandbox fintech đã 2 năm nay rồi nhưng vẫn chưa ra một thông tư chính thức nào hết, và doanh nghiệp cũng đang chờ đợi. Không có chính sách cụ thể thì bạn hình dung là chúng ta không có luật lệ cụ thể thì rõ ràng là thị trường không minh bạch. Và nếu thị trường không minh bạch đó, thì không ai dám kinh doanh hết, tại vì nếu mà lỡ sai á thì bị thổi còi, còn nếu không sai á thì không dám làm thì lại không thành công trong kinh doanh. Đấy, thì hiện tại tôi nghĩ á, trong 3 vấn đề của fintech, finance, IT và policy, thì hiện tại Việt Nam chúng ta gặp vấn đề lớn nhất tôi nghĩ là policy. Em xin cảm ơn anh Khanh về bài chia sẻ cũng như là phần trình bày vừa rồi. Và chương trình của chúng ta thì cũng bị giới hạn một chút về thời gian, chính vì thế nên là các câu hỏi còn lại thì em xin phép là anh Khanh có thể gửi lại email ở trong phần chat để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với anh Khanh, và sau đó thì anh Khanh sẽ hỗ trợ trả lời các khán giả. Ok, mình sẽ đưa email ha, các bạn cứ hỏi cũng được. Dạ, cảm ơn Khanh rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì em xin được giới thiệu anh Chí Phạm, đồng sáng lập và giám đốc điều hành CEO của Cardia Chain ở UK, thạc sĩ trường đại học East Anglia, Anh Quốc. Anh Chí đã có trên 10 năm kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực ứng dụng di động, tài chính và dịch vụ, với mục tiêu là đưa những công nghệ tiên tiến nhất đến với cộng đồng. Và anh Chí cũng là nguyên trợ lý giám đốc tại Koto, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Em xin mời anh Chí ạ. Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái khá là cơ bản về blockchain. Thì mình sẽ bao gồm 3 phần ha. Một cái là basic concept về về blockchain, ngoài ra là những cái trend trên thế giới, và cái cuối cùng là blockchain in Việt Nam thì nó hiện giờ đang như thế nào. Thì cái đầu tiên thì mình sơ lược về blockchain. Blockchain đó là một cái cách để mà lưu trữ dữ liệu immutable và traceable. Tức là ở đây thì các cái dữ liệu trong trên blockchain thì được lưu thành từng block một, và cái block tiếp theo thì nó có chứa cái hash của block trước đó. Thì mình có thể hiểu đơn giản là như vậy, thì cho nên các cái block là được nối với nhau bằng theo cái cách đó, vì thế cho nên nó gọi là blockchain đó. Một cái đặc điểm của blockchain đó là cái tính decentralized. Tức là thông thường thì là mọi người lưu trữ dữ liệu ở trên một cái máy tính, ở trên một cái device hoặc cái server nào đó. Thì đối với blockchain đó, thì dữ liệu của nó là được lưu phân tán trên rất là nhiều các máy, và các cái máy này thì nó thông qua một cái thuật toán đồng thuận gọi là consensus, để mà nó đồng ý verify xem là dữ liệu nào là cái dữ liệu chính xác nhất, và để tất cả mọi người cùng agree on cái đó, và họ lưu lại ở trên cái ledger của họ. Thì mỗi một cái blockchain khác nhau thì nó có những cái thuật toán độc thuật khác nhau.
Ví dụ như cái blockchain nổi tiếng nhất thế giới đó là Bitcoin, thì nó dựa trên một cái thuật toán đồng thuận đó là Proof of Work. Để mà hiểu đơn giản á, thì là Proof of Work ở đây chính là họ lấy cái work, cái công sức của họ ra để họ chứng minh là họ đã họ đưa ra những cái dữ liệu đúng và họ verify nó một cách chuẩn chỉnh. Thì vì nếu như mà không cái block của họ, data nó bị chứng minh là sai thì là nó sẽ không được ghi nhận vào trong cái lecture của cả cái network, và vì thế họ sẽ mất đi cái phần thưởng đó. Thì ở đây mình sẽ hiểu được là lý do tại sao nó gọi là đào Bitcoin, tại vì là họ sẽ phải, những cái người họ tham gia vào network của Bitcoin thì họ phải bỏ tiền ra nè để họ mua máy, những cái máy tính rất là mạnh gọi là miner. Sau đó thì họ phải tốn tiền điện và tốn thời gian để mà chạy các cái miner đó. Thì đổi lại là họ, mỗi khi họ đào được một cái block, họ đưa được một cái block vào trong cái network thì họ sẽ được thưởng một cái lượng Bitcoin nhất định. Thì nếu như mà họ làm sai và cái phần còn lại của network họ chứng minh họ sai thì họ sẽ không được cái phần thưởng đó. Đó, đó là lý do tại sao cái thuật toán nó được gọi là proof of work. Thì proof of work ở đây như hồi nãy cũng có về cái phần security trong fintech thì nói đó, tức là khi mà proof of work thì nó dựa trên 51%, tức là chỉ cần hơn phân nửa cái network họ đồng thuận thì là cái các cái block data nó được chấp nhận. Đối với lại blockchain á, thì bắt đầu cái gọi là được cái sự công nhận và được sự chú ý của thế giới thì là gần đây, vào khoảng 2017. Đó là khi mà Ethereum blockchain ra đời và đưa ra cái khái niệm mới gọi là smart contract. Tức là trước đây á, thì là cái blockchain như Bitcoin á, họ chỉ có thể dùng để gọi là giao dịch, cho nên gọi là cryptocurrency, tức là tiền mã hóa. Còn khi mà Ethereum ra đời á, thì nó giới thiệu một cái concept mới là smart contract, thì nó giúp cho những cái giúp cho mọi người có thể lập trình được ở trên blockchain và đảm bảo là những cái dòng code đó nó sẽ chạy. Nếu như mà người đó có đủ các cái token để trả phí cho cái code của họ, họ run trên tất cả các nốt của hệ thống, thì cái program đó nó vẫn sẽ tiếp tục chạy. Ở đây thì có thể hiểu đơn giản là nó giống như là một cái App Store. Nó giống như là một App Store đó. Thì ví dụ như là Apple Store hoặc là Google Store, thì khi mà mình làm ra một cái ứng dụng, mình đưa lên trên đó, thì mình phải trả phí cho Apple. Nhưng mà nó có một cái bất lợi đó. Ví dụ như là mình thấy là gần đây có game Fortnite họ bị gỡ khỏi ứng dụng của Apple Store vì là họ có conflict với lại phía Apple. Thì đối với blockchain đó, vì nó mang tính decentralized, cho nên là tất cả những cái app, những cái smart contract mà mình đưa lên trên đó thì nó được đảm bảo là nó sẽ tiếp tục chạy, không ai có thể can thiệp vào chuyện đó. Thì smart contract ở đây được hiểu đơn giản là những cái đoạn code đã được lập trình sẵn và dựa trên một số những cái condition, những cái điều kiện để mà nó được thực hiện. Ví dụ như là hai người bạn với nhau thì cùng mỗi người bỏ một cái token vào đó và đoán xem là ngày mai trời có mưa hay không. Thì hai người cùng bỏ token vào trong cái smart contract, thì đến hết ngày mai thì cái dữ liệu từ dự báo thời tiết, những cơ quan khí tượng thủy văn đưa về thì nó sẽ được nhập vào trong cái smart contract, và nếu như trời có mưa thì người này thắng, nếu trời không mưa thì người kia thắng. Cái này hiểu đơn giản như thế. Còn về cái việc mà đưa cái dữ liệu từ các cái nguồn centralized bên ngoài, ví dụ như là các cái cơ quan dự báo thời tiết đưa vào trong nó như thế nào, thì có rất là nhiều các cái công ty họ đã làm cái việc đó để làm sao cho nó minh bạch và nó decentralized hơn, nó phân quyền hơn, bằng cách là họ đưa nhiều nguồn khác nhau vào trong cái smart contract để đảm bảo cái tính trung lập. Thì về mặt structure, về cái mặt cấu trúc thì là cái blockchain nó được chia làm một số loại khác nhau. Ví dụ như là private blockchain thì ở đây là các cái node, các cái máy tính mà muốn được tham gia vào trong cái network đó thì là đều là phải được sự đồng ý, tức là của cái người vận hành network đó. Thì thường thì nó sẽ áp dụng cho các cái mạng lưới riêng,
hoặc là giữa các công ty hoặc là các cái cơ quan sở ban ngành. Thì đối với public blockchain thì nó khác một chút là ai cũng có thể tham gia vào, và cùng scale cái network đó, thì nó giống như là Ethereum hay là Bitcoin. Consortium blockchain ấy, thì nó cũng khá là giống private blockchain, nhưng mà nó sẽ hướng về cái ứng dụng trong doanh nghiệp nhiều hơn. Và ở đây thì Cardia Chain bản thân mình thì có đưa ra một cái structure mới, đó là hybrid blockchain. Thì ở đây mình tức là mình invent ra một cái công nghệ gọi là dual node cross chain, tức là mình kết hợp giữa một cái blockchain private và một blockchain public. Thì áp dụng cái công nghệ của Cardia Chain thì mình connect hai cái blockchain nó lại với nhau để cho cái sử dụng nó được thuận tiện hơn. Thì ví dụ như là một cái doanh nghiệp thì họ có rất nhiều những cái thông tin nhạy cảm thì họ sẽ lưu trữ trên cái private blockchain của họ. Nhưng mà có một số những thông tin và họ muốn là minh bạch với lại người tiêu dùng thì họ sẽ thông qua cái công nghệ của Cardia Chain thì họ publish cái đó ra một cái blockchain public, ví dụ như Ethereum. Thì khi mà cái thông tin đó một khi đã đưa ra một cái public blockchain rồi thì gần như nó không thể sửa đổi được, và nó không có thuộc quyền kiểm soát của cái công ty đó nữa. Thì như thế thì nó sẽ gain được cái trust từ phía người tiêu dùng hơn. Thì ở đây thì mình có một số những cái số liệu về cái prediction về của cái industry blockchain từ bây giờ đến năm 2025. Thì mình thấy là cái sự tăng trưởng nó rất là cao. Thì lý do vì sao mà nó tăng trưởng cao như thế thì một tác nữa mình sẽ đưa anh đến cái phần trend ở trên thế giới. Ở đây có một cái ví dụ là đơn cử như ở Hàn Quốc thì họ đầu tư rất là nhiều vào blockchain. Thì nó lên đến hàng tỷ đô để họ đầu tư vào các cái phát triển blockchain. Đối với cái ứng dụng của blockchain cho công mình như enterprise thì là nó đi chính sẽ vào ba cái hướng thôi. Một là số hóa và quản lý các cái document, các cái hồ sơ dữ liệu. Ngoài ra thì cái thứ hai đó là mình gọi là sao ta, mình automate những cái quy trình ở trong quy trình làm việc. Và cái cuối cùng đó là chia sẻ thông tin giữa các bên làm sao cho nó bảo mật. Nó vừa là skill và vừa là privacy, vừa là riêng tư. Thì một số những cái chính phủ lớn thế giới, ví dụ như là ở UK hay Korea hay là Trung Quốc, thì là đều có những cái bước tiến nhất định về cái việc là phát triển blockchain. Riêng ở UK thì là ngay cả Bank of England là họ cũng đang prototype một cái blockchain để mà họ chạy song song với cái core banking của họ. Thì về cái trend hiện giờ của blockchain trên thế giới thì sắp tới cái ứng dụng lớn nhất nó sẽ là DID, tức là Decentralized Identity. Thì đây là một cái concept khá mới. Ở Hàn Quốc thì đã được áp dụng cũng vài năm gần đây thôi, bởi các tập đoàn lớn ví dụ như là Samsung hay là LG hay SK. Thì cái concept về cái DID thì nó sẽ trông như thế này. Mình có chuẩn bị một cái sơ đồ, vì hiện giờ là Cardia Chain cũng đang phát triển cái công nghệ như thế này. Thì concept chính của DID á, là làm sao đưa được cái user data về tay cái của người dùng, tức là mỗi người tự kiểm soát cái data của bản thân họ, và mỗi khi họ chia sẻ cái data nó đi á, thì là do cái quyền của họ chia sẻ với một bên thứ ba, ví dụ như ở đây là service provider. Thì khi mà họ chia sẻ như thế thì cái bên thứ ba sẽ question về cái chuyện là cái thông tin này có đúng hay không. Ở đây blockchain nó sẽ vào cuộc bằng cách là nó giúp cho các cái đơn vị issuer, tức là ví dụ như là government hay một số những cái bên trusted party mà đã có cái thông tin người dùng này và họ xác thực cho cái user đó, họ đóng một cái tạm gọi là đóng một cái dấu lên trên cái dữ liệu họ sai bằng cái private key của họ lên cái user data, là tôi đã xác nhận là tất cả thông tin của user này là đúng, thì nó sẽ lưu lên trên blockchain, và từ đó thì user họ sẽ share được
những cái bằng chứng về về ID của họ cho các cái bên cần request. Thì cái này nó có những cái điểm rất là hay, đó là họ user có thể kiểm soát được toàn bộ thông tin cá nhân họ chia sẻ vừa đủ. Chẳng hạn như là có một số những cái website mình vào thì nó yêu cầu là trên 18 tuổi mới được vào, hoặc là khi mình đi mua sắm ở đâu đó thì ví dụ như là mua rượu thì mình phải là trên 21 tuổi, ở UK là trên 21 tuổi. Thì khi đó thì cái người bán họ sẽ yêu cầu là bây giờ đưa cái chứng minh nhân dân ra. Thì khi mình đưa ra thì vô tình là mình đã lộ hết toàn bộ thông tin cá nhân của mình, tức là tên, tuổi, ngày tháng năm sinh các thứ, trong khi thì cái bên yêu cầu họ chỉ yêu cầu là có trên 21 tuổi hay không. Thì cái DID nó giải quyết được cái vấn đề này bằng cách là nó dựa trên cái xác thực của blockchain với một cái bên thứ ba, ví dụ như là cơ quan chính phủ họ đóng một cái stamp lên đây là cái ID này là trên 21 tuổi. Khi mà request thông tin đó thì mình đưa ngược lại cho các cái bên cung cấp dịch vụ thì họ họ nhận được thông tin là đã xác thực được rồi. Thì cái concept này nó gọi là zero knowledge proof, tức là đưa ra bằng chứng nhưng mà cái bên nhận được họ không có đọc được bất kỳ cái gì thêm, họ không có cái knowledge gì khác. Thì đây là một ứng dụng rất là hay, và tương lai là mình nghĩ là cái này sẽ phát triển mạnh, có thể hỗ trợ rất nhiều với cái trend về digital banking hay là eKYC ở Việt Nam. Thì mình nói sơ về các cái blockchain hiện tại ở Việt Nam thì có những cái blockchain chính bây giờ như là TomoChain thì hoạt động ở trong cái public blockchain, hay là AkaChain là private blockchain, và consortium blockchain. Đối với GardaChain thì bản thân GardaChain cũng là public blockchain. Tuy nhiên là mình có những cái implementation để dành cho private blockchain. Và đương nhiên là cái công nghệ kết nối chuỗi của mình, cross-chain của mình, nó sẽ giúp cho GardaChain là một cái hybrid blockchain. Thì nói về cái công nghệ thì nó hơi mơ hồ. Thì có một số những cái ứng dụng của blockchain hiện giờ là đang có ở Việt Nam luôn. Thì bên mình có tham gia vào làm một số cái. Thì một cái mà mình thấy rất là hay đó là tạm gọi nó là một cái incentive platform, tức là một cái nền tảng khuyến khích. Thì ở đây thì bên GardaChain làm việc với lại đoàn thanh niên, thì mình đưa ra một cái app để quản lý đoàn viên. Và ở đây thì là nó giúp cho bên các cái cơ sở đoàn họ đưa ra được những cái nhiệm vụ rèn luyện. Trước đây rất là nhàm chán đối với đoàn viên, ví dụ như là phải đi học đoàn bao nhiêu buổi, và ví dụ như phải, mỗi năm phải trồng một cây xanh, hay là phải tham gia hoạt động tình nguyện này tình nguyện kia, thì đối với đa số các bạn đoàn viên thì cái chuyện đấy nó như một cái sự bắt buộc. Thì khi mà mình áp dụng cái blockchain, cái cụ thể là cái token vào trong cái app đoàn viên này thì nó giúp cho các bạn đoàn viên mà chủ động hơn, và họ nhận được một cái reward là dưới dạng một cái token, nó gọi là điểm khuyến khích của đoàn. Thì bên đoàn thì họ sẽ có những cái chương trình để quy đổi điểm khuyến khích này ra thành những cái quà tặng nhỏ nhỏ, ví dụ như là thẻ cào điện thoại này kia cho các bạn đoàn viên. Thì ngoài ra là cái điểm này thì nó được store hết ở trên blockchain, cho nên là nó có thể transferable, gửi giữa các bạn đoàn viên với nhau, tạo thêm cái tương tác. Và ngoài ra là bên các cái bên cán bộ quản lý đoàn thì họ cũng kiểm soát được cái ngân sách họ khi họ chi về những cái. Một cái ứng dụng khác của blockchain là về tạm gọi là về thanh toán, ở trong sử dụng token để thanh toán. Thì những cái người họ sử dụng cái họ sở hữu token thì họ sẽ có, vì cái token nó có giá trị, cho nên là có một số bên thì họ sẽ sẵn sàng là họ nhận cái token đó và họ sử dụng cái Việt Nam đồng để họ chi trả trước cho các cái user để cho một số hoạt động, ví dụ đi taxi hay là trả tiền điện thoại này kia. Cái này thì nó hoạt động có thể nói giống như là B2B lending, nhưng mà có collateral, có cái gọi là thế chấp bằng token. Ngoài ra có một cái bên mình vừa mới launch, đó là cái Kai Starter. Thì nó là một cái nền tảng crowdsourcing khá là hay. Ở đây thì sử dụng cái token GardaChain, thì cộng đồng của GardaChain trên toàn thế giới
có thể tham gia vào các hoạt động ở Việt Nam, ví dụ như là ủng hộ đội đội futsal của Cadia trong cái trong cái giải vô địch quốc gia đội mình đang đá bây giờ luôn, giải của HD Bank, thì mọi người sẽ lock cái token nó lại, lock cái token, cái Cadia Chain token họ lại vào các cái thứ hạng khác nhau của đội bóng, thì khi mà mình đoạt giải thì mình sẽ chia lại cái giải thưởng đó cho tất cả những cái người mà tham gia support. Thì cái mô hình này mình có thể nhân rộng ra, nó gần giống như là Kickstarter, tức là ví dụ như một số những cái startup có thể dùng cái này để gọi vốn để tăng thêm exposure của mình. Một cái ứng dụng nữa thì cái này là trước mình đã bên mình có chạy pilot, thì mình rất là tâm đắc với lại cái ứng dụng này. Tuy nhiên là hiện giờ về cái mặt gọi là thực tiễn thì nó đang gặp số khó khăn. Thì mình gọi là cái học bạ điện tử trên blockchain. Tức là cái concept mình là dùng smart contract để mà lưu trữ học bạ điện tử. Mỗi một cái học sinh thì có một cái smart contract, và trên đó là tất cả những cái thông tin về điểm số của cái bạn học sinh đó là được lưu ở trên đó. Và cái bạn học sinh đó là owner của cái smart contract đó. Tức là người đó là, cái bạn đó là chủ. Thì khi bạn đó apply vào một cái trường học nào đó thì bạn đó sẽ ký cái contract với lại cái trường đó. Và cái trường đó thì được, lúc đó sẽ được phép thay đổi những cái dữ liệu trong cái học bạ của bạn đó. Thì khi mà bạn ra trường thì bạn kết thúc cái contract, cái smart contract này, và toàn quyền bạn nó sở hữu cái đó. Tuy nhiên mà nó không thay đổi được thông tin. Thì cái này nó sẽ là một cái proof là rất là hay, để khi mà bạn đó nó đăng ký nhập học một trường nào khác hay là đi xin việc này kia, thì bạn đã có sẵn một cái bản ở trên blockchain, không cần là mỗi lần là phải mỗi đến trường xin cái bản giấy rồi đi công chứng này kia đó. Thì đây là một cái ứng dụng mình thấy rất hay, mình cũng đang cố gắng là thúc đẩy cái này tốt hơn. Rồi đây là kết thúc cái phần trình bày của mình, hy vọng là không có quá thời gian. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Và ngay bây giờ thì em cũng muốn gửi đến anh một số những cái câu hỏi từ phía khán giả dành cho anh ạ. Với câu đầu tiên, em là dân developer, em cần trang bị những kiến thức và kỹ thuật nào để trở thành một blockchain developer? Xin anh chị lời khuyên ạ. À, rồi, thì cái câu hỏi là một cái blockchain developer thì nó mình nghĩ là có nhiều bạn sẽ không hiểu chính xác blockchain developer là gì. Thì mình nghĩ là cái bạn đang hỏi là nó hỏi là một cái smart contract developer, một cái DApp developer. Thì tại vì mình thấy đa số là mọi người là đều nhắm đến hướng đó, tức là làm sao để viết được smart contract trên Ethereum. Từ đó là mình kết hợp, mình tạo ra những cái ứng dụng phân tán gọi là decentralized hay còn gọi là DApp. Đó, thì đối với cái đó thì bạn chỉ cần học Solidity. Cái đó thì hiện giờ là cái ngôn ngữ mà phổ biến nhất trong viết smart contract. Ngoài ra thì bạn nên tham khảo rất là nhiều những cái open source project. Thì đa số những cái DApp thành công bây giờ thì họ đều là open source. Thì có thể là mình có thể tự học và tham khảo những cái đó. Tuy nhiên nếu như bạn hỏi là blockchain developer gọi là thật sự á, thì cái này nó sẽ khá là phức tạp, vì bạn phải biết rất là nhiều thứ, ví dụ về P2P networking, bạn phải biết về distributed infrastructure như thế nào. Thì những cái này thì có thể là bạn phải học khá là bài bản. Tuy nhiên thì hiện giờ thì bên mình cũng có kết hợp một số trường đại học, ví dụ như là Phoenix, để mà đưa ra được những cái khóa học gọi là sao ta, cụ thể hơn, nó thực hành hơn cho các bạn developer để muốn tham gia vào trong cái blockchain này. Không biết là khán giả đặt câu hỏi này còn có muốn chia sẻ hay là trao đổi gì thêm với anh Chí không ạ? Vậy thì em sẽ xin gửi đến anh câu hỏi tiếp theo. Anh có nói về DID và dữ liệu người dùng riêng tư. Công nghệ blockchain có thể giải quyết bài toán dữ liệu cá nhân người dùng không ạ? Hiện tại các mạng xã hội hay nhà cung cấp dịch vụ lớn nắm quyền dữ liệu cá nhân người dùng và sử dụng mà nhiều khi mình không biết. Thì cái này nó chính xác là cái mà DID đang muốn hướng đến. Tức là đầu tiên trước mắt thì mình giải quyết cái thắc mắc của bạn về cái chuyện là
các cái mạng xã hội hay các nhà cung cấp dịch vụ họ sử dụng cái thông tin cá nhân, thì cái này là mình đưa cho họ, cho nên là họ có quyền dùng mà mình không biết, thì nó là chắc chắn. Thì để mà thay đổi được cái đó thì nó sẽ rất khó hoặc là mất rất nhiều thời gian đó. Tuy nhiên là nếu như dần dần mình chuyển đổi sang mình sử dụng cái DID, tức là mỗi người đều có một cái ID của riêng mình, và mình đi đâu mình cũng dùng cái đó để mình chia sẻ thông tin, thì chắc chắn là mình sẽ kiểm soát được cái đó. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn anh Chí đã đồng ý nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay, và cũng xin anh Chí sẽ để lại email trong phần chat để các diễn giả để các khách mời có thể gửi đến anh những câu hỏi, và sau đó anh có thể giải đáp trực tiếp cho các vị khán giả của chúng ta. Rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn. Dạ vâng. Nếu mà cuối chương trình còn thời gian thì các khán giả có thể trao đổi trực tiếp thêm với cả các speaker của chúng ta. Và ngay bây giờ thì em xin được giới thiệu diễn giả tiếp theo của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đấy chính là anh Lê Yên Thanh, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Buzzmap và Eleforce Việt Nam. Anh Thanh đã được nhận giải thưởng báo Tuổi Trẻ dành cho top 20 startup có cống hiến vì cộng đồng, trưởng nhóm tổ chức diễn đàn Honda dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ châu Á năm 2020, nhận giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Anh Thanh đã từng thực tập tại Google vào năm 2016. Đồng thời thì anh cũng được nhận rất nhiều những giải thưởng khác như là giải nhì nhân tài đất Việt năm 2015, giải thưởng Honda cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2015, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong cùng năm đó. Và anh Thanh còn được nhận giải thưởng quả cầu vàng dành cho nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2013, nhận cúp vàng siêu cúp Olympic tin học sinh viên Việt Nam năm 2013, cúp bạc các năm 2015-2016, tham dự cuộc thi ACPC 4 lần vô địch Việt Nam, 2 lần vô địch châu Á và 2 lần tham dự vòng chung kết thế giới. Em xin được mời anh Lê Yên Thanh ạ. Rồi, chào mọi người, thì hôm nay thì mình rất vui được tham gia vào sự kiện này, và mình có mặt để trình bày cho các bạn về một cái chủ đề liên quan đến chuyển đổi số cho giao thông công cộng. Thì chắc là mọi người cũng thấy slide rồi. Thì chắc là mình bắt đầu luôn. Nếu mà nói về chuyển đổi số giao thông công cộng thì chắc là mình đi đến vấn đề đầu tiên đó là chuyển đổi số là gì. Thì ở đây chắc là mọi người cũng đã biết về chuyển đổi số, và hiện nay nó là một cái xu hướng của Việt Nam cũng như là những tỉnh thành về chuyển đổi số, thì nó sẽ có rất là nhiều mặt. Thì về cơ bản nghĩa về chuyển đổi số là mình sẽ biến những cái quy trình, những cái dữ liệu mà thường mình trên giấy tờ hoặc là thủ công thành một cái quy trình trên máy tính, nó số hóa lên. Và ngoài ra thì chuyển đổi số còn là sử dụng những cái chuyển đổi từ những công nghệ số cũ thành công nghệ số mới. Ví dụ như là thường thì trước đây chúng ta có chăm sóc khách hàng thì qua thường là tổng đài và điện thoại hay là nhắn tin thủ công, thì bây giờ mình có bot bán hàng thì chúng ta sẽ chuyển đổi số để mà giải quyết được cái việc là tự động hóa được cái số hóa đấy. Hay là có những cái vấn đề về dữ liệu chúng ta dùng Excel, thì hiện nay thì chúng ta phải đưa lên những cái hệ thống để mà có thể tự động hóa được cái vấn đề về xử lý dữ liệu và phân tích, thì những cái đấy gọi là chuyển đổi số. Và hôm nay thì mình muốn nói chi tiết về chuyển đổi số giao thông công cộng từ một cái giải pháp mà mình hiện đang triển khai, đó là Buzzmap. Thì nếu mà nói về giao thông công cộng thì mình muốn cho các bạn thấy là đây là một trong, mình có làm một cái khảo sát cho những người dùng của Buzzmap hiện nay, thì hỏi họ là những lý do vì sao mà họ không đi xe buýt nhiều. Thì như các bạn thấy là biểu đồ thì ngoài những cái lý do cao nhất như là chất lượng xe buýt, thì người ta đi xe buýt người ta còn sẽ bị ảnh hưởng như là người ta ngại đi bởi vì người ta không chủ động về mặt thời gian, hay là người ta không biết đi như thế nào, hoặc là không có tuyến buýt nào phù hợp để mà họ có thể di chuyển được, hay là việc mà đi xe buýt nó phải chờ quá lâu, hay là phải đi khoảng thời gian dài, hay là giá vé cao. Thì cái giải pháp Buzzmap ở đây sẽ giải quyết được những cái vấn đề ở giữa, tức là khoảng 61% những cái vấn đề mà người dùng người ta đang lý do mà người ta không đi xe buýt. Thì tại sao Buzzmap thì giải quyết được cái vấn đề đấy, thì mình sẽ chiếu một cái video giới thiệu về Buzzmap. Thì về cơ bản Buzzmap là một cái ý tưởng mà mình làm từ khi còn là sinh viên, và một cái giải pháp về
số hóa cái bản đồ xe buýt giấy ngày xưa thành bằng cái bản đồ thông minh trên máy tính. Thì ngày xưa mình cũng là người đi xe buýt rất là nhiều và mình cảm thấy là cái việc sử dụng bản đồ giấy rất là khó khăn, và do đó mình đã quyết định là làm một cái ứng dụng để mà giúp cho việc là khi mà mình có thể tra cứu được những cái dữ liệu về hạ tầng xe buýt mà có thể tìm đường đi dễ dàng, ví dụ như là khi mình muốn đi một điểm nào đấy thì mình có thể tìm đường để mà tra cứu biết là mình phải đến đâu để mà bắt chặn xe buýt, biết là đi bao nhiêu bao xa và mình sẽ xuống trạm xe buýt ở đâu, và cũng như là hướng dẫn cho mình từng bước, đọc cho mình từng cái hướng dẫn bằng âm thanh luôn, hay là khi mà mình đứng ở một trạm xe buýt thì mình sẽ biết là khi nào xe buýt sẽ đến theo thời gian thực đó. Thì những cái tính năng đấy đều có ở trên BusLab cả, và khi mà mình triển khai cái ứng dụng này thì có rất là nhiều người dùng, và hiện nay thì BusMart đã là một cái ứng dụng được nhiều người dùng phổ biến nhất ở Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Và trên ứng dụng này thì còn có rất nhiều tính năng ngoài việc là tra cứu, thì còn có những tính năng như là hướng dẫn hỗ trợ cho người khiếm thị để mà họ có thể sử dụng xe buýt bằng giọng nói. Thì qua 6 năm thì BusLab tính này đã triển khai từ năm 2014 đến nay, thì theo thống kê là BusLab đã có hơn 2 triệu người dùng, và riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì BusLab đã chiếm được khoảng 30% cái lượng người đi xe buýt, tức là cứ 10 người đi xe buýt thì sẽ có 3 người từng dùng BusLab để mà tra cứu tìm đường trước khi họ đi xe buýt, và đã có hơn 50 triệu lượt người tìm kiếm, tức là tìm đường dùng ứng dụng BusLab để mà tìm đường đi xe buýt. Và hiện nay thì mình tác nghiệp BusLab không chỉ là một cái ứng dụng về xe buýt không thôi, mà còn là ứng dụng tổng quát về giao thông công cộng, và là đã bắt đầu đưa lên những cái loại hình giao thông công cộng khác, ví dụ như là xe buýt sông ở Hồ Chí Minh, xe buýt nhanh ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, và mình cũng đã đưa lên những cái tuyến như là metro, tàu điện ngầm, tuyến metro số 1 và tuyến Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội lên BusLab để mà sẵn sàng khi mà những cái tuyến này đi vào hoạt động thì người dùng có thể tra cứu tìm đường kết hợp giữa metro và xe buýt một cách rất là dễ dàng. Và BusLab làm được điều đấy bởi vì những cái công nghệ mà BusLab đang thực hiện là những cái công nghệ mà BusLab tự xây dựng, là những công nghệ của người Việt, ví dụ như là về công nghệ về bản đồ. BusLab không hề dùng một cái dữ liệu hay bản đồ gì của Google cả, mà cái nền tảng bản đồ của BusLab cũng là do team tự xây dựng và phát triển nên. Những cái API tìm đường, nhờ cái thuật toán tìm đường thông minh cũng là của BusLab tự phát triển. Những cái thuật toán tính toán thời gian xe đến trạm hay là những cái tính năng đều là do BusLab phát triển lên cả, cho nên là khi mà mặc dù là cái lượng người dùng rất là lớn như vậy nhưng cái chi phí triển khai là cực kỳ thấp. Và ngoài ra thì những cái tính năng mà BusLab đang có nó cũng sẽ giúp cho việc là triển khai một cách rất là rộng rãi về mặt gọi là tính năng cho xe buýt, ví dụ như là thay vì chúng ta phải lắp những cái bảng chờ xe buýt ở những trạm dừng tốn một chi phí, thì chỉ cần dùng BusLab chúng ta triển khai hầu như là 100% tất cả những trạm dừng, người ta không cần phải coi trên cái bảng nữa mà người ta có thể coi trực tiếp trên ứng dụng BusLab. Và ứng dụng còn có thể nhắc nhở người dùng là khi nào mà xe buýt đến thì họ mới cần phải đi ra ngoài trạm xe buýt. Rồi những cái tính năng ví dụ như là trên xe thì khi mà sử dụng BusLab thì BusLab cũng có thể đọc phát âm thanh, ví dụ như là báo là sắp đến trạm nào và sắp tới trạm gần xuống, để mà cái người đi xe buýt, đặc biệt là những người khiếm thị, người ta có thể sử dụng xe buýt rất là dễ dàng. Và BusLab là một trong những ứng dụng đặc biệt mà hiện nay chúng mình không cần phải tốn bất kỳ chi phí marketing nào cả, mà ứng dụng BusLab đều luôn đứng trong top những cái ứng dụng miễn phí trên kho ứng dụng, và đôi khi nó còn cao hơn cả những ứng dụng mà gọi là shop của nước ngoài như là Traveloka, Booking.com, và đứng ngang với những cái ứng dụng như là Grab, Gojek hay là Bee. Thì đây là một cái gọi là nó có một cái sự tác động rất lớn đối với xã hội mà rất là ít chi phí. Thì tại sao mà chúng ta nên đầu tư cho số hóa, chuyển đổi số cho giao thông công cộng? Thì quay trở lại về cái khảo sát, thì như hồi nãy mình có nói thì BusLab giải quyết được 61% những cái lý do mà người dùng không đi xe buýt. Thì nếu mà chúng ta chia những cái lý do này ra thành 3 tập, tức là cái tập về chất lượng, cái tập về giá vé và cái tập về những cái tính năng số hóa, cái tính năng khó đi lại bằng xe buýt mà BusLab giải quyết được đó, và so sánh với cái giá trị mà chúng ta đã đầu tư đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với chất lượng xe buýt thì chúng ta đầu tư rất là nhiều. Một cái tuyến xe buýt chúng ta phải đầu tư ít nhất là 1 tỷ đồng để mua một chiếc xe buýt. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có hơn 3.000 chiếc xe buýt và chúng ta phải tốn rất nhiều tiền. Và mỗi năm chúng ta tốn hơn 1.000 tỷ đồng ở Hồ Chí Minh để mà trợ giá xe buýt, để giúp cho cái giá vé xe buýt nó thấp đi. Nhưng mà nó chỉ giải quyết được chưa tới 50% những cái lý do người ta không đi xe buýt thôi.
trong khi 61% còn lại những lý do mà người ta ngại đi xe buýt, người ta không biết đi như thế nào, thì chúng ta lại không hề đầu tư gì cả. Mà Busmart là giải quyết những cái vấn đề đó rất là dễ dàng, thậm chí là như mình nói là không hề tốn một chi phí về marketing gì cả, mà cũng có rất là nhiều người dùng và giải quyết hầu như là cái vấn đề đấy là tốt, rất tốt cho người dùng. Và mình nghĩ là đó là lý do mà chúng ta nên đầu tư để mà giúp cho hạ tầng chuyển đổi số hoặc là giao thông công cộng, để mà giúp cho cái việc là phát triển về giao thông công cộng không chỉ ở những tỉnh thành lớn mà còn ở những tỉnh thành khác. Mà khi mà chúng ta chưa có đủ về kinh phí, về chi phí, thì chúng ta có thể giải quyết bằng công nghệ với Busmart để mà có thể giải quyết được một phần nào đó những cái khó khăn để giúp cho nhiều người dùng có thể đi xe buýt, phát triển được cái hạ tầng giao thông công cộng. Và mục tiêu do đó thì mình mới đặt ra một cái mục tiêu, đó là Busmart trong những năm tiếp theo sẽ đồng hành với các tỉnh để mà sẽ hỗ trợ cái việc chuyển đổi số miễn phí cho các tỉnh thành đó. Tức là mình sẽ làm việc cùng với các tỉnh thành để mà giúp cho việc là tỉnh thành có hệ thống xe buýt, họ đã có hệ thống xe buýt rồi nhưng mà chưa có số hóa, thì Busmart sẽ cùng đi chuyển đổi số với những tỉnh thành đấy. Và ngay lập tức là trên ứng dụng Busmart sẽ có thêm một tỉnh thành mới. Và khi mà có rất nhiều tỉnh thành rồi thì lúc đó người dùng mở ứng dụng Busmart lên, họ sẽ không cần phải chọn là họ là người ở đâu nữa, mà họ sẽ có một cái hệ thống xe buýt tổng quát, giao thông công cộng tổng quát của toàn nước Việt Nam, và người ta có thể tìm đường đi lại bằng xe buýt, có thể kết nối giữa tỉnh này với tỉnh khác. Đó là cái mục tiêu mà Busmart muốn đặt ra để mà phát triển về cái hạ tầng giao thông công cộng. Và Busmart cũng đã ra những cái quy trình như là làm sao để chuyển đổi số cho các tỉnh. Thì thật ra cái bước chuyển đổi số nó khá là đơn giản và nó quy trình nó triển khai rất là nhanh. Ví dụ như là trong thời gian Busmart triển khai hệ thống xe buýt ở Đà Nẵng thì chỉ mất khoảng 2 tuần là có thể đưa toàn bộ những cái hạ tầng xe buýt của Đà Nẵng lên trên Busmart. Và khi mà Busmart làm với những tỉnh khác thì cũng sẽ có một cái quy trình như vậy để mà giúp cho việc là từng tỉnh thành họ sẽ cung cấp những cái dữ liệu, và chỉ mất một khoảng thời gian là khoảng 2 tuần để mà có thể đưa hết toàn bộ những cái dữ liệu, những cái hạ tầng xe buýt lên trên Busmart. Và ngay lập tức là người dân ở tỉnh thành đó họ sẽ có hưởng được những cái tính năng, sử dụng được cái tính năng trên Busmart giống như là những tỉnh thành lớn, Thành phố Hồ Chí Minh ví dụ là biết khi nào xe đến trạm, hay là những cái thuật toán tìm đường thông minh. Và chúng ta có thể mở rộng cái mô hình này mà tốn rất ít chi phí, bởi vì như mình đã nói thì những cái công nghệ về bản đồ Busmart đang có là tự phát triển, cho nên là sẽ không tốn về những cái mặt như là về chi phí API hay là chi phí bản đồ. Và ngoài ra thì đi xa hơn thì khi mà giải pháp của Busmart làm thì sẽ đưa đến một cái hướng, đó là giải quyết được những cái bài toán và dữ liệu lớn cho giao thông công cộng, mà nó sẽ là một trong những cái nền tảng để mà phát triển về thành phố thông minh trong tương lai. Thì tại sao nó lại quan trọng? Thì mình sẽ nhắc lại một chút về cái kiến thức về một cái hệ thống Smart City. Thì ở đây một cái hệ thống về thành phố thông minh đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái thành phần, những cái lớp vai trò khác nhau. Từ những cái lớp về mặt gọi là dữ liệu nền, về mặt là kết nối hạ tầng, cho đến những lớp dữ liệu về phần cứng IoT và những cái ứng dụng về phần mềm, ví dụ như là những ứng dụng về giao thông công cộng thông minh, như là Busmart là một trong những ứng dụng như vậy. Thì khi mà phát triển những cái ứng dụng này lên thì Busmart cũng luôn có một cấu trúc như vậy trong cả một cái hệ thống Busmart để mà có thể lưu trữ những cái dữ liệu đấy. Và khi mà triển khai những thành phố thì chỉnh tỉnh thành đó, thì mình cũng làm những cái hệ thống mở OpenAPI để mà khi mà mình có thể tích hợp vào một cái hệ thống lớn và làm một cái nền tảng để mà cho những tỉnh thành đó có một cái nền tảng về thành phố thông minh khi mà họ bắt đầu đầu tư để mà triển khai những cái ứng dụng tiếp theo. Thì những cái dữ liệu này nó sẽ giải quyết được rất là nhiều. Ví dụ như là mình sẽ cho một số ví dụ về hiện nay khi mà triển khai Busmart ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng á, thì những tỉnh thành họ sẽ, nhà quản lý họ sẽ có những cái thông tin mà trước đây họ sẽ không thể nào có được. Ví dụ như là Busmart có thể cho họ biết được là cái lượng người đi xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Đà Nẵng, thì cái phân bổ về tuổi tác và giới tính, rồi về quốc gia, về những cái là người Việt hay nước ngoài như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ thống kê về lượng người đi xe buýt trong vòng một tháng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì có những cái dữ liệu khác phân tích nhiều hơn nữa. Ví dụ như là đây là cái bản đồ về những cái trạm dừng xe buýt, hơn 5.000 trạm dừng xe buýt trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta đã phân tích được những cái bài toán như là biết được là những cái trạm dừng xe buýt nào người dân sẽ đứng chờ xe buýt nhiều và có xu hướng là đi xe buýt nhiều ở những khu vực đấy, thì mà chúng ta hay đầu tư phát triển hơn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội. À, chúng ta đều có tất cả những thông tin này và chúng ta phân tích được là theo từng múi giờ, từng khu vực cụ thể để mà chúng ta có thể có được những cái
dữ liệu và đầu tư về mặt, chỉ nếu mà những dữ liệu này chỉ nói riêng về mặt quản nhà nước thì chúng ta phải đầu tư về mặt là hạ tầng về nhà chờ xe buýt. Còn về có rất nhiều mặt khác như là về quảng cáo hay là những cái mặt về mô hình marketing thì nó sẽ giúp ích được rất là nhiều. Và chúng ta có thể phân tích những cái dữ liệu về nhu cầu đi lại thực tế, ví dụ như là chúng ta muốn phân tích một cái bài toán là người dân thường đi từ đâu đến đâu trong một ngày, thì chúng ta có thể phân tích được để mà có thể tối ưu hóa được những cái gọi là những cái lộ trình tuyến đi. Thì ở đây thì có thể phân tích được những thứ khác, ví dụ như là phân tích được là những sinh viên trường nào đi xe buýt nhiều nhất chẳng hạn. Thì đây là những cái dữ liệu mà Busmap dựa vào dữ liệu lớn của Busmap là có thể phân tích được những cái loại dữ liệu này. Và hướng tới mục tiêu là trong thời gian tới thì Busmap đang xây dựng một cái platform để mà có thể chia sẻ những cái dữ liệu này. Và ví dụ như là chúng ta có thể biết được là trong một cái khu vực giống như là bấm một cái khu vực quận huyện thì chúng ta biết là cái phần trăm cái số lượng người từ những quận nào đi đến khu vực đấy là nhiều nhất. Hay là Busmap có thể đưa ra những cái giải pháp về tối ưu hóa về lộ trình xe buýt dựa trên cái nhu cầu thực tế của người dùng để mà giúp cho cái việc là chúng ta sẽ khai thác tối đa được những cái nhu cầu đi lại. Ngoài ra thì khi mà có những cái dữ liệu này thì Busmap cũng đang phát triển những cái giải pháp về AI. Như là gần đây thì Busmap đã phát triển những cái mô hình về AI cơ bản để mà phân tích được về cái mức độ giao thông thời gian thực ở trên bản đồ. Như ví dụ hình ở đây thì nói là nó hiển thị theo màu sắc là khu vực nào là cái đường đi nào là đang có giao thông gọi là đang ùn tắc hay là đang thông thoáng, để mà khi mà áp dụng trực tiếp vào cái tính năng của Busmap cho hàng triệu người dùng đó, là khi mà người ta đứng một trạm chờ người ta sẽ biết là khi nào sẽ biết đến. Thì ví dụ như là một cái xe buýt đang cách trạm chờ đó khoảng 2 cây số theo GPS, nhưng mà vào 6 giờ sáng với lại vào 12 giờ trưa thì cái thời gian đến sẽ khác nhau, tại vì giờ cao điểm và thấp điểm, mà 6 giờ sáng ngày thứ 6 và 6 giờ sáng ngày thứ 7 nó cũng khác nhau nữa. Do đấy thì Busmap đã dùng AI để mà tạo ra một cái tính toán chính xác, và theo cái tính toán Busmap thì cái thuật toán này nó chỉ sai lệch đâu đó khoảng 30 giây đến 1 phút. Tức là khi mà người dùng đứng ở trạm đó mà biết khoảng 20 phút mình sẽ biết đến, thì khoảng từ 19 đến 21 phút là đúng là sẽ biết thì sẽ đến đúng cái trạm đấy. Và nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều so với những cái dữ liệu khác. Mà hiện nay là Busmap đã có lợi thế đó là những cái dữ liệu này là Busmap tự sở hữu và tự xử lý hết. Chúng ta có những cái dữ liệu như là trên Google Maps chúng ta có thấy được là cái mật độ giao thông. Nhưng mà thực tế là Google không thể chia sẻ những cái dữ liệu đấy để mà mình có thể sử dụng được, mà chỉ chia sẻ cái dữ liệu đầu cuối thôi, tức là đưa một cái lớp bản đồ để mình render lên thôi, chứ họ không hề đưa cho mình những cái dữ liệu gọi là để tính toán được. Và do đấy thì mình nghĩ là Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam mà những cái dữ liệu giao thông này là của chúng ta, và chúng ta nên thực sự là sở hữu cái dữ liệu này để mà có thể gọi là giải quyết và có thể phát triển khai thác được nó một cách tốt hơn. Và trong tương lai thì mình hy vọng là cái mục tiêu mà mình số hóa chuyển đổi cái hoạch chuyển đổi số cho những cái tỉnh thành của mình của Busmap nó sẽ phát triển lên. Và hạ tầng giao thông ở Việt Nam hiện nay thì có thể nói là xe buýt thì đang trong một cái giai đoạn không được tốt lắm, bởi vì sau ví dụ Covid và cái chất lượng xe buýt thì cái lượng người đi xe buýt nó không hề tăng. Nhưng mà mình tin rằng là trong tương lai khi mà những cái chính sách của nhà nước đầu tư về giao thông công cộng trở nên tốt hơn thì cái lượng mà người đi xe buýt sẽ nhiều hơn, bởi vì giao thông công cộng là một trong những cái thành phần không thể thiếu để mà phát triển một cái thành phố lớn cũng như là phát triển về giao thông thông minh trong tương lai. Và đó là cái phần bài trình bày của mình. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn anh Thanh ạ. Anh ơi, em sẽ xin gửi đến anh một số câu hỏi từ phía khán giả như sau. Câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn khán giả đã sử dụng Busmap của anh từ thời còn là sinh viên và muốn gửi lời cảm ơn đến anh đã phát triển ứng dụng rất là có ích. Bạn sinh viên này bạn khán giả này có một câu hỏi dành cho anh, đó là anh có dự tính phát triển Busmap thành một hệ sinh thái và các tính năng thương mại hóa không? Vâng, thì đầu tiên thì xin cảm ơn bạn và rất vui thì bạn là một người dùng Busmap và Busmap đã giúp ích cho bạn. Thì như trong tương lai thì mục tiêu Busmap và mục tiêu chính của ứng dụng vẫn là một ứng dụng miễn phí cho người dùng. Busmap thì hiện nay mình đang phát triển một startup và có những cái mô hình kinh doanh, nhưng mà những cái mô hình kinh doanh đấy thì trong giai đoạn đầu sẽ không tập trung về cái mảng B2C, tức là mảng về cho người dùng cuối. Nhưng mà
Bookmap thì chúng mình vẫn phát triển và bắt đầu nghiên cứu những cái mô hình gọi là có nguồn thu, và nó phải đúng với cái tập khách hàng cũng như là cái tính chất mà của ứng dụng từ đầu. Ví dụ như là hiện nay trên Bookmap có đặt vé xe đường dài, và cái mục tiêu của mình làm là có thể sau này các bạn có thể dùng Bookmap để mà đặt tìm đường đi xe buýt từ, ví dụ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang chẳng hạn, một cái tỉnh thành khác, thì Bookmap hướng dẫn bạn là có đi bắt xe buýt công cộng đến bến xe miền Đông, sau đó lại đặt vé xe để mà có thể đi tiếp. Thì những cái mô hình như vậy mình nghĩ là nó sẽ là tạo một cái sinh thái và sẽ giúp cho người dùng sau này khi mà dùng ứng dụng Bookmap không phải chỉ về xe buýt mà nó là cái ứng dụng về giao thông nói chung, để mà khi mà mỗi lần mà người ta muốn nhu cầu đi lại thì sẽ dùng Bookmap. Mình hy vọng là trong tương lai gần thì mình sẽ phát triển thành công ứng dụng để hướng đó một cách nhanh nhất, để mà bạn có thể trải nghiệm được ứng dụng đó. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo là anh đang sử dụng các công nghệ nào để phát triển Bookmap để có thể tối ưu số lượng người dùng lớn như vậy ạ? Về những công nghệ sử dụng thì chắc là mình có những công nghệ cơ bản thôi. Ví dụ như là về công nghệ nền tảng về bản đồ là mình tự xây dựng lên để mà mình tối ưu hóa được về chi phí. Những cái công nghệ về thuật toán tìm đường đi thì cũng do mình và team tự phát triển lên dựa trên những cái kiến thức về thuật toán. Nếu mà một cái chia sẻ là nếu mà hiện tại với cái lượng người dùng Bookmap, nếu mà mình dùng API Google hay là bản đồ Google ấy, thì trung bình mỗi tháng chắc là Bookmap phải trả đâu đấy tầm khoảng 50.000 đến 60.000 đô, là khoảng 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3 cho chi phí vận hành. Nhưng mà nhờ sử dụng những cái công nghệ Bookmap đang có cho nên là hầu như là mỗi tháng không hề tốn chi phí gì nhiều cả, chỉ tốn khoảng đâu đó 30-40 đô cho một cái máy chủ thôi. Và đó là một trong những cái điểm mà Bookmap đang gọi là thế mạnh để mà có thể phát triển mở rộng ra cho những tỉnh thành khác với một chi phí rất là thấp. Và để mà làm được điều đó thì cũng là dựa trên cái việc là khi mà phát triển một cái nền tảng thì mình luôn đặt cái vấn đề tối ưu lên hàng đầu, để mà khi mà có cái nền tảng vững chắc thì các bạn có thể mở rộng ra và tốn rất ít chi phí. Em cảm ơn Thanh ạ. Và em cũng xin nhờ anh Thanh sẽ để lại phần email của anh Thanh ở phía dưới trong mục chat để mọi người có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến anh Thanh, và từ đó anh Thanh sẽ giải đáp cho các khán giả. Vâng. Xin cảm ơn mọi người. Lần nữa cảm ơn anh Thanh ạ. Và tiếp theo em xin được trân trọng giới thiệu anh Đào Như Ngọc, Assistant Professor tại Đại học Sejong, Hàn Quốc. Anh Ngọc là tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Trung Ngang, Hàn Quốc, và cũng là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Bern, Thụy Sĩ năm 2019-2020, nhận giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2018. Và lĩnh vực nghiên cứu của anh Ngọc về mạng máy tính, mạng di động và mạng kết nối vạn vật IoT. Và ngay sau đây thì anh Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người về công nghệ điện toán đám mây trong 5G và 6G. Em xin được mời anh Ngọc ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc. Bây giờ mình sẽ luôn màn hình mình trước đúng không nhỉ? Ok, thì sorry mọi người, mình cần setup một chút nên mình sẽ rời cái meeting này một cái, xong mình quay lại một chút được không ạ? Dạ vâng, không sao đâu anh ạ. Mọi người một chút nhé. Dạ anh Ngọc. Phần của anh Ngọc thì cũng sẽ là phần bài chia sẻ cuối cùng trong ngày hôm nay. Thì sau phần chia sẻ của anh Ngọc, nếu mà các khán giả, các anh chị và các bạn có câu hỏi nào muốn trao đổi trực tiếp với cả các speaker thì có thể để lại tin nhắn trong phần chat, hoặc là em sẽ, hoặc có thể đăng ký với em để em sẽ mời để mọi người cùng chia sẻ ạ. Trong thời gian chờ anh Ngọc set up thì mình có thể discuss một chút với Thanh được không Thanh nhỉ? Vâng được. Mình thấy là cái hướng phát triển của Thanh rất là hay. Hiện tại thì hướng của Thanh là như Thanh nói là Thanh muốn phát triển thành một cái bus smart, thành một cái giống như một cái app về giao thông công cộng chứ không chỉ là bus đúng không? Thì mình thấy là cái hướng rất là hay, bởi vì là như hiện tại với các cái app đặt xe như Grab hay là GoViet thì phải đốt rất là nhiều tiền đúng không, để có dữ liệu người dùng. Còn như của Thanh thì bây giờ đang có dữ liệu người dùng rồi, thì đến lúc mình phát triển thành cái ứng dụng đặt xe thì lại mình có dữ liệu rồi, mình không phải đốt nhiều tiền nữa đúng không? Đấy, có phải là Thanh định phát triển theo cái hướng như vậy không, để ý là giảm một cái hướng mà ít tiền nhưng mà để phát triển thành công
Đó, thì chẳng hạn như là khi một người dùng mà đợi xe bus lâu quá thì mình có dữ liệu đó thì mình có thể là đề nghị họ đặt đặt xe taxi chẳng hạn, Dạ đúng vâng, không? thì hiện nay đó là một trong những cái hướng mà Busmart phát triển tới, tức là do Busmart bản chất là có nhiều cái hướng kinh doanh, như công ty Busmart có nhiều hướng kinh doanh, nhưng mà riêng sản phẩm Busmart là một cái ứng dụng miễn phí cho người dùng. Đó thì em cũng phải luôn nghĩ là cái cách nào đó để tạo một cái doanh thu và có một cái để mà nuôi sống công ty và phát triển tiếp. Thì sắp tới là Busmart sẽ có những cái tính năng như em nói là về về giao thông nói chung. Thì nói tóm gọn nó là phát triển Busmart là ứng dụng gọi là Mass Mobility Service, thì đó là cái mục tiêu lâu dài của Busmart để mà có thể gọi là một cái ứng dụng thống nhất về giao thông. Mình thấy là rất là hay ấy. Thì cái hướng đó thì bên Thanh đang tính là tự phát triển hay là sẽ kết hợp với một ông lớn nào đó để Tất nhiên là làm cái về cái Mass thì nó là một cái mảng rất là lớn, và Busmart thì em cũng mục tiêu thì không phải là phát triển riêng mà có thể là kết hợp với những startup khác để mà có thể phát nào? triển. Và bản chất là hiện nay nó sẽ giúp giúp cho cái việc phát triển những cái tính năng Busmart cho nhanh hơn. Ví dụ như là về mảng đặt xe giao thông công cộng thì Busmart cũng cũng hợp tác với một startup về đặt xe đường dài, về mảng gọi là quảng cáo hay là những cái mảng về về gọi là cho người dùng về về merchant ấy, thì Busmart cũng đang đang hợp tác với những cái doanh nghiệp đấy. Thì đó sẽ là một trong những cách để mà Busmart có thể phát triển về cái mặt tính năng trở nên nhanh hơn so với những cái ứng dụng khác. Nhưng mà về công nghệ Đúng lõi, về rồi. bản đồ thì Busmart vẫn vẫn sẽ luôn là phát triển cái đấy, tại vì về lõi và bản đồ nó là một cái đặc biệt và nó sẽ tốn rất nhiều thời gian mà Busmart đang nắm giữ rồi và đang có, thì nó sẽ có cái thế mạnh để mà phát triển được nhiều cái ứng dụng, nhiều tính năng hơn. Đấy, mình thấy rất là hay ấy. Thì chúc Busmart với cả Thanh sẽ ghi tên trong những bản đầu top của những cái ứng dụng đặt xe khi mà mình về Việt Nam năm sau. Dạ Cảm ơn vâng, cảm Thanh ơn. nhiều nhé. Bây giờ anh Ngọc đã setup xong rồi thì mình quay trở lại về về với bài của anh Ngọc nhé. Cảm ơn Ok, Thanh. cảm ơn mọi người một chút vì đã đợi mình sẽ đáp. Thì từ đầu buổi nói chuyện đến giờ thì mọi người nghe rõ mình nói không nhỉ? Xin lỗi mọi người nghe rõ không ạ? À, À, dạ nghe em rõ anh nghe được Ngọc. anh Dạ. ạ. Ok, cảm ơn mọi người. Thì từ đầu buổi nói chuyện đến giờ ấy, thì mình thấy các chủ đề mà mọi người mang đến rất là thú vị. Thì đầu tiên chính là cái ứng dụng chatbot, rồi sau đấy là về công nghệ fintech của Kaspersky, xong rồi đến cái ứng dụng công nghệ blockchain, và cuối cùng là của cái ứng dụng Busmart của anh Thanh. Thì mình thấy các ứng dụng đấy thực sự là rất thú vị và hữu ích. Thì không biết là trong quá trình nghe mọi người nói chuyện như vậy thì các bạn có đặt một câu hỏi là vậy thì tức là cái công cụ nền tảng, một cái nền tảng nào đấy, một cái công cụ nền tảng nào đấy ngoài các công nghệ mà như anh Thanh nói là các anh Thanh tự phát triển, thì một cái nền tảng giống như bà hình dung như một cái chúng ai là người cái chuẩn bị hạ tầng, thì cho các ứng dụng đấy bây giờ rất là nở rộ và phát triển. Thì đây thì mình nghĩ rằng là cái công nghệ điện toán đám mây thì là một trong những cái công nghệ nền tảng mà giúp ích cho sự nở rộ của các cái công nghệ mà sử dụng các ứng dụng mới như hiện nay. Thì trong buổi nói chuyện này mình sẽ không nói quá sâu về các cái đặc tính hoặc các đặc điểm kỹ thuật của điện toán đám mây, mà mình sẽ hướng đến cái việc là mình muốn trao đổi một cái cởi mở hơn một chút về các cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mọi người vẫn còn đang hơi băn khoăn về điện toán đám mây, nhất là với những cái bạn mà không không thuộc cái lĩnh vực là công nghệ thông tin. Thì đấy là cái nội dung mà mình định hướng sẽ trao đổi trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về điện toán đám mây. Thì đầu tiên là mình muốn tóm tắt qua một chút về các cái nội dung mà mình định hướng sẽ thảo luận. Thì đầu tiên mình muốn làm rõ một cái vấn đề là tại sao mình lại gọi đây là điện toán đám mây mà không phải là một cái tên nào khác. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện về công nghệ điện toán đám mây, nhưng mà thực sự thì mình không muốn rằng chúng ta ngồi trên mây để nói về đám mây. Mình muốn là gì các bạn và mình đứng ở phía dưới mặt đất, mình nhìn đám mây nó như thế nào, vẻ đẹp nó ra làm sao. Đấy là lý do là tại sao mình đưa đến những các cái chủ đề nó rất là gần gũi như vậy. Thì đầu tiên mình muốn nói chuyện là về vấn đề là tại sao gọi điện toán đám mây mà không phải là một cái tên gọi khác. Cái thứ hai là vậy thì thực chất cái điện toán đám mây nó là gì? Và tại sao nó có thể cung cấp được cho cái nền tảng một cách tuyệt vời như vậy cho các ứng dụng? Và cái thứ ba là vậy cụ thể thì cái công nghệ điện toán đám mây này họ triển khai ở đâu? Và thực tế mình nghe nói về điện toán đám mây rất là nhiều. Nhưng vậy thì cái câu hỏi đặt ra là vậy điện toán đám mây cụ thể nó đang nằm ở chỗ nào? Hay nó cái rất là mơ hồ, đúng không ạ? Tiếp theo là có thể các bạn có nghe đến các cái thuật ngữ mà nó cũng gần rất là gần gũi nữa. Giống ví dụ như là điện toán sương mù, fog computing hay là điện toán biên.
đấy là các cái công nghệ điện toán hiện tại bây giờ cũng đang rất là gần gũi với điện toán đám mây. Đó thì mình muốn trao đổi tiếp theo là đến các cái phiên bản khác của cái điện toán đám mây, sự mở rộng của điện toán đám mây là điện toán sương mù, điện toán biên. Và cuối cùng là sẽ trả lời câu hỏi là vậy thì tại sao lại cần điện toán đám mây? Điện toán đám mây mang lại những lợi ích gì và giúp ích được gì cho chúng ta? Đầu tiên là đến với cái câu hỏi là tại sao chúng ta gọi đây là điện toán đám mây? Thì mình tin rằng khi nếu như mà có một ai đó hỏi các bạn về là có biết điện toán đám mây không thì hoặc có nghe nói điện toán đám mây không thì mình tin rằng chắc 99% các bạn đều đã từng nghe đến điện toán đám mây rồi, biết về nó rồi. Nhưng mà để hỏi rằng thực sự là các bạn có hiểu về nó không? Từ biết đến hiểu thì mình đang rất là băn khoăn trong vấn đề đấy. Thì đấy là lý do tại sao mình đặt ra câu hỏi đây là gì? Tại sao gọi là điện toán đám mây? Thì cái tên gọi điện toán đám mây ấy, thực ra nó cũng không có quá cái gì là kỹ thuật quá hay là xa xôi quá, mà nó xuất phát từ một cái gọi là lịch sử về cái cách thức mà dân kỹ thuật họ trình bày cái hệ thống mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Thì ở trong ngôn ngữ trình bày của dân kỹ thuật của mình khi trình bày về một hệ thống mạng ấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây, ví dụ như khu vực này. Đây là một, bây giờ mình giả sử đây là một hệ thống mạng 2G, GSM và GPS, mạng 2G của mạng di động 2G. Thế đây là điện thoại của các bạn. Và cái đối tượng mà đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy một cách rất là trực quan và bạn kết nối đến thì chính là chiếc điện thoại của bạn sẽ kết nối đến các cái trạm thu phát. Trạm thu phát ở khu vực này. Thì đấy, các cái trạm thu phát thì các bạn nhìn thấy ngoài thực tế đúng không ạ? Nhưng phía sau trạm thu phát là gì? Thì bao gồm rất là nhiều các cái thành phần và hạ tầng công nghệ thông tin để xử lý các cái cuộc gọi của các bạn. Thì để đơn giản hóa cho cái phần hạ tầng rất là phức tạp này, thì dân kỹ thuật bọn mình trong một số các cái sơ đồ thể hiện cái sơ đồ kết nối mạng ấy, thì bọn mình dùng cái ký hiệu đám mây như này để mô tả cho một cái hạ tầng rất là phức tạp và nó đảm đương các cái nhiệm vụ xử lý trung tâm, xử lý làm sao cho các cuộc gọi hoặc các dịch vụ của các bạn thông suốt. Thì đấy là cái cách bọn mình sử dụng cái ký hiệu đám mây trong các cái tài liệu kỹ thuật. Thì tương tự với mạng 3G cũng vậy, các cái phần phía sau thông thường bọn mình sẽ sử dụng nó là giống dạng một ký hiệu đám mây và bao gồm rất là nhiều các thiết bị ở trong này, đại diện rất là đại diện thôi. Mạng 4G cũng vậy và kể cả mạng 5G cũng vậy. Như vậy tức là cái hình ảnh đám mây nó xuất hiện rất là nhiều trong các tài liệu kỹ thuật từ trước đến nay, từ rất là lâu rồi. Thế nên là đến cái thời điểm gần đây khi mà xuất hiện các công nghệ mới mà cái hạ tầng mạng phía sau của nhà cung cấp dịch vụ họ cung cấp được một cái nền tảng ICT rất là thuận tiện cho dịch vụ người dùng và các dịch vụ bên thứ ba, như một vài các cái ứng dụng mà trước đây như phía trước các bạn đã nghe ấy, ứng dụng bên thứ ba, thì cái hạ tầng rất là thuận ICT rất là thuận tiện đó bọn mình gọi là điện toán đám mây. Thì cái từ đám mây là nó xuất phát từ việc là gì, ngày từ một cái yếu tố lịch sử là từ trước đến nay bọn mình rất hay dùng các cái ký hiệu đám mây cho cái hạ tầng như vậy. Thế nên là bây giờ bọn mình dùng cái thuật ngữ là điện toán đám mây. Và cái thuật ngữ điện toán đám mây thì nó có rất nhiều cái hữu ích, cái là gì, tức là nó mang đến cho người nghe, kể cả người không trong lĩnh vực kỹ thuật, một cái cảm giác rất là gần gũi, nó không quá xa lạ, ai cũng biết đám mây, nó rất là gần gũi và rất là thân thuộc đó. Thì ở đây mình muốn trả lời cái câu hỏi là điện toán đám mây là tại sao mình gọi đấy điện toán đám mây, nó đơn giản là gì, nó xuất phát từ cái lịch sử trước đây, các tài liệu kỹ thuật mà bọn mình dùng để trình bày cái hạ tầng kỹ thuật mà để nó cung cấp cái dịch vụ. Thì đấy gọi là điện toán đám mây. Và để các bạn hiểu một cách chi tiết hơn về cái định nghĩa của điện toán đám mây ấy, thì ở đây mình có giới thiệu một bài báo kỹ thuật nhưng mà dưới dạng là tạp chí nên cũng rất là dễ đọc. Ở đây có giới thiệu về cái định nghĩa của điện toán đám mây, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì các bạn tìm hiểu theo cái tài liệu này. Nhưng một cách đơn giản mình muốn nói là gì, điện toán đám mây chỉ đơn giản là gì, một cái tên gọi theo bọn mình dựa theo một cái truyền thống ngày xưa là để quy ước cái hạ tầng mình cung cấp được dịch vụ thuận lợi cho các ứng dụng bên thứ ba và ứng dụng hỗ trợ ứng dụng người dùng tốt, mình gọi đó là điện toán đám mây. Tiếp theo vậy thì bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi là vậy cụ thể điện toán đám mây là gì. Mình đã đồng ý là gì, điện toán đám mây là một cái
hạ tầng dịch vụ tuyệt vời nào đó ở phía trên, phía nhà có dịch vụ họ đưa cung cấp cho mình. Vậy thì cụ thể nó là cái gì? Thì đây mình xin trả lời cái điện toán đám mây là gì. Đầu tiên là nó phải dựa trên một cái hạ tầng vật lý, các thiết bị vật lý. Một hạ tầng thiết bị vật lý bao gồm các thiết bị lưu trữ, thiết bị chuyển mạch và các máy chủ xử lý. Thì cái nền tảng cơ bản nhất của điện toán đám mây là sẽ dựa trên yếu tố là ảo hóa các cái hạ tầng vật lý cụ thể dưới này. Ở đây mình có, các bạn thì hình dung dưới này là mình có máy chủ ở đây, các thiết bị chuyển mạch ở đây và các cái thiết bị lưu trữ ở đây. Ngày xưa các bạn có thể nghe nói data center đúng không ạ? Các thiết bị như là thiết bị định tuyến hoặc thiết bị chuyển mạch hoặc các máy chủ, các cái thực thể rất là cụ thể như vậy. Thì ngày nay chúng ta có thể bỏ qua cái hạ tầng cụ thể đấy rồi, bởi vì chúng ta đã có công nghệ ảo hóa. Thì với công nghệ ảo hóa thì chúng ta chỉ cần hình dung là gì? À, chúng tôi có dịch cũng có cung cấp cho các bạn được năng lực xử lý, có cung cấp được cho các bạn khả năng chuyển giao thông tin của các bạn ở trên hạ tầng này và cung cấp cho các bạn nơi để các bạn lưu trữ nó. Thì mình chỉ cần hình dung được như vậy thôi là đủ. Thì đó chính là cái hạ tầng đầu tiên để hỗ trợ cho cái việc triển khai cái cloud computing ở đây. Thì dựa trên cái việc ảo hóa cái hạ tầng như vậy thì tức là mà các bạn hình dung là mình có thể gom được rất nhiều các cái thiết bị hoặc các cái năng lực vật lý như vậy vào một cái gọi là capacity chung, một cái pool chung về cái tài nguyên đấy cho người dùng. Thì dựa trên cái pool chung đấy thì cái điện toán đám mây sẽ định nghĩa các cái platform, định nghĩa các lớp platform để cung cấp dịch vụ cho người dùng. Thì trên cái platform đấy giống kiểu như là mà các bạn hình dung là khi mình chuẩn bị sẵn một cái môi trường để cho các ứng dụng người dùng và các ứng dụng của bên thứ ba có thể thuận lợi khai thác cái hạ tầng đó, hạ tầng vật lý đó, mà không cần phải quan tâm cụ thể xem là cái máy tính, cái máy chủ đấy chúng tôi dùng chip của AMD hay dùng chip của Intel, hay các thiết bị chuyển mạch tôi dùng của Juniper hay của Cisco, chúng tôi không cần quan tâm đến việc đấy. Hay là chúng tôi dùng bộ lưu trữ của thiết bị nào đó, chúng ta không cần quan tâm cụ thể nữa. Chúng ta chỉ biết là gì? À, chúng tôi có năng lực cung cấp lưu trữ và lưu trữ bao nhiêu. Vậy thôi. Thì đó là nhiệm vụ của điện toán đám mây. Điện toán đám mây là gì? Cung cấp một cái hạ tầng ICT thuận lợi cho các dịch vụ bên thứ ba và dịch vụ người dùng dựa trên cái nền tảng công nghệ là ảo hóa các thiết bị vật lý, các cái tài nguyên vật lý đã có của nhà cung cấp dịch vụ. Đó là điện toán đám mây. Còn về cụ thể về cái lịch sử của cái điện toán đám mây như thế nào và kiến trúc của nó ra làm sao thì các bạn có thể tham khảo trong tài liệu là cái bài báo kỹ thuật này. Đây là bài báo kỹ thuật nhưng thực ra cũng viết dưới dạng là magazine nên là rất là gần gũi với cả người đọc. Đó. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh một điều, tức là gì? Điện toán đám mây là gì? Điện toán đám mây nó không phải là một cái gì đó quá mơ hồ, nó vẫn là gì, dựa trên những các cái thiết bị hạ tầng của nó vẫn là các thiết bị thực tế vật lý. Chúng ta vẫn có những cái hạ tầng là máy chủ ở phía dưới, thiết bị lưu trữ ở phía dưới, thiết bị chuyển mạch ở phía dưới. Cái hay của điện toán đám mây là gì? Họ ảo hóa, họ làm cái phần mờ đi và mình chỉ cần biết là gì, mình có cái tài nguyên như vậy thôi. Thì đấy là điện toán đám mây. Thì ở đây các bạn có thể thấy là các lớp phía trên là ví dụ như là Cloud Client, là ví dụ như cái điện thoại của các bạn, mình có thể gọi đó là Cloud đấy. Cloud Client hoặc các cái trình duyệt trên điện thoại của các bạn. Đó. Còn các cái ứng dụng mà bên thứ ba như là như lúc trước các bạn đã nghe trình bày ấy, thì mình có thể hình dung đó là dạng Cloud Applications, tức là các ứng dụng bên thứ ba khai thác cái hạ tầng điện toán đám mây để triển khai dịch vụ. Đây là toàn bộ cái sơ đồ khối của cái điện toán đám mây mà mình nghĩ là khá là đơn giản để mình có thể nắm bắt được. Tiếp theo thì mình muốn trả lời câu hỏi tiếp theo là vậy cụ thể mình đã nói là gì? Cái điện toán đám mây là nó dựa trên cái hạ tầng ảo hóa các cái thiết bị vật lý cụ thể. Vậy thì cụ thể là đã có thiết bị cụ thể rồi, vậy thì nó nằm ở đâu? Thì đây mình lấy một ví dụ rất là chi tiết. Thì đây là cái hạ tầng mạng di động 5G của nhà mạng là SKT ở bên Hàn Quốc. Nhà mạng KT, sorry. Đây là hạ tầng mạng triển khai mạng 5G của nhà mạng KT. Thì các bạn có thể hình dung là gì? Đây là cái trạm thu phát, cái anten thu phát mà thiết bị di động của bạn, điện thoại di động của bạn sẽ kết nối đến. Thì đây nó chính là cái thiết bị này. Còn cái điện thoại của bạn thì sẽ nằm ở cái lớp ngoài cùng này, chính là Cloud Client. Và cái thiết bị này chính là cái trạm thu phát. Trạm thu phát là cái thiết bị của nhà mạng trực tiếp kết nối đến điện thoại của các bạn ở đây.
Và sau đấy thì từ các cái trạm thu phát này nó sẽ chuyển giao các cái dữ liệu và dịch vụ của các bạn đến cái hạ tầng xử lý bên trong của nhà cung cấp dịch vụ. Thì như lúc trước mình nói, cái mà bọn mình hay dùng ký hiệu đám mây để thể hiện ấy, thì nó chính là cái phần này, chính là đám mây. Thì đây mình trả lời câu hỏi là gì? Vậy cái điện toán đám mây nằm ở đâu? Nó chính là nằm ở các cái thiết bị rất là cụ thể của nhà cung cấp dịch vụ ở đây, ở trong lõi. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy các cái địa danh, ví dụ như là Seoul là thành phố của Hàn Quốc chẳng hạn, hay Busan một cái thành phố rất là lớn ở phía Nam. Thì cái điện toán đám mây là gì? Điện toán đám mây sẽ được triển khai một cách thực tế. Nếu ở Việt Nam thì mình có thể ví dụ như là ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế hay các tỉnh thành, ở quy mô các tỉnh thành. Thì điện toán đám mây thông thường đầu tiên sẽ được triển khai các cái thành phố lớn như vậy. Sau đó nếu tùy theo nhu cầu, cái điện toán đám mây có thể được dịch ra một chút gần hơn đến người dùng. Tức là gì? Bây giờ ở Hà Nội rồi đúng không ạ? Nếu Hà Nội mà có quá đông người dùng vậy thì mình phải làm sao? Mình sẽ mở rộng cái không gian nó ra. Mình sẽ triển khai ở quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, mỗi một nơi sẽ có một cái gọi là điện toán đám mây. Đó chính là những cái vị trí mà triển khai điện toán đám mây cụ thể. Tại những vị trí đó mình sẽ có các thiết bị là gì? À, mình sẽ có máy chủ, mình sẽ có thiết bị định tuyến và mình sẽ có thiết bị lưu trữ. Đó là những nơi mà mình sẽ triển khai điện toán đám mây. Vậy thì suy ra là điện toán đám mây nó không nằm ở đâu quá xa lạ trên Internet, nó không nằm ở trời Tây, mà nó có thể nằm ở ngay gần chúng ta. Khi mình đi qua đường, mình biết đâu được rằng khi mình vừa đi qua một đám mây nào đấy của Viettel, đúng không ạ? Đám mây nó không nằm ở đâu xa mà nằm rất gần với chúng ta thôi. Đây là cái hạ tầng cụ thể của mạng 5G của KT. Thì các bạn thấy đây gì? Phần này là của mạng di động này, mạng di động. Và phần này là của mạng Internet. Chủ đề của cái buổi nói chuyện hôm nay của mình là gì? Điện toán đám mây trong mạng 5G và 6G. Tại sao mình dùng cái mô hình này? Bởi vì cái xu hướng ở trong 5G và 6G ấy, thì nó sẽ không có sự tách biệt quá là rõ nét nữa giữa Internet và mạng di động. Chúng ta sẽ có những cái mạng, cái gọi là mạng chung thôi. Ở 5G các bạn có thể vẫn còn nghe thêm khái niệm gọi là mạng di động. Nhưng mà lên đến mạng 6G thì hiện tại, cho đến hiện tại thì được khuyến nghị bởi các tổ chức quốc tế, ITU. Thì cái khái niệm mạng di động sẽ không còn nữa, mà chúng ta sẽ chỉ còn có một cái khái niệm là mạng thôi, yêu cầu cho cái mạng thế hệ kế tiếp thôi. Đó, thế luôn là đến thời điểm này chúng ta sẽ xóa nhòa cái biên giới giữa là tôi có mạng di động hay mạng Internet hay mạng Wi-Fi. Chúng ta không phân biệt như thế nữa, tất cả sẽ hội tụ lại. Đó là điều thú vị ở đây. Thì để làm hỗ trợ rất là tốt cho cái việc là hội tụ như vậy thì cái điện toán đám mây nó là một trong những công nghệ rất là nền tảng. Ngoài ra mình có thể nói qua một chút về cái công nghệ khác bên cạnh, cũng là liên quan đến nền tảng thôi, chính là cái công nghệ là ảo hóa hạ tầng NFV và công nghệ là mạng chuyển mạch dựa trên phần mềm SDN. Đó là ba cái giống kiểu như ba công nghệ rất là trụ cột để tạo nên một cái hạ tầng rất là hoàn hảo cho việc triển khai cái việc hội tụ công nghệ ở trên các cái mạng thế hệ kế tiếp. Tiếp theo là mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp là vậy thì tại sao chúng ta cần điện toán đám mây? Thì ở đây mình có một vài lưu ý một chút là các bài talk ở phía trên thì mình có thấy là bài talk về vấn đề là FinTech và bảo mật của bài talk về FinTech bảo mật của anh Khanh ở Kaspersky thì anh có nhắc đến cái vấn đề chính là các cái nguy cơ tấn công từ nội bộ. Local threat và local vulnerability. Đấy thì cái vấn đề đấy thì nó thực sự nó vẫn đang như ở Việt Nam. Như anh Khanh cũng có trình bày và khảo sát rất là thực tế của Kaspersky. Thì ở đây mình muốn nói là gì? Điện toán đám mây có thể giải quyết được vấn đề đấy. Tại sao chúng ta cần local nữa trong khi chúng ta đã có một hạ tầng rất hoàn hảo rồi của điện toán đám mây rồi, đúng không ạ? Vậy thì đây những cái thiết bị ví dụ như máy chủ của các bạn không cần phải mua các máy chủ, các bạn đặt ở một cái góc ở trong phòng nữa. Mình nghĩ là cái hình ảnh này rất là phổ biến với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp mà không theo theo công nghệ thông tin. Thì cái việc công ty các bạn mua một vài các cái máy chủ rất là nhỏ, đặt một có thể ném vào một góc nào đấy trong công ty thì rất là hình ảnh rất là phổ biến. Và mỗi một cái cục này có thể mà các bạn hình dung có thể là một cái máy chủ về email hay về web hay về một cái service nào đó của các bạn ở đây.
thì hình ảnh đấy rất là phổ biến, trong đầu mình rất là phổ biến. Cách đây mấy năm mình làm việc ở Việt Nam thì hình ảnh này rất là phổ biến. Thì ở đây mình muốn nói là gì, điện toán đám mây có thể giải quyết cái vấn đề này. Mình sẽ không còn những cái mối lo ngại đáng kể nữa về cái gọi là tấn công nội bộ nữa. Đó là một vấn đề. Cái câu chuyện thứ hai là chia sẻ từ anh Thanh, là cái ứng dụng là Bitmap của anh ấy. Anh có nói về cái phần chi phí triển khai, thì mình có thấy anh ấy nói là mỗi một tháng chi phí của anh ấy chỉ máy chủ chỉ tốn từ 30 đến 40 đô. Vậy thì mình tin rằng cái chi phí máy chủ đấy thì anh ấy đang nói đến một cái máy chủ đám mây. Đó tức là những cái ứng dụng rất là thực tế, những cái nền tảng rất là thực tế mà có thể các bạn có thể nghe hoặc các bạn có thể trải nghiệm thực tế trực tiếp rồi, nhưng các bạn có thể là không nghĩ, tức là không biết thực tế phía sau là gì. À, đó, để có được hạ tầng hoàn hảo đó thì đó là công nghệ điện toán đám mây và một số các công nghệ khác hỗ trợ nữa. Cái thứ hai thuận lợi ở trong cái điện toán đám mây là gì? Đó là một hạ tầng hoàn hảo cung cấp cho cái thế hệ tiếp, cái kỷ nguyên tiếp theo của Internet of Things. Internet of Things mình nghĩ là các bạn sẽ nghe được rất nhiều rồi. Internet of Things nó theo mình thì nó không hẳn nó là một công nghệ mà nó gần như là một xu hướng. Tại sao mình gọi như vậy? Tại vì với Internet of Things ấy, thì mình cung cấp cái khả năng kết nối cho tất cả các thiết bị mà rất là thân thuộc trong cuộc sống của mình, có khả năng kết nối Internet. Tức là mình có thể kiểm soát nó, mình có thể điều khiển nó từ xa. Đó là Internet of Things. Thì để làm được như vậy thì cái hạ tầng điện toán đám mây là một hạ tầng hoàn hảo. Tại sao? Tại vì mình có thể triển khai cái ứng dụng ở trên đám mây và để mình kiểm soát các thiết bị IoT này. Tất cả các cái lợi ích này nó trả lời được câu hỏi là gì? Điện toán đám mây sẽ là một công cụ hoàn hảo cho thế hệ mạng tiếp theo. 5G, 6G. Cuối cùng ở đây mình muốn nói về các cái ứng dụng mà có thể khai thác đến điện toán đám mây. Các bạn nghe điện toán đám mây nhiều, nhưng vậy thì các bạn có thể các bạn sẽ đặt trong đầu một cái suy nghĩ là gì? Vậy thì điện toán đám mây có giúp ích được gì cụ thể cho mình hay không? Mình không phải là một người nghiên cứu khoa học chẳng hạn, hay là mình không phải làm về công nghệ thông tin, vậy thì nó giúp ích được gì cho mình? Thì cái đầu tiên mà mình nghĩ rằng các bạn thể trải nghiệm được ngay chính là bốn cái ứng dụng mà các cái bài talk phía trước các bạn đã giới thiệu. Đó chính là mang lại tiện ích cho người dùng. Cái là đó là các bạn đã trải nghiệm rồi. Đó là lợi ích của điện toán đám mây. Hay là việc các bạn bây giờ các bạn thấy là các ứng dụng web nó nở rộ rất là nhiều đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái tiện ích mà nền tảng điện toán đám mây mang lại, chứ không phải đâu xa, rất là gần gũi. Thì đấy là tất cả các cái vấn đề băn khoăn mà mình nghĩ rằng là liên quan đến công nghệ điện toán đám mây mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Mình nghĩ là thời gian cũng không có nhiều nên là mình sẽ gói gọn các cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ về điện toán đám mây chỉ đơn giản thân thiện như vậy thôi. Còn nếu các bạn có muốn có các câu hỏi mà hoặc là muốn trao đổi một cách kỹ thuật chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc có thể đặt câu hỏi đây, chúng ta có thể tương tác thẳng trực tiếp với nhau luôn cũng được. Mình cảm thấy rất là như vậy rất là tốt hơn là cái việc là mình nói thao thao bất tuyệt về điện toán đám mây nhưng mà cụ thể là gì, nó hữu ích gì cho các bạn, nó mang lại gì cho các bạn, nó ở đâu, nó ở trời Tây hay nó ở gần với Việt Nam hay không. Đấy, một cái câu chuyện mà mình muốn nhắc lại một chút là về cái luật an ninh mạng cách đây 2 năm 2018. Thì đây mình đọc trên báo có một cái chia sẻ có thể nói là khá là nóng hồi ý, là có một bác đại biểu quốc hội có nói đến vấn đề là kéo đám mây về Việt Nam. Cái câu hỏi là kéo đám mây về Việt Nam. Thì tại thời điểm đấy mình có quan sát thì mình thấy là gì, phần lớn các cái phản hồi thì thường là không tích cực và có nói là việc kéo đám mây về Việt Nam là nó không khả thi. Đó, thì ở đây mình thì với quan điểm cá nhân của mình thì mình không biết cụ thể là và vị đại biểu quốc hội đấy có am tường về điện toán đám mây hay không, nhưng dưới quan điểm của mình thì mình cho rằng việc đấy hoàn toàn khả thi chứ không phải không khả thi. Tuy nhiên là phải phân tích từ dưới góc độ như thế nào. Hiểu điện toán đám mây là dựa theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Điện toán đám mây là gì? À, tôi mang dịch vụ về hay là tôi mang thiết bị về? Theo mình thấy, quan sát thấy thì phần lớn các cái phản hồi thì hay suy nghĩ về vấn đề là mang hạ tầng về, mang thiết bị về và mang dịch vụ về. Còn cái thứ ba nữa mọi người không nhắc đến chính là dữ liệu. Đó, thì trên quan điểm của mình nghĩ rằng cái việc kéo đám mây về Việt Nam là khả thi. Tại sao? Tại vì khi mà mình có thể chuẩn bị được hạ tầng, mình chuẩn bị hạ tầng, mình nghĩ đám mây nó không phải là hạ tầng vật lý
Nếu mình hình dung đám mây nó là cái việc gì, luân chuyển dữ liệu là dịch vụ, thì mình kéo dịch vụ và kéo dữ liệu về Việt Nam. Đó là kéo đám mây về Việt Nam, chứ không phải là tôi kéo cái hạ tầng đấy về Việt Nam. Không có chuyện đấy. Mình kéo dữ liệu và kéo dịch vụ về Việt Nam. Thì một cái thực tế mà hiện nay, năm vừa rồi, năm nay các bạn có thể nghe đó là gì? À, Tổng thống Mỹ ngày Trump đúng không ạ? Đã yêu cầu là TikTok đúng không? TikTok phải phải bán lại cái phần là cái phần hạ tầng hoặc cái phần dịch vụ cho của người dùng Mỹ, cung cấp thị trường Mỹ cho một công ty của Mỹ. Thì thực tế là gì? TikTok đã hợp tác, đã bán lại cái phần đấy cho Oracle của Mỹ. Và như vậy tức là gì? Oracle có khả năng là kiểm soát tức là cái dữ liệu của người Mỹ nó nằm ở nước Mỹ và được kiểm soát bởi Oracle. Vậy thì có phải là cái vấn đề là ông Trump đang kéo cái đám mây của Trung Quốc về Mỹ hay không? Thì mình hình dung đấy chính là cái cách kéo đám mây mà mình cần phải hiểu, chứ không phải là mình kéo cái hạ tầng nó về. Mình kéo dịch vụ, mình kéo dữ liệu và mình kiểm soát được dữ liệu đấy, thì tức là mình đã kéo đám mây được về rồi. Đấy là cái mình muốn chia sẻ, tức là những cái mình, cái kiến thức về điện thoại đám mây muốn nó có sự tương tác rất là gần gũi với các cái vấn đề hiện đại hiện nay. Bài chia sẻ của mình đến đây là hết. Mọi người có câu hỏi thì xin mời trao đổi ạ. Em xin cảm ơn anh Ngọc về bài chia sẻ của anh. Và hiện tại thì em đang nhận được khá là nhiều câu hỏi để dành cho anh ạ. Trước tiên thì em muốn xin mời anh Đặng Hải Anh, hiện tại đang là kinh tế gia cao cấp tại World Bank ạ. Cảm ơn Ngọc Vân. Cảm ơn bạn giáo sư Ngọc vì một bài trình bày rất là thú vị và hấp dẫn. Đúng rồi, mình có xin có câu hỏi thế này. Theo như mình hiểu thì là Amazon và một số công ty lớn ở Mỹ thì người ta cũng đặt khá nhiều máy chủ ở Trung Quốc. Lần trước Amazon có đến cơ quan của mình để trình bày để người ta muốn gọi là quảng cáo về cái dịch vụ điện toán đám mây như bạn nói. Đấy, tức là người ta muốn mời World Bank mua sử dụng dịch vụ người ta. Thì người ta có quảng cáo là bây giờ ở Trung Quốc là người ta có thể tới đến hơn một chục nơi, hơn một chục địa điểm khác nhau. Người ta đặt máy chủ rất là mạnh để mà, bởi vì World Bank làm việc khắp nơi trên thế giới mà, cho nên là để người ta sẵn sàng là người ta cung cấp cái gọi dịch vụ điện toán đám mây là rất là mạnh. Đấy, thế thì câu hỏi của mình là bây giờ tình hình thương chiến Mỹ-Trung, chắc có hai bạn cũng nghĩ đấy, Mỹ và Trung mà bây giờ đang có thể là đối đầu tương đối gay gắt và sắp tới có thể là mạnh mẽ hơn. Thế thì mình muốn hỏi là trường hợp mà cái thương chiến đấy nó mạnh hơn và nó khốc liệt hơn thì có nhiều khả năng mình nghĩ là Amazon sẽ cần phải chuyển những cái cơ sở hạ tầng và những cái điện toán đám mây đấy sang các nước bên cạnh, phải không ạ? Và nếu trường hợp chuyển như vậy thì bạn nghĩ là liệu Việt Nam của mình cũng có được hưởng lợi gì không? Liệu Việt Nam mình cũng có đủ cơ sở hạ tầng để mà tiếp nhận được cái làn sóng không? Cảm ơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của anh rất là cụ thể và thú vị ạ. Thì đầu tiên em muốn nhấn mạnh một chút là gì, cái điện toán đám mây này mình không thể hiểu nó là một cái đám mây thôi. Một cái đám mây rất là lớn, mình không hiểu rõ như vậy. Mình hãy hiểu là gì? À, trên bầu trời có rất nhiều đám mây. Và Amazon hay là Google hay là nhóm cấp khác thì họ có rất nhiều đám mây như vậy. Thì ở đây cái mà họ muốn nói đến là gì? À, họ có một cái đám mây rất là lớn ở Trung Quốc. Và đám mây đấy, giả sử nó có thể cung cấp dịch vụ cho đến 90% các dịch vụ hướng đến người dùng ở Trung Quốc. Như vậy thì liệu rằng khi mà cái chiến tranh giữa Trung Quốc và chiến tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ ấy, nó có ảnh hưởng đến mình hay không? Thì chắc chắn là sẽ có, nhưng theo chiều hướng như nào thì ít nhất là về trải nghiệm dịch vụ em nghĩ nó sẽ không có nhiều thay đổi. Tại sao? Tại vì cái hạ tầng điện toán đám mây nó rất là mềm dẻo. Cái thiết bị vật lý ở Trung Quốc mình đặt ở đấy, nếu mình không dùng nữa thì mình dùng cái thiết bị vật lý ở nơi khác, có thể ở Hồng Kông, ở Singapore hay ở Mỹ hay ở bất kỳ một nước nào khác. Và thậm chí có thể ở Việt Nam. Ví dụ như em lấy ví dụ như là hiện tại em không, cái thông tin này em không dám khẳng định đúng 100% tại em không có nguồn chính thức. Tuy nhiên là gì? Ví dụ như là Facebook họ có dùng những cái hạ tầng máy chủ nhất định của Viettel chẳng hạn. Tức là gì? Họ đang mua cái hạ tầng đấy của Viettel. Và mình có câu hỏi đặt ra là gì? Đấy là họ đang mua cái điện toán đám mây của Viettel có phải hay không? Thì chưa hẳn là như vậy. Tại họ chỉ mua hạ tầng thôi. Cái mình quan tâm đây là gì? Như lúc chia sẻ em có nói về cái câu chuyện giữa TikTok và Oracle ấy. Cái mình cần là gì? Cần cả phần dịch vụ và phần dữ liệu. Nếu như mình muốn nắm được cái điện toán đám mây thì mình nắm được cả ba phần đấy. Dữ liệu, dịch vụ và hạ tầng. Đấy, thì như vậy thì gì? À, Việt Nam có thể hưởng lợi hay không? Hoàn toàn thì có. Có sẵn sàng hay không? Thì câu sẵn sàng hay không thì em không dám trả lời. Tại vì cái này nó phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.
Nhưng mà em nghĩ là cái việc là tiếp nhận thì nó sẽ không khó, và nếu tiếp nhận thì sẽ không thể nào tiếp nhận hoàn toàn 100%. Mình có thể tiếp nhận 10% chuyển giao từ Trung Quốc sang, cái đấy hoàn toàn khả thi. Và có thể ví dụ 30% sang Thái Lan hoặc bao nhiêu phần trăm đấy sang các nước khác. Nó là hệ thống phân tán nhưng mình không, nên chắc chắn là mình sẽ có hưởng lợi từ đấy. Nhưng hưởng lợi bao nhiêu và cụ thể như nào thì sẽ phải đợi tương lai trả lời ạ. Em có một cái idea này anh Hải Anh đây, tại vì em từng làm công ty Oracle á, cũng là một trong những thằng cung cấp cái dịch vụ cloud tương đối lớn thế giới anh Hải Đăng. Thì anh Đào nói rất chính xác, tuy nhiên thì về mặt kinh tế á, về mặt cái chi phí kinh tế á, thì mình nghĩ là các hãng công nghệ lớn sẽ không đặt cái hạ tầng điện toán đám mây ở Việt Nam. Lý do lớn không phải là về công nghệ, mà lý do lớn là cái thị trường chưa đủ cho phép cho cái việc mà đặt cái data center. Tại vì ví dụ nha, một cái data center của Oracle họ đặt ở Úc đi, thì họ tốn đâu đó là 400 triệu đô cho một cái data center, là cái chỉ là cái infrastructure as a service nhá. Em không hề nói platform as a service hay là software as a service, em chỉ nói cái infrastructure as a service. Họ đặt tại Australia thôi là tốn 400 triệu đô cho một cái data center như vậy. Và cái đó thì không có collect data. Khi nào nó collect data là phải từ platform as a service lên. Thì mình cảm nhận là cái thị trường Việt Nam á, chúng ta á, chưa đủ lớn để họ đặt cái data center. Thì mình thấy cái việc mà Amazon hay là thậm chí là mình nói một thằng có doanh thu nhiều hơn Amazon rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều tại Việt Nam, đó là Microsoft cung cấp cái dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây. Microsoft là Office 365 chẳng hạn vậy, họ còn chưa đặt ở Việt Nam, thì Amazon em không bao giờ nghĩ Amazon đặt tại Việt Nam. Cái chính đến từ vấn đề kinh tế chứ không phải vấn đề từ kỹ thuật. Thì cho dù họ không đặt ở Trung Quốc vì nhiều lý do, thì em cũng chưa nghĩ tới là họ sẽ đặt ở Việt Nam trong thời gian gần. Đó là về em nhìn ở góc độ kinh tế hơn là vấn đề chính trị và kỹ thuật, thì em có chia sẻ như vậy. Em hoàn toàn đồng ý với cả quan điểm như vậy. Tại vì giống như em còn đưa được cái câu chuyện so sánh giữa cái phát biểu của một đại biểu quốc hội như vậy ấy, kéo đám mây Việt Nam và cái câu chuyện ông Trump ông kéo về Mỹ, thì hai cái đấy hoàn toàn còn là như nhau. Nhưng tại sao Mỹ làm được mà Việt Nam không làm được, thì nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Và trong phạm vi câu chuyện này thì em không muốn đi quá xa, nhưng em hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến vừa rồi ạ. Thế thì xin phép mình hỏi ngắn thêm một cái câu nữa là cảm ơn bạn Ngọc và bạn Khanh. Thế nhưng mà trong trường hợp như thế thì mình muốn hỏi là thế thì vậy thì triển vọng tương lai của cái ngành IT Việt Nam thì chắc là sẽ đi về cái hướng điện toán đám mây và đi tiếp cận theo hướng đấy chắc là không khả thi, phải không ạ? Thì chắc là mình chỉ đi theo cái hướng là sản xuất phần mềm, gia công phần mềm hay là phát triển về phần mềm thôi, phải không? Dạ, em xin trả lời câu hỏi này thì như trong cái slide trước em còn nói ấy, tức là lúc trước mình có điện toán đám mây thì mình cứ nghĩ điện toán đám mây nó nằm ở rất là xa ở trung tâm dữ liệu, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mình sẽ có các khái niệm khác là điện toán sương mù và điện toán biên. Nó có cái scale nhỏ hơn và nó gần hơn với chúng ta. Thì em lấy ví dụ như là đám mây gì? Đám mây chúng ta có thể đặt, người ta có thể đặt ở Úc. Tuy nhiên cái đám sương mù chẳng hạn, đặt ở Hồ Chí Minh, đặt ở Hà Nội hoàn toàn khả thi. Và cái điện toán biên có thể đặt ở cái quận mà anh đang sinh sống, hoàn toàn khả thi. Vậy thì ở đây cái câu chuyện là gì? Mình khai thác cái công nghệ này đến mức như thế nào? Tại vì cái nền tảng để triển khai được cái điện toán đám mây ấy, nó không phải yêu cầu quá là cao xa, quá là xa vời. Không, mình không cần phải hình dung nó giống như là một cái data center rất là khổng lồ. Nó đơn giản chỉ cần là gì? Nếu anh có một vài cái máy chủ năng lực đủ mạnh, anh có thể triển khai, đấy gọi là gì? Nó gọi cái dịch vụ của điện toán đám mây. Mình dùng cái khái niệm này rất là chung, nhưng nó là quy mô rất là nhỏ hơn thôi. Thế nên mình sẽ có các cái gọi là gì, private cloud là như vậy, tức là cái đám mây của tôi chứ không phải đám mây của tất cả mọi người. Đó, tức là gì, ở đây là em muốn nói là gì, với các cái quy mô khác nhau thì mình vẫn hoàn toàn thì khai thác cái thế mạnh như vậy được. Thế nên là việc là có khả thi cho cái hướng phát triển ở Việt Nam hay không thì em nghĩ là cái đấy là xu hướng bắt buộc phải làm như vậy rồi, chứ không phải là khả thi không nữa. Và ngay cả cái việc đấy nó sẽ làm cùng hạ tầng rất là cần thiết và bắt buộc để cho việc là gọi là phổ biến hóa cái công nghệ là IoT trong cái thời gian tiếp theo. Thì em nghĩ là như vậy, đấy là quan điểm của em ạ. Em có cái phát biểu trước, với em rất là đồng ý với cả cái câu trả lời của anh Ngọc á. Bởi vì thực ra cái mình nói về điện toán đám mây nhưng mà nó có rất nhiều những mức độ, đúng không ạ? Nó tùy thuộc cái ứng dụng mình muốn chạy là như thế nào thì mình yêu cầu là cái
cái điện toán đám mây đó nó lớn như thế nào, đúng không? Khi mình có ứng dụng nhỏ chẳng hạn như bus map của bạn Thanh thôi, thì bạn có thể tự build một cái cloud riêng cho bạn đó, sử dụng những cái máy chủ đó hoặc là sử dụng lại cái dịch vụ đó. Nên là tùy vào cái mức độ của cái ứng dụng mà chúng ta có thể yêu cầu là cái nguồn lực cho cái điện toán đám mây như thế nào. Dạ. Nên là Việt Nam mình cũng có thể làm được, mà kể cả cá nhân cũng có thể làm được luôn ạ. Nên em nghĩ là Việt Nam mình hoàn toàn có thể làm được. Nhưng tất nhiên là cái việc yêu cầu những cái ông lớn như là Google hoặc là Facebook thì đó là một câu chuyện khác, như anh Khanh có phát biểu đó. Nên là em bổ sung cho câu trả lời của anh Ngọc thôi. Cảm ơn hai bạn. Thật ra mình hỏi thế là bởi vì mình hỏi từ cái góc độ kinh tế phải không ạ? Thế chắc các bạn cũng biết là ngành IT bây giờ đã được coi là một trong những cái thế mạnh mũi nhọn của Việt Nam. Và nói chung là mình cũng có cảm nghĩ là có thể sắp tới chính phủ cũng có thể là dồn, có thể cũng chú trọng ưu tiên cái ngành này. Đấy. Thế thì bây giờ bởi trong cái bối cảnh như thế thì mình cũng suy nghĩ là liệu như vậy thì cái ngành IT của mình mà muốn đẩy nó thành mũi nhọn thì liệu mình có phát triển nó thành một cái mũi nhọn thực sự để mà đứng lên tầm gọi là tầm cỡ thế giới không? Hay là mình phải có một cách rất là chọn lọc, tức là từng cái mảng nhất định ở trong cái ngành như anh nghe thì mình sẽ đẩy nó lên thành cái mũi nhọn tầm cỡ thế giới được, đúng không ạ? Đấy, thế thì không hiểu là các bạn có ý kiến gì thì các bạn cho biết ạ. Đấy, cảm ơn. Dạ vâng ạ. Thì quan điểm của em thì vẫn là gì, mình không cần phải nghĩ quá xa vời, không cần phải nghĩ là gì mình cần phải đứng ngang hàng với các nước lớn làm gì cả. Quan trọng nhất là gì, mình adapt cái công nghệ đấy vào thực tế của Việt Nam ra làm sao. Em lấy ví dụ như là mình không nên triển khai một cái trung tâm dữ liệu cực lớn tương tự như là Amazon có ở bên Trung Quốc. Cái đấy em nghĩ là cả bài toán về kinh tế nó cũng sẽ không khả thi nữa luôn. Và tại sao mình phải làm công việc quá lớn như vậy? Mình hãy làm những cái việc gì đấy rất là thiết thực và cụ thể với Việt Nam thôi. Thì em nghĩ là gì, với các cái hạ tầng điện toán đám mây mà cái scale vừa phải thì nó là cái quy mô phù hợp cho Việt Nam. Cho Việt Nam, các ứng dụng cụ thể ở Việt Nam, trước mắt là các ứng dụng cụ thể Việt Nam, ví dụ như phục vụ cho nông nghiệp thông minh chẳng hạn. Em lấy ví dụ như thế, hay là các cụm nhà máy công nghiệp chẳng hạn. Rất là thực tế và mình hoàn toàn thì áp dụng được cái công nghệ điện toán đám mây. Và thực tế thì ở Việt Nam các cái quy mô như vậy đã được triển khai tương đối nhiều chứ không phải không ạ. Thì cụ thể như là cái ứng dụng Busmap của anh Thanh, anh ấy đang dùng cái hạ tầng là máy chủ dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Và đó em nghĩ rằng nó đã triển khai ở Việt Nam. Cái câu hỏi này cũng là võ đoán rồi, chưa chắc là anh đã thuê cái máy chủ đấy ở Việt Nam. Có thể anh thuê ở bên Singapore hay đâu đó, em không rõ, nhưng mà với cái quy mô như vậy hoàn toàn thì khả thi ở Việt Nam. Và cái em nghĩ rằng hoàn toàn khả thi là gì? Mình hãy adapt với công nghệ, cái công nghệ mới vào thực tế ở Việt Nam. Đó là cái bài toán mình cần giải quyết trước mắt thôi. Thế xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Ngọc và cũng như là câu hỏi từ phía anh Hải Anh ạ. Và bây giờ thì nếu mà các khán giả xem chương trình ngày hôm nay có những câu hỏi dành cho các speaker thì mọi người có thể bật mic và cùng chia sẻ cũng như là cùng trao đổi với các speaker ạ. Trong lúc chờ đợi phần chia sẻ từ phần trao đổi từ các khán giả thì em xin gửi đến anh Ngọc một câu hỏi từ phía khán giả. Theo anh, Việt Nam cần quan tâm như thế nào trong việc phát triển điện toán đám mây? Vì như anh nói thì phát triển các ứng dụng khác cần điện toán đám mây. Ok, thì mình nghĩ là cái câu hỏi này thì chắc mình cũng có trao đổi rồi lúc nãy với cả anh Hải Anh. Tức là cái việc triển khai hạ tầng điện toán đám mây thì Việt Nam đã và đang triển khai rồi và chắc sắp tới sẽ phải đẩy mạnh triển khai nữa. Đó là điều bắt buộc. Mình không thể đi ngược lại cái xu thế đấy được. Tại vì nó mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng mình có nói ấy, cụ thể mình gắn cụ thể đây với hai câu chuyện là câu chuyện về bảo mật của anh Khanh có trao đổi và vấn đề các cái máy chủ cho các ứng dụng vừa và nhỏ hoặc ứng dụng mang tính local ở Việt Nam như của anh Thanh. Đó thì nó rất là thực tế và đó là yêu cầu bắt buộc và nó là một hạ tầng tuyệt vời, mình nghĩ tuyệt vời cho cái việc là phát triển nở rộ các ứng dụng như vậy. Thì cái này mình nghĩ là có thể trả lời một cách đơn giản như vậy thôi, tức là nó là cái việc xu hướng bắt buộc phải triển khai. Cảm ơn anh Ngọc ạ. Em sẽ xin phép trở lại với câu hỏi của anh Tiến ạ. Em xin phép được gửi cho anh một số câu hỏi từ khán giả như sau. Câu thứ nhất là những công nghệ nào anh đã sử dụng trong phát triển bot bán hàng, có sử dụng AI hay Big Data không? Thì bản chất ấy thì phía bố bán hàng thì sử dụng một số công nghệ sau. Thứ nhất ấy là
đầu tiên là bốn hàng là sử dụng là nền tảng là hạ tầng là dùng Amazon này. Thì trên hạ tầng Amazon đấy thì bên mình có dùng một số cái công nghệ, ví dụ như là đối với phía back end ấy thì mình sử dụng Node.js, chủ yếu là mình bay trên nền tảng của Node.js là chính thôi, vì bản thân mình cũng là admin của Node.js đấy. Còn đối với vấn đề mà AI đấy thì mình sẽ sử dụng cái model là NER, tức là Name Entity Recognition, để mình nhận dạng một số thông tin của khách hàng. Ở trong đó thì mình sẽ có sử dụng cái bit duration để mình xây dựng cái mạng neuron rong. Sau đó mình sử dụng cái thuật toán là thuật toán condition random field ấy, để mình biết được cái name entity của từng cái conversation, để mình phục vụ cho một cái mục đích là mình đẩy cái data driven qua cái các bên thứ ba, ví dụ như là bên giao vặt hay là bên thanh toán, để mình giảm bớt cái sự thủ công của nhân viên khi họ nhập thông tin. Thì đó là một số cái mình sử dụng công nghệ thôi. Còn ngoài ra thì có một số công nghệ liên quan tới hệ thống, ví dụ như là về big data thì mình có sử dụng những cái mô hình để mình thu thập dữ liệu, để mình crawl dữ liệu hay là để mình phân tích xử lý dữ liệu. Thì cái phần đó thì mình sẽ chia sẻ sau, nếu mà bạn nào hỏi thêm thì mình sẽ chia sẻ qua email thêm. Cảm ơn anh Tiến ạ. Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh Tiến, đấy là hiện nay bốt bán hàng đang có độ phủ nhất định ở Việt Nam, thì anh có kế hoạch tiến ra thị trường nước ngoài hay không? Lộ trình thì mình có khá là chi tiết, mình chưa giới thiệu đây. Thì khoảng tầm cuối năm nay thì do mua dịch rồi, do bị dịch nên thành ra là mình chưa mở rộng được thị trường nước ngoài. Nhưng mà khoảng tầm cuối tháng 12, dự định cuối tháng 12 thì mình sẽ mở đầu tiên là ở thị trường Đông Nam Á trước. Thì cái nước đầu tiên mà mình đánh đó là Philippines với lại Myanmar, vì hai thị trường đó là mình có khảo sát khá là kỹ và mình có hệ sinh thái của tập đoàn. Tiếp đó thì mình bắt đầu mình gọi tiếp quỹ Sequoia của Mỹ. Thì sau khi gọi xong cái vòng CVI quỹ Sequoia của Mỹ ấy, thì bắt đầu mình sẽ mở tiếp ở thị trường châu Á, là có thể mình đánh ở những quốc gia khác như là Singapore hay là Hàn Quốc, thì mình sẽ đánh thêm các thị trường đó. Em cảm ơn anh Tiến ạ. Và tiếp theo thì anh nhận được một câu hỏi từ khán giả là NT Bình. Khi dữ liệu tập trung một chỗ như vậy thì các vấn đề bảo mật dữ liệu sẽ phải như thế nào? Và liệu ở Việt Nam việc ứng dụng các công nghệ đó có khả thi hay không? Với câu hỏi này thì anh Ngọc có muốn chia sẻ gì không ạ? Trong thời gian chờ anh Ngọc thì để mình nói một chút xíu, tại vì nó liên quan tới mình bảo mật. Thế này nè, hết mọi người đừng nghĩ một câu chuyện rất là đơn giản thế này. Mình gặp rất là nhiều người tại Việt Nam, thậm chí là những chuyên gia rất là lâu năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, họ vẫn tin một điều rất kỳ cục là khi mà sử dụng hạ tầng để tốt nó may thì điều đó có nghĩa là tôi an toàn. Cái câu này không biết từ đâu ra, không biết từ ai nói và không biết từ ở đâu ra, thành ra là họ nó cứ nói là tôi dùng điện tốt nó may, tôi xây dựng một cái hệ thống ứng dụng tôi trên hệ thống điện tốt nó may, vậy thì tôi bảo mật. Là vì cái đơn vị cung cấp cho tôi cái dịch vụ điện tốt đám mây đó, họ có cái chuẩn tier 3, tier 4, tier 10 gì đấy. Mình sorry là thực ra là không có tier 4, tier 10, chỉ có tier 3 thôi, nhưng đại khái là tôi thấy như vậy. Thành ra là tuy nhiên cái đó là sai, hoàn toàn sai 100%. Cái hạ tầng điện tốt đám mây, infrastructure as a service thì được các công ty cung cấp nó bảo đảm. Ví dụ như Microsoft, Amazon, Google thì họ cung cấp cái hạ tầng bảo đảm về bảo mật. Nhưng khi bạn xây cái ứng dụng trên đó, khi bạn chạy những cái process trên đó, khi bạn có những application software ở trên đó, thì không liên quan gì tới mấy hình cung cấp dịch vụ, không cung cấp hạ tầng hết bạn à. Và bạn hoàn toàn 100% có thể bị dính vấn đề bảo mật. Đấy, thành ra là đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều người sai lầm. Khi mà chúng tôi khảo sát thấy rất là nhiều cái đội ngũ IT, họ vẫn tin là khi họ sử dụng cái điện toán đám mây của Microsoft, họ sử dụng điện toán đám mây của Google, thì họ nghĩ là đó là an toàn. Đấy là một cái điều rất là sai và sai đến độ là thế này này. Tất cả các công ty như Microsoft, ví dụ như Google, ví dụ Oracle, hay là thậm chí là các công ty cung cấp dịch vụ, ví dụ Viettel hay là FPT, CMC Việt Nam, cũng khuyến khích các bên thứ ba, đó là các bên cung cấp dịch vụ an toàn một thông tin đó, tham gia vào việc bảo vệ cái application của người dùng xây dựng trên cái hạ tầng của họ. Thì điều đó nó rõ ràng là
là họ chỉ bảo vệ cái hạ tầng của họ thôi, họ an toàn nhờ hạ tầng của họ, nhưng mà khi bạn xây dựng cái ứng dụng trên đó không có gì bảo đảm an toàn hết. Giống như chúng ta thuê đất vậy đó, đất là của người đó thì họ sẽ bảo đảm không ai ăn cắp đất của bạn, nhưng mà bạn xây cái nhà lên trộm nó vô nâng cấp nhà bạn chỉ bình thường. Đấy là cái tư duy mình muốn rất rõ ràng về bảo mật. Đấy là những cái cơ sở, nhưng mà mình nghĩ là phải rõ ràng ngay từ đầu để cho mọi người hiểu vấn đề bảo mật nó tách biệt ra khỏi cái điện thoại nó mang như thế nào. Còn hiển nhiên cái chuyện mà hacker họ hack vào cái hạ tầng điện thoại đám mây của các công ty lớn như Google, Microsoft, Facebook là cái chuyện thực ra cũng có chứ không có, nhưng ít thôi. Thành ra là nếu mà nói về bảo mật thì không có gì là tuyệt đối trong vấn đề bảo mật cả. Đó là câu trả lời cuối cùng của mình ạ. Mình hoàn toàn đồng ý với cả anh Khanh. Vấn đề ở đây tức là như này, mình sẽ có một cái ví dụ nó khá là gần gũi như này, giống như bạn có tiền và bạn gửi ngân hàng vậy. Vậy thì khi bạn có tiền và bạn gửi ngân hàng ấy, thì bạn có đặt câu hỏi là vậy thì cái tiền đấy có an toàn hay không? Gửi ngân hàng nghĩa là an toàn đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là gì? Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho bạn thôi. Và cái việc là bản thân ngân hàng cũng hoàn toàn có thể bị tấn công, hoàn toàn có thể bị ăn cắp tiền của bạn ở trên ngân hàng. Rất nhiều các thực tế, các sự việc thực tế các bạn đã thấy rồi, tiền của bạn vẫn bị ăn cắp như bình thường. Nó hơn là gì? Thay vì bạn cất ở trong két ở nhà, két ở nhà thì trộm đến họ ôm cả cái két. Thế giờ bây giờ bạn đưa lên ngân hàng thì an toàn hơn thôi. Chứ không có nghĩa là gì nó đảm bảo hoàn toàn về an toàn. Và hoàn toàn đối với anh Khanh là gì, mình phải tách biệt cái vấn đề về bảo mật và hạ tầng cloud computing, điện toán đám mây. Và trong góc nhìn của điện toán đám mây ấy, thì bảo mật tức là security as a service, tức là mình coi cái việc an toàn thông tin nó như là một cái dịch vụ cung cấp bởi cái hạ tầng điện toán đám mây, chứ không có nghĩa là điện toán đám mây sẽ cung cấp cái hạ tầng hoàn hảo cho cái việc đảm bảo về vấn đề bảo mật. Phải tách biệt cái vấn đề đấy ra. Chị hỏi là anh Tiến còn ở đây không ạ? Anh đây anh Tiến ạ. Ừ, nhà đây. Một câu hỏi dành cho anh, đấy là công nghệ chatbot của anh giúp gì cho việc kinh doanh online hay việc triển khai dịch vụ trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay ạ? Thì trong cái thời buổi dịch bệnh hiện nay thì chatbot nó khá là thiết thực. Thứ nhất ấy là nó sẽ giúp cho việc tiếp xúc giữa người mua và người bán. Thì thông qua chatbot thì việc tiếp xúc nó sẽ ít lại, nhưng mà việc gọi là online hóa thì lại nhiều hơn, tức là mọi người sẽ tập trung cho vấn đề giao dịch trên internet nhiều hơn. Cái thứ hai ấy, thì khi mà mình có chatbot ấy, thì lúc đó thì trong mùa dịch ấy, thì thay vì chúng ta phải sử dụng rất là nhiều nhân sự như cái phương pháp truyền thống ấy, thì chúng ta sẽ kết hợp chatbot để có thể là giảm bớt nhân sự nhưng mà lại tăng được cái hiệu suất của công việc. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất ấy, là khi mà khách hàng không, trong mùa dịch khách hàng không thể tới trực tiếp cửa hàng được, thì chúng ta sẽ sử dụng chatbot như một cái kênh truyền thông hay là một kênh marketing để chúng ta đưa thông tin sản phẩm cũng như là dịch vụ tới tận tay khách hàng, và từ đó là chúng ta có thể biết được là nhu cầu khách hàng là có tiếp tục sử dụng sản phẩm hay không, hay là giúp cho họ đặt một cái đơn hàng một cách dễ dàng thông qua cái mạng xã hội hoặc là thông qua công cụ Messenger. Em cảm ơn anh Tiến ạ. Và tiếp theo có một câu hỏi dành cho anh, đó là bốt bán hàng của anh đã sử dụng điện toán đám mây như thế nào ạ? Cái phần này thì hiện tại thì bên mình ấy thì trước hết là bên mình đang sử dụng cái dịch vụ của Amazon, thì 100% thì mình đều sử dụng hạ tầng của Amazon. Thì trong hạ tầng của Amazon ấy thì tất cả các nốt ấy thì mình đều phải phân ra, ví dụ như nó thì sẽ chuyên để xử lý tất cả các thông tin của khách hàng tương tác vào hệ thống, còn nó thì luôn luôn là lắng nghe các bình luận hay là các bài post mà khách hàng post lên. Tức là bản thân hiện tại là phía khách hàng đang lưu trữ khoảng tầm là 60 triệu user, thì trong 60 triệu user này thì mỗi user là mình tốn khoảng 1.3 MB để mà lưu trữ, thì mỗi ngày là mình xử lý khoảng hàng tỷ bản tin, để mục đích là mình phục vụ cho vấn đề gọi là listen social đó. Listen social là gì? Để mình biết được khách hàng đang nhắc đến nhãn hiệu nào, khách hàng ví dụ đối với một chủ shop họ muốn tìm một số thông tin là để phục vụ cho vấn đề chạy quảng cáo, thì mình mới bắt đầu mình sử dụng cái hạ tầng này để mình phục vụ cho vấn đề là gọi là data driven, tức là mình chuyển data thẳng xuống cho khách hàng để khách hàng họ khai thác. Thì trong cái phần điện toán đám mây thì chủ yếu là mình sử dụng cái hạ tầng của Amazon, là mình dùng EC, tức là mình dùng những gì có sẵn của Amazon, sau đó mình tự thiết lập lại, mình tự kiến trúc lại cái hạ tầng của riêng mình để làm sao cho mình tiết kiệm nhất cái chi phí. Thứ nhất là chi phí về phần cứng, thứ hai là chi phí về gọi là về hiệu suất, ví dụ như
trong Amazon đó thì nó sẽ có những cái tính năng như là auto scaling ấy, thì thay vì mình dùng tính năng đó thì mình lại tắt hết tất cả tính năng đó đi để lúc đó là mình không bị gọi là không bị đậu lên cái phần chi phí trong những trường hợp là khách hàng dùng quá tải, thì lúc đó mình mới sử dụng gọi là mình tối ưu hết tất cả mọi thứ luôn, từ cái việc mà mình chọn những cái công nghệ nào trên Amazon hay là những cái dịch vụ nào Amazon để mình phục vụ cho vấn đề phân tích là mình đều tối ưu rất là nhiều. Đồng thời thì bên mình cũng có sự hỗ trợ của phía Amazon, các kỹ sư cũng tư vấn thêm, thì đa số là mình dùng cái gói ACI của Amazon. Em cảm ơn anh Tiến ạ. Và chương trình của chúng ta thì cũng đã quá giờ một chút rồi, thế nên sẽ dành thời gian cho hai câu hỏi cuối cùng dành cho anh Ngọc. Theo như đề bài talk thì anh có đề cập đến vai trò của điện toán đám mây trong mạng, anh có nói đến vai trò của điện toán đám mây trong mạng 5G và trên 5G, thì anh có thể chia sẻ thêm vì sao cần điện toán đám mây trong viễn thông cũng như là những cái vai trò của điện toán đám mây không ạ? Ok, thì câu hỏi này chắc từ một bạn nào đấy thêm một kỹ thuật một chút, thì mình xin trả lời như này. Đầu tiên thì mình cần phải hiểu về cái kiến trúc của cái mạng 5G và có thể đến 6G, tại vì 6G đang trong quá trình phát triển nên là mình chưa thể khẳng định là kiến trúc nó như thế nào. Nhưng với 5G chẳng hạn, thì với 5G khi lên kiến trúc đến mạng 5G thì sẽ là thiết kế theo cái mô hình là service based architecture, tức là cái kiến trúc dựa theo dịch vụ. Kiến trúc dựa theo dịch vụ tức là gì? Lúc này mỗi một cái chức năng của hạ tầng mạng thì chúng ta coi nó là dịch vụ, chứ chúng ta không phải coi là một cái thành phần, một cái nốt của trong hạ tầng mạng như các kiến trúc cũ nữa. Mình sẽ định nghĩa nó là dịch vụ rồi. Tại sao gọi được là dịch vụ? Tại vì như mình nói ấy, khi đã có hạ tầng điện toán đám mây thì tất cả các cái chức năng mạng thế kia mình đều có thể có quy nó về dạng là dịch vụ. Đó, thế nên là cái để hỗ trợ được cho cái kiến trúc là service based architecture ấy, thì cái hạ tầng điện toán đám mây và hạ tầng ảo hóa là những cái công nghệ cốt lõi để support cho cái kiến trúc này có thể thực hóa được. Nếu không có cái này, nếu không có các hạ tầng này thì cái việc triển khai một cái kiến trúc gọi là service based architecture ấy, nó sẽ rất là phức tạp và đôi khi nó sẽ không đảm bảo được cái tính hiệu quả của cái kiến trúc này so với các kiến trúc cũ. Chính vì vậy nên là cái hạ tầng điện toán đám mây rất là cần thiết cho cái việc triển khai hạ tầng lõi của mạng cung cấp dịch vụ 5G và có thể 6G. Cái thứ hai nữa là các mình muốn nói đến các cái dịch vụ có trong 5G và 6G nó sẽ khác so với cả 4G và các thế hệ tiếp theo, các thế hệ trước đó. Nếu như các thế hệ trước đó khi mình dùng mạng di động mình chỉ quan tâm là gì? À, tốc độ của tôi là bao nhiêu? Tôi truy cập mạng được nhanh hay không? Đấy là cái mình quan tâm. Thì lên đến 5G và 6G là gì? Như mình có nói, lên đến 6G ITU không còn định nghĩa là chúng ta có mạng di động nữa. Họ không có đưa ra các yêu cầu cho một mạng di động nữa, mà họ đưa ra yêu cầu, họ gọi đó là mạng, chứ không gọi là mạng di động nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có hội tụ, không có mạng di động hay mạng internet hay là mạng wifi, tất cả là một, là mạng thôi. Và trong cái hệ sinh thái đó thì các ứng dụng của người dùng, các ứng dụng IoT chiếm một phần rất là lớn, các ứng dụng của machine ở trong nông nghiệp, trong sản xuất rất là nhiều. Thì để hỗ trợ cho các cái thiết bị mà có năng lực xử lý thấp, năng lực xử lý local thấp như vậy, thì mình cần một cái hạ tầng ở được cung cấp bởi nhà cung dịch vụ. Đó là lý do tại sao là trên 5G và 6G mình cần điện toán đám mây. Hai yếu tố, một là cho cái triển khai hai hạ tầng lõi của nhà cung dịch vụ, cái thứ hai là hỗ trợ dịch vụ của người dùng. Đấy là hai yếu tố. Dạ, và một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Ngọc đến từ anh Thanh ạ. Bây giờ anh Thanh có thể bật mic và trao đổi cùng với anh Ngọc được không ạ? Xin chào mọi người. Em có một câu hỏi đến anh Ngọc, đó là vừa rồi anh Ngọc có chia sẻ về điện toán đám mây ấy, thì em có câu hỏi rằng là hiện tại về điện toán đám mây ấy, thì hiện tại bây giờ có khá nhiều công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn như là Amazon, Microsoft hay Google hay Alibaba, thì những công ty này đã cung cấp dịch vụ khá là lâu rồi, chẳng như Amazon từ năm 2006 thì phải, thì đã là khá là major và đã có cái market share khá lớn trên thị trường rồi. Thì vậy với Việt Nam mình ý, thì có nên xây dựng riêng cho mình dịch vụ điện toán đám mây hay không, và nếu xây dựng thì mình có lợi thế và bất lợi gì? Ok, thì bây giờ mình sẽ trao đổi một cái câu chuyện, tức là gì? Các cái như bạn nói thì mình đang hình dung nó giống kiểu như là ở rất là xa, dạng như data center. Còn khi mình nói đến công nghệ điện toán đám mây ấy, nó sẽ có nhiều phiên bản hơn, như mình đã nói là điện toán sương mù và điện toán biên.
Vậy thì cái câu chuyện đây là gì? Mình adapt cái công nghệ này vào thực tế ở Việt Nam ra làm sao? Với các scale nhỏ hơn, mình không cần phải nghĩ đến một cái scale lớn dưới dạng data center, mà hãy nghĩ đến một cái scale rất là nhỏ. Là ví dụ như là gì? Hỗ trợ cho các cái dịch vụ công nghiệp thông minh khác, hay các khu nhà máy thôi chẳng hạn. Mình hoàn toàn có thể build một cái hạ tầng điện toán sương mù chẳng hạn. Em có câu hỏi này là em xin lỗi em ngắt chỗ này á. Để em biết như này, chẳng hạn như là bên Amazon chẳng hạn, họ cũng có một các dịch vụ cho chính phủ riêng, tức là họ cũng có thể rằng là họ mang cái dịch vụ, mang cái hạ tầng đấy về cái đất nước đấy. Nếu mà cái chính phủ hay là một công ty nào đủ lớn để cũng yêu cầu dịch vụ, là họ cũng mang về tận nơi luôn. Hay là Microsoft chẳng hạn, họ cũng cung cấp cái dịch vụ điện toán đám mây rằng là on-premise, tức là mang cái đám mây private đấy về cho công ty riêng cơ. Thì theo em biết là như vậy. Thì có nghĩa là họ đã cung cấp những dịch vụ như vậy rồi, thì bây giờ nếu mà mình tự xây thì có phải là mình sẽ xây từ đầu, thì có phải rằng là thì em nghĩ là nó sẽ có nhiều cái về mặt kinh tế này hay về mặt về công nghệ đấy mình đi sau ấy. Thì theo anh thì anh nghĩ nào về vật đấy ạ? Ừ, đúng rồi, cái vấn đề mà bạn băn khoăn đấy thì thực tế hình như lúc trước là anh Khanh cũng có nói đúng không ạ? Tức là cái việc mà triển khai cái hạ tầng thì là nó mang yếu tố về kinh tế là không kinh tế, triển khai hạ tầng thì là không kinh tế. Vâng. Tuy nhiên ứng dụng công nghệ và dịch vụ thì hoàn toàn hợp lý và kinh tế. Đó, tức là với các cái quy mô nhất định, như hiện tại chẳng hạn VNPT có dịch vụ máy chủ cloud của họ, đúng không ạ? Và mình có sử dụng các cái máy chủ đấy. Thì đó chính là các hạ tầng điện toán đám mây đặt tại Việt Nam do nhà công Việt Nam cung cấp, đúng không ạ? Thì hoàn toàn được khai thác và họ vẫn hoàn toàn có thị trường nhất định ở Việt Nam. Thì cái mình nói đây tức là gì? Tùy theo cái quy mô thôi. Tức là ý là bây giờ mình xây dựng một cái nền tảng gì đó trên cái nền tảng nó có sẵn của đám mây, đúng không anh? Đúng thế vậy không anh? Tức là tạo giá trị thêm ở trên cái nền tảng toàn năng mây có sẵn, hay đúng không anh, hay là như nào ạ? Mình hoàn toàn thể triển khai hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng điện toán đám mây như là Amazon hay là Google, tương tự như là gì, VNPT họ đã có hạ tầng điện toán đám mây của riêng họ rồi, nhưng ở cái quy mô nhỏ hơn, và có thể cái nền tảng công nghệ của họ kém hơn, có thể là kém hơn đấy, nhưng mà với cái quy mô nhỏ hơn là vừa phải, thì vẫn họ vẫn có cái thị trường nhất định và họ vẫn đang thành công và vẫn đang triển khai dịch vụ ở Việt Nam rồi, đấy là thực tế. Thì mình nghĩ là cái việc đấy có cần phải trao đổi gì nhiều hơn về cái vấn đề khả thi nữa không nhỉ? Vâng, em cũng hiểu nội dung anh rồi, cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Dạ, em một lần nữa thì em cũng xin được cảm ơn các diễn giả đã tham dự chương trình ngày hôm nay, cũng như là có những cái phần chia sẻ rất là ý nghĩa và nhiều thông tin gửi đến cho mọi người. Và em cũng xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái chương trình Mi Talk của chúng ta ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, cũng là phần cuối của chương trình ạ, thì em cũng xin phép giới thiệu về ngày mai của chúng ta. Chương trình ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc 12 giờ đến 14 giờ 10 và sẽ bao gồm 5 phần chia sẻ từ các diễn giả Trần Quốc Huy, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Đức Huy, Phạm Duy Lai và Phạm Quốc Việt. Và em cũng xin được mời các diễn giả cũng như là các khán giả trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục theo dõi chương trình ngày mai ạ.